đang leo ranh vì mất mạng. Soạn EST30 gửi 191 nhận ngay 7GB tốc độ cao chỉ với 30.000 đồng 7 ngày. EST120 gửi 191 nhận ngay 28GB tốc độ cao chỉ với 120.000 đồng 28 ngày. Thỏa thích truy cập internet miễn phí chơi và xem Liên Quân Mobile. EST siêu tốc, data siêu nhanh, leo ranh siêu tốc. Đăng ký gói cước ngay hôm nay để có cơ hội trúng gift code vui tướng Thu Ngọc trong cục bậc SS và hàng triệu phần quà giá trị khác nhé. Cơ hội sở hữu gói phun tướng, phun ngọc cùng vô số nhân vật phẩm giá trị khác. Đồng hành và cổ vũ cho đội tuyển yêu thích bằng cách soạn tin theo cú pháp với giá cước chỉ 1.000 đồng một tin nhắn. DTGV cách ngày thi đấu, cách đội thắng và số người trả lời đúng. Xem Liên Quân, Quân Quả Phủ cùng Army bình chọn cho đội thắng cuộc và dự đoán số người bình chọn giống bạn ngay trên ứng dụng Army. Tổng giá trị giải thưởng hàng trăm triệu đồng. Dầu tắm gội Clearman 3-in-1 mới, giải pháp tắm gội toàn diện cho phái mạnh. Tóc sạch gầu, dưỡng ẩm da đầu, sảng khoái toàn thân với ba sức mạnh bất bại. Clearman 3-in-1 mới là đàn ông phải thử. Hãy dấn bước vì một cảm giác rất Yomos. Chào mừng các bạn đã đến với Viettel 5G, đấu trường danh vọng mùa xuân năm 2020, giải đấu eSports lớn nhất Việt Nam với sự đồng hành chính thức của Tổng công ty Viễn thông Viettel, Viettel Telecom cùng hai nhà tài trợ là Clearman 3-in-1 và Yomos. Và với sự đồng hành của Viettel Telecom thì chúng ta sẽ có thêm các kênh sóng của giải đấu miễn phí lưu lượng data 3G, 4G giống như OnMe, Viettel TV, MyClip và bên cạnh đó là những kênh sóng chính thức của Liên Quân Mobile. Ngoài ra thì các bạn có thể tham gia chương trình dự đoán đồng hành cùng Viettel 5G đấu trường danh vọng mùa xuân năm 2020 để có cơ hội nhận được vô vàn những vật phẩm có giá trị như là iPhone 11 Pro Max 512GB, gói phun ngọc, gói phun tướng và vô vàn vật phẩm giá trị khác khi theo dõi trên các kênh sóng MyClip, OnMe và tham gia chương trình nhắn tin dự đoán đồng hành cùng các đội tuyển chiến thắng. Và mọi thông tin về giải thưởng các bạn có thể nhận được hoặc cách thức tham gia nhận giải thì các bạn hoàn toàn có thể xem ở trên fanpage Cao Thủ Liên Quân hoặc là fanpage của Viettel Telecom. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau trải qua trận đấu đầu tiên trong ngày thi đấu hôm nay. Hôm nay chúng ta chỉ có 2 trận đấu và ngày mai cũng vậy, chúng ta sẽ chỉ có 2 trận thi đấu cuối cùng để khép lại tuần thi đấu thứ 7, cũng chính xác hơn là vòng thi đấu thứ 7 và cũng là vòng thi đấu cuối cùng của giai đoạn lượt đi để chúng ta chuẩn bị bước vào một giai đoạn lượt về. Trước giai đoạn lượt đi và giai đoạn lượt về, chúng ta sẽ trải qua một giai đoạn chuyển nhượng tương đối là hồi hộp để chúng ta biết được rằng có những nhân tố mới nào sẽ góp mặt ở trong đấu trường danh vọng. Nhưng trước hết chúng ta sẽ đến với trận thi đấu thứ 2 trong vòng thi đấu thứ 7 của giai đoạn lượt đi.
Trận thi đấu thứ hai ở vòng thi đấu thứ 7 này sẽ là cuộc đọ sức giữa Team Flash và Severus Esports. Hai đội tuyển sẽ thi đấu sau khi mà Mocha ZD vừa có được thắng lợi 3-1 trước đội tuyển Evo Esports. Hai đội cuối bảng đã đọ sức cùng với nhau và Mocha ZD là người có được thắng lợi đầu tiên. Còn Evo Esports hơi đáng buồn cho họ một chút khi kết thúc giai đoạn lượt đi thì họ cũng chưa có được bất cứ một chiến thắng nào. Đây là hình ảnh được gửi về từ Liên Quân Studio Hà Nội, những thành viên hết sức quen thuộc của nhà đương kim vô địch đấu trường danh vọng mùa đông năm 2019, Team Flash. Đây là đội tuyển mà chúng ta vẫn đang cho thấy, chính xác hơn là họ ra cho chúng ta thấy rằng ở thời điểm hiện tại họ vẫn đang là một đối trọng rất đáng gờm ở ngôi vị cạnh tranh chức vô địch, chứ không chỉ là ngôi vị cạnh tranh top 4. Mặc dù ở thời điểm hiện tại vẫn đang chỉ có mặt ở trong top 4 mà thôi, nhưng những gì mà đội tuyển này thể hiện là rất ấn tượng. Đây là line up của đội tuyển Team Flash ở trong ngày thi đấu hôm nay. Đó là Gấu không đường trên, ADC không đường rừng, Xuân Bách đường giữa, Ellie đường rồng và cuối cùng là Prui ở vị trí trợ thủ. Như vậy đặt coi ngày hôm nay sẽ không thi đấu. Có lẽ đó vẫn chỉ là một sự xoay tua thường xoay thấy tour đến từ bên phía của đội tuyển Team Flash mà thôi. Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Tùng. Có thể khi nhìn vào lineup ra quân của Team Flash ngày hôm nay thì rất rất nhiều khán giả sẽ cho rằng đây là lineup mạnh nhất của Team Flash. Nhưng có lẽ là không phải bởi vì lý do này mà họ đưa đội hình này ra sân, mà đó là một sự xoay tua giữa ba người chơi ở đường cánh, Đạt Còi, Eli và Gấu mà thôi. Còn đây là đối thủ sẽ đọ sức với Team Flash trong ngày hôm nay. Wow, chúng ta nhìn thấy sự quay trở lại đến từ vị trí của 120kg đúng không? Anh chàng này đã không góp mặt ở trong những tuần thi đấu gần đây. Người thay thế cho anh ta Dian thi đấu khá tốt ở vị trí đường rồng, nhưng ngày hôm nay thì 120kg quay trở lại sau nhiều tuần thi đấu vắng bóng. Bên cạnh đó thì khu vực đường rừng vẫn đang là nơi mà 20% đang được thể hiện mình chứ không phải là nút đồ. Có thể nói rằng ở trong quãng thời gian vừa qua thì 20% chơi tốt hơn rất nhiều so với nút đồ ở trong mùa giải này. Nút đồ ở trong mùa giải trước thì đấu tương đối ấn tượng, nhưng đến mùa giải này thì hơi xịt một chút và có lẽ nút đồ cũng đang cần phải tìm lại chính mình thông qua việc cạnh tranh vị trí với chính 20%. Key player ở bên phía Team Flash đó là Xuân Bách, người chơi đường giữa của nhà đương kim vô địch thế giới. Anh ấy là người chơi sở hữu bộ sưu tập danh hiệu nhiều nhất của Liên Quân Mobile, có lẽ là không chỉ ở Việt Nam mà còn trên cả thế giới nữa. Dạo này thì mặt Bách cũng đã mịn hơn rất nhiều rồi. Trên ảnh thì bạn lấy mà mặt Bách cũng mịn thôi, nhưng mà ở ngoài đời thì bạn thấy rất rõ ràng là mặt Bách cũng mịn hơn rất nhiều. Có lẽ trong quãng thời gian vừa qua sau khi trở thành nhà đương kim vô địch thế giới thì Bách cũng đã chăm sóc cho sức đẹp của mình nhiều hơn, chăm đi gọi là kiểu vật lý trị liệu cho khuôn mặt hơn. Và ở thời điểm hiện tại thì mặt Bách đã rất là điển trai rồi. Với bên phía bên kia thì game player của bên phía đội tuyển Severus Esports là một thành viên cũng thi đấu ở khu đường giữa và đó là Chiro. Chiro là chàng trai đã từng xuất hiện ở trong màu áo của đội tuyển Sài Gòn Phantom. Sau đó, trước đó thì anh ta lấy tên là King Zone, sau đó thì anh ta chuyển sang thi đấu ở Severus Esports. Và sau một quãng thời gian thi đấu ở Severus Esports thì anh ta quay trở lại Sài Gòn Phantom, thi đấu không được thành công ở Sài Gòn Phantom và bây giờ thì anh ta có mặt ở trong màu áo của đội tuyển Severus Esports, một đội tuyển cũng có tường thân là đội tuyển Overclocker. Ra đi và trở về, ra đi và trở về, đó là câu chuyện của Chihiro. Chihiro cũng đã từng được kỳ vọng sẽ trở thành một trong số những đối trọng lớn nhất của Xuân Bách ở khu vực đường giữa tại Liên Quân Mobile Việt Nam. Nhưng đến thời điểm này thì Chihiro vẫn còn cách điều đó một khoảng cách nữa. Và đây sẽ là một cơ hội để cho Chihiro có thể thể hiện mình. Gấu đang tập trung như một nhẫn giả vào ngón tay của mình. Hôm nay Gấu muốn đánh 2 AT à? Hoặc là cũng có thể là đơn giản là đó là bởi vì là anh ta đang khẳng định rằng mình đang số 1 ở khu vực đường đơn. Ở thời điểm hiện tại có thể là như vậy. Tuy nhiên thì đó là dự đoán của tôi thôi, còn thực tế thì có lẽ Gấu cũng sẽ không ngạo mạn đến như vậy. Tỷ lệ mình có chiến thắng dành cho bên phía của đội tuyển Team Fast đang là 91%, trong khi đó với Severus chỉ là 9%. Như vậy là có thể thấy rất rõ ràng ở thời điểm hiện tại nhà đương kim vô địch thế giới vẫn đang có được một lượng fan đông đảo, cùng với đó là một phong độ hủy diệt để khiến cho tất cả các fan hâm mộ vẫn đang kỳ vọng rất lớn vào đội tuyển này. Xét về mặt lý thuyết thì để cho Severus Esports có thể giành chiến thắng trước Team Flash thì sẽ là một điều tương đối khó khăn, và đó có lẽ sẽ phải là một phép màu trong tình cảnh này. Nhưng có 9% khán giả trên fanpage cao thủ Liên Quân thì tin vào một phép màu xảy ra với Severus Esports ở trong trận thi đấu cuối cùng của họ tại giai đoạn lượt đi này. Cá nhân tôi hy vọng rằng có một hoặc hai ván thắng dành cho bên phía của Severus Esports để trận thi đấu này hôm nay thêm kịch tính, và hơn thế nữa là để cho đội tuyển này không bị bỏ xa khỏi khu vực top trên của bảng xếp hạng. Tính đến thời điểm hiện tại thì khu vực bảng xếp hạng đang chia làm hai nửa tương đối rõ rệt, đó là khu vực nửa trên của bảng xếp hạng bao gồm có 4 đội tuyển, và khu vực nửa dưới của bảng xếp hạng cũng bao gồm 4 đội tuyển là Boss Gaming, Severus Esports, Evo Esports và Mocha ZD.
Tuy nhiên thì Motion City với EVOSE có lẽ sẽ khó để có thể cạnh tranh được với top trên. Còn Box Gaming và Cyber Esports thì vẫn còn cơ hội. Chính vì vậy nên tôi hy vọng rằng ngày hôm nay kết quả sẽ không chênh lệch dành cho bên phía của Team Phát, hoặc nếu không sẽ có bất ngờ dành cho bên phía của Cyber. Box Gaming và Cyber Esports vẫn còn cơ hội để ngói lên top trên, nhưng họ cũng còn rất nhiều nguy cơ sẽ bị tụt lại phía dưới sau khi kỳ chuyển nhượng diễn ra và lượt về của Viettel 5G đấu trường danh vọng mùa xuân năm 2020 quay trở lại. Vì thế, 1-2 ván thắng ở trong trận thi đấu này không chỉ là mong muốn của cá nhân bình luận viên Thanh Tùng, mà có lẽ là cả đội tuyển Cyber Esports cũng sẽ nỗ lực hết sức mình để có thể tích lũy từng điểm số một để có thành tích cao nhất tại mùa giải năm nay. Với phong cách tính điểm thua được cộng thua thì trừ một, còn thắng thì được cộng một như thế này thì các đội tuyển hoàn toàn có thể bị đẩy xuống rất sâu. Những trận cầu 6 điểm diễn ra hàng ngày, và chính vì vậy nên mỗi vòng đấu là những vòng mà chúng ta có thể bị tụt điểm một cách đáng kinh ngạc, và việc tích lũy từng điểm số nhỏ một sẽ là một cái gì đó rất cần thiết dành cho các đội tuyển. Còn với Team Phát thì tất nhiên rồi, họ sẽ muốn vươn lên càng cao càng trước càng tốt, nhưng đây không phải là cái mục tiêu tối thượng của đội tuyển này, đó là giành cho mình vị trí số 1 ở bảng xếp hạng. Mà như đã biết ở trong mùa giải năm ngoái cũng như vậy, họ muốn giành được cho mình vị trí là vô địch toàn mùa. Chính vì vậy nên ở thời điểm ở vòng bảng họ vẫn đang liên tiếp thử nghiệm những cái đội hình ưng ý nhất của mình, cũng như là để cho các cá nhân như đàn còi, Ellie và Gấu được thường xuyên gọi là đánh để cho nó quen tay. Kể cả trong trận thi đấu thua thì hầu như họ sẽ không thay người. Chỉ duy nhất tính đến thời điểm hiện tại chỉ có một trường hợp, đó là trường hợp hôm Ellie bị ốm thì bên phía của Team Phát tiến hành thay người để khiến cho Ellie được đảm bảo sức khỏe, và cũng như là không thể nhận xét phong độ thi đấu của Ellie trong một ngày mà anh ta không có được phong độ tốt cả. Chính xác là như vậy. Chúng ta quay trở lại với phần cấm và chọn ở trong ván thi đấu đầu tiên. Cyber Esports họ cấm trước và chọn trước, cấm đi Florentino cùng với Veras, trong khi đó Team Flash để hở ra Quizic dành cho đối thủ của họ khi cấm ship cùng với Elsu, nhưng Cyber Esports không lấy và Team Flash cũng không lấy. Khi mà Dirac xuất hiện trong đội hình của Cyber Esports thì tới 90% là nó sẽ nằm trong tay của Skiza ở vị trí trợ thủ, và khi mà Malok xuất hiện thì có lẽ con số này sẽ được khẳng định. Đương nhiên là hai vị tướng này có thể đảo lại vị trí dành cho nhau, nhưng cách vận hành thường xuyên mà chúng ta thấy hơn ở Cyber Esports đó là Dirac nằm trong tay của Skiza và Malok nằm trong tay của Chihiro. Đây không là cách vận hành mà Team Flash thích đánh đúng không, khi mà ở thời điểm hiện tại thì Team Flash cũng vận hành với con bài Dirac ở vị trí trợ thủ nhiều hơn là Xuân Bách. Tuy nhiên trong video vừa qua thì Xuân Bách hình như cũng đã sử dụng vị tướng Dirac một lần ở vai trò đó là đường giữa rồi. Team Phát đang lựa chọn cho mình ba vị tướng, đó là Lữ Bố, Alice và Jill. Lữ Bố có khả năng đánh độc lập ở khu vực đường trên, còn Alice và Jill thì lại có khả năng bổ trợ cho nhau ở vị trí trợ thủ và đường rừng. Jill ở thời điểm hiện tại gần như là một con bài chắc suất cho vị trí đi rừng rồi. Rất có lẽ là không có đội tuyển nào sử dụng Jill ở cho đường đơn nữa cả. Ngày đầu mới ra mắt thì Jill là một trong những con bài làm nên tên tuổi của Xuân Bách, khi Bách đã mang Jill vào thi đấu và đến nỗi các đội tuyển phải cấm Jill ở trong quãng thời gian mà Jill không có bất kỳ một tuyển thủ nào có thể sử dụng được cả. Và chính vì vậy nên ở thời điểm hiện tại thì chúng ta có một chút ngờ vực, như không, Jill chắc chắn sẽ dành cho ADC, người chơi ở thời điểm hiện tại đang sử dụng Jill tốt nhất của bên phía Team Flash. Và có lẽ là cách chơi Jill của ADC cũng đang là tốt nhất của Viettel 5G đấu trường danh vọng mùa xuân 2020 tính đến thời điểm này. Những màn trình diễn với Jill của ADC vẫn đang là nổi trội hơn cả. Jill là một vị tướng mà ngày hôm nay tôi có tâm sự với anh Tùng là khi tôi chơi Jill ở vị trí đi rừng thì có thể lấy được rất nhiều điểm hạ gục của bên phía đối thủ, nhưng lại không biết cách để có thể snowball ván đấu và biến những điểm hạ gục đó thành lợi thế về cho team của mình. Nhưng ADC thì khác, ADC rất hiểu chất tướng của vị tướng này, có thể làm được rất nhiều điều ở trong một pha giao tranh và cũng có thể snowball ván đấu rất tốt với Jill. Đó là đặc điểm chung của những người chơi Jill, đó là tương đối tham mạng hạ gục. Khi con bài này có khả năng ám sát rất nhanh, khoảng gần 20 giây là Jill lại hồi chiêu cuối một lần, và mỗi khi hồi chiêu cuối thì Jill có thể có được một điểm hạ gục một cách rất đơn giản. Ngoài ra thì việc tham tài nguyên rừng cũng là một phần yếu tố để dẫn đến việc mà Jill tương đối là khó để snowball trận đấu. Tuy nhiên với một đội tuyển chuyên nghiệp thì Jill chỉ cần làm ít hơn, đó là ăn được cho mình những mạng hạ gục và sau đó là có những pha biến ảo trong giao tranh. Hạ gục càng nhiều càng tốt, hoặc ít nhất là để khiến cho đối phương thất máu càng nhiều càng tốt, và khi đó bạn sẽ có đất diễn dành cho các tuyển thủ khác. Bên phía của Cyber Esports đóng lại những sự lựa chọn của mình bằng Thelanas và Yena dành cho 120kg và có lẽ là LH ở bên phía của mình trên. Như vậy là đội hình của họ là một đội hình tương đối hợp meta, hợp thời. Có những con bài mạnh càn lướt ở trong giao tranh, và cũng có những con bài có thể bắn được ở trong giai đoạn cuối trận, đó là Thelanas. Nhìn chung về đội hình này thì có cả sát thương vật lý và sát thương phép đều ổn,
sức giao tranh rất ổn. Và có lẽ là cái đội hình này cũng là một trong những cái đội hình nó rất cơ bản của đội trưởng Danh Vọng thôi, đến từ bên phía của Seven Esports. Nhưng theo Anas, ở trong đội hình như thế này thì tôi thấy là đang hơi mạo hiểm dành cho vị trí của 120kg khi mà sự bảo kê mà 120kg có thể nhận được ở trong ván thi đấu này có lẽ nó cũng không nhiều về mặt chất tướng. Có lẽ là Dirac sẽ phải kèm với lại cả vị trí của Theonat và Malok nữa, để cho Yena và Roker sẽ hai con bài băng lên. Malok sẽ còn bài băng lên thứ ba, nhưng nếu như Malok luyện được quá sâu thì có thể dẫn đến việc là Dirac và Theonat sẽ bị giữ lại ở giai đoạn sau của trận đấu. Trong khi đó thì bên kia có một sát thủ thực trụ, đó là Zil. Đội hình của bên phía TeamFast thì là một đội hình không cơ bản bằng. Họ là một đội tuyển luôn sở hữu những cái đội hình nó biến đổi theo qua thời gian và cũng không quá ưu tiên vào việc theo meta. Tính đến thời điểm hiện tại thì luôn là như vậy. Thậm chí những con bài cấm của họ cũng mang tính chất khóa thẳng vào chủ lực của đối phương, chứ không phải là khóa những con bài mạnh nhất ở trong meta. Và với việc mà Krizik không được lựa chọn ở trong ván đấu đầu tiên này thì có thể nói rằng Flash cũng đã hack não đối phương khá tốt khi mà không cấm đi con bài Krizik, mặc dù ở bên phía đội đỏ. Và bên phía của T-Flash cũng không có lựa chọn Krizik nữa. Họ muốn lựa chọn một con bài nào đó nó khiến cho cái pha luyện cục của Malok trở nên bớt nguy hiểm hơn, với một dòng chảy tấn công đến từ Aris. Đội hình của họ cũng là một đội hình tương đối cơ bản thôi, tuy nhiên thì nó khác biệt hơn một chút là nó có những cái con bài mang theo cái thương hiệu của cá nhân nhiều hơn, như là Zil, như là Aris, thay vì việc là lựa chọn hẳn những cái con bài nó theo hẳn meta như đối phương. Chính xác là như vậy. Cả Rat với Xuân Bách cũng là một thương hiệu, và cả năm vị tướng trong đội hình của TeamFast ở trong ván thi đấu này thì đều là những vị tướng đã ra đời từ rất lâu rồi và đã gắn bó cùng với những game thủ của Liquid Mobile chúng ta cũng đã được rất lâu rồi. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại thì Joker mới được sở hữu và sử dụng nhiều, đúng không? Lữ Bố cũng đang có quá trình quay trở lại rất mạnh mẽ. Còn thời điểm trước đó thì hai vị tướng này đã dần dần chìm vào quên lãng sau những cái sự điều chỉnh của những vị tướng khác lên ngôi. Những bước di chuyển đầu tiên ở ván thi đấu đầu tiên này, có bốn thành viên của Team Flash tiến ra khu vực đường giữa, và như vậy là Lữ Bố vẫn sẽ di chuyển lên khu vực đường tà thần xây ra mà thôi. Nhìn hướng di chuyển của Eli trong giai đoạn ban đầu thì cứ ngỡ như rằng là anh ấy sẽ xuất phát ở đường tà thần xây ra, nhưng không, chỉ là một tình huống cấu máu và khiến cho Skiza gặp rất nhiều nguy hiểm. Rất đau, đó là tình huống cấu máu vừa rồi để khiến cho Skiza gặp cực kỳ nhiều bất lợi về mặt lượng máu. Cả Fast và Seven Esports đều đang có 13 mạng siêu tốc kỳ. Như vậy là nếu xét về khả năng ăn chín câu đồng thì Seven Esports làm rất tốt. Họ là một đội tuyển có tổ chức và họ cũng được đầu tư tương đối bài bản. Chính vì vậy nên ở thời điểm hiện tại thì họ vẫn có những cái lối vận hành từ đầu trận khá tốt. Tuy nhiên thì có lẽ là khoảnh khắc ngôi sao đã khiến cho Flash đánh tốt hơn ở trong giai đoạn sau của trận đấu. Eli đang gặp rất nhiều nguy hiểm và thiếu chút nữa thì siêu tốc kill lại thuộc về bên phía của Severus Esports. Con số 13 đang là con số chung của cả hai đội về siêu tốc kill. Và hôm nay thì cũng là thứ 6 ngày 13, 120kg có một tình huống tốc biến là hợp lý để có thể né đi được tình huống ganh của mỗi đôi Xuân Bách và Broly. ADC đang ăn rừng nhanh hơn so với 20% khoảng 10 giây. Và anh ta đã có mặt ở khu vực đường giữa. Chiro biết điều đó và anh ta đã lùi về ngay lập tức. Trong khi đó thì bây giờ thì 20% mới ra được khỏi rừng và Ellie không có ở đó để anh ta có được cho mình một điểm hạ gục. Bên phía của Flash đang di chuyển với 3 người và họ sẽ hơi mạo hiểm nếu như đối phương ép vào với một gọc kìm. Tuy nhiên thì đối phương cũng không dại gì để lao vào khu vực mà họ đang chưa có được cho mình tầm nhìn. Sau khi nấp ở cái bụi đó thì bây giờ hướng đi của Team Flash là hướng tới hang rơi thủ vệ, nơi mà Gấu cũng đã chiếm được khoảng không trước LH ở khu vực này. Con rơi nó dành cho vị trí của ADC, và ADC đã sử dụng trừng phạt trong tình huống vừa rồi để có thể có được con rơi nhanh nhất có thể. Như vậy nhiều khả năng hai đội sẽ quay trở lại với phần bùa của mình, thay vì việc ra hang rồng trong bối cảnh mà ADC thì không có cho mình đó là trừng trị. Còn bên phía bên kia thì 20% không có cơ sở để đánh. Đúng là như vậy, 20% đã bị cấu đi một nửa cây máu với những chiêu thức cơ bản của ADC. Giống hắc ám cũng chỉ được kéo ra bởi Skiza và 120kg mà thôi. Họ biết rằng là người chơi đi rừng của bên phía Team Fast ở gần đây, còn người chơi đi rừng của họ thì còn ở gần rất xa. Skiza có một tình huống ke góc tốt để cho 120kg không gặp phải nguy hiểm đến từ vị trí của ADC. Thậm chí 120kg còn sẵn sàng quay ngược trở lại để cấu máu đối phương sau một cú ke góc rất ổn đến từ vị trí của Skiza, và khiến cho nỗ lực ăn rồng của ADC có lẽ sẽ không có ở trong tình huống này.
Bên phía của Phan vẫn tiếp tục muốn cướp đi con khỉ nhưng họ không thành công trong tình huống này. Một cú luyện cục ép góc đến từ Chiro, hất tung được một người nhưng Eli mới là người có được siêu tốc kill ở trong ván thi đấu này. Team Fast cũng đã mất đi một người và 20% vẫn đang tiếp tục tiến lên. Broly bị dí rất đau và anh ấy đã phải nằm lại rồi. ADC chưa hạ gục được ai cả. Xuân Bạch cũng rất thấp máu. ADC đang cố gắng để hạ gục 20% nhưng cả 120kg và 20% đều vẫn còn. Cuối cùng thì đó là 1-2 và không chính xác là 1-3, và Severus Esports là những người có lợi hơn. Tình huống vừa rồi thì 120kg cũng không quá gắt cao truy đuổi vào vị trí của ADC. Anh ta bắn cho ADC tái mặt và sau đó thì quay trở lại với con rồng. Đây có thể coi là một quyết định sáng suốt bởi ở thời điểm đó thì 120kg cũng chưa có được cho mình đó là phép hồi trợ tốc tiến. Ellie đã mất đi cho mình rất nhiều máu nhưng anh ta vẫn còn cho mình liệm đòn bệnh, và đây là cái phù hiệu tử thần đã bị cướp đi bởi Skiza. Có vẻ như là trước đó là một tình huống mà chiêu thức thứ hai của Ellie đã giúp cho anh chàng này đỡ được một đam vật lý. Và sau đó Skiza tưởng rằng là phù hiệu tử thần đã mất đi khi không còn sai nữa. Pháo tử quang bắn ra là rất tốt nhưng nó cũng chỉ lấy đi được phù hiệu tử thần của người chơi xạ thủ bên phía Team Flash ở trong ván thi đấu này mà thôi. Thật ra dù cú bắn đó có kết liễu được vị trí của Ellie hay không thì tôi nghĩ rằng vẫn vote là nên bắn. Bởi dù sao chăng nữa thì lấy được cho mình một phù hiệu tử thần cũng là hết sức tuyệt vời trong tình huống có, bởi không còn cho mình khả năng để có thể áp sát được vào Ellie nữa. Một tình huống thi đấu ở khu đường dưới rất hay đến từ vị trí của Skiza. Từ đầu trận đến giờ thì Skiza bị cấu máu rất nhiều lần nhưng những pha đánh trả của anh ta thì cũng cực kỳ chí mạng, và với Dirac anh ta vẫn đang thể hiện được mình. Bên phía của Severus Esports đang làm nên được một vài bất ngờ đầu tiên của trận thi đấu này và hy vọng rằng họ vẫn sẽ thi đấu tốt trong thời gian tiếp tới. LH và Gấu trao đổi chiêu thức và Gấu đang dính phải một cuộc ganh đến từ vị trí của 20%, nhưng người chịu đam trụ lại là LH và vì thế mà cuộc ganh này không thể thực hiện được thành công. Đường dưới thì đang là 4-2 nhưng bên phía của Flash không có cơ sở giao tranh bởi lính chưa đẩy vào. Gấu có thể sẽ bất trụ trong tình huống này bởi không có ai bảo kê cho anh ta cả. Gấu đã nói rằng muốn lấy trụ của mình thì dễ nhưng muốn lấy mạng của mình thì tương đối khó. Và lần này thì anh ta tiếp tục thể hiện điều đó khi biết rằng không có sự hỗ trợ của đồng đội, anh ta lập tức lùi về. Đó là một tình huống rút lui cần thiết bởi vì người của Team Flash đang ở phía nửa dưới bản đồ nhiều hơn, và ở trên nửa trên thì chỉ có một mình Gấu mà thôi. Nên lùi một bước để tiến nhiều bước là quyết định sáng suốt của một người chơi nhiều kinh nghiệm như đội trưởng của Team Flash. Lùi một bước thì thấy trời cao biển rộng đúng không? Đây là ADC ở thời điểm hiện tại. ADC không quá xanh nhưng nên nhớ một lần nữa ADC vẫn luôn né giao tranh rất tốt ở trong những quãng thời gian mà anh ta không được quá khỏe. Bây giờ thì anh ta có 3.000 tiền, lượng tiền ít hơn so với 20% một chút. Nhưng nên nhớ 20% đang có KDA là 102 và ADC vẫn còn có một KDA ổn. Ellie gặp nguy hiểm, Ellie lại đứng cao rồi, và lần này thì Ellie không còn đường về nữa khi mà có tới 3 người của Severus Esports ở khu vực dưới này. Cách vận hành của Team Flash là bộ 3 nguyên tử này đi cùng nhau, và vì thế mà Gấu cùng với Ellie sẽ thường xuyên phải chơi một mình ở khu vực đường đơn. Gấu chơi rất cẩn trọng nhưng Ellie lại thường xuyên có những tình huống lên hơi cao một chút. Cá nhân tôi cho rằng Ellie đang không hợp lắm với con vải Joker. Nhiều lần Ellie sử dụng Joker nhưng chưa mang lại những độ hiệu quả cao, thậm chí là tương đối mạo hiểm với con bài này. Chính vì vậy nên có lẽ Ellie sẽ phải cẩn trọng hơn trong khoảng thời gian tới sử dụng Joker. Gấu bị luyện ngục hất tung nhưng Gấu không gặp nguy hiểm, những cái trụ này thì sẽ gặp nguy hiểm. Severus đang đánh rất tốt ở trong 6 phút thi đấu đầu tiên. ADC quyết định hạ gục 120kg trong tình huống này và anh ấy đã làm được điều đó. Skiza cũng đang bị uy hiếp. Skiza lần này có thể thoát được không? Đó là cú đùa sốc rất hay đến từ vị trí của Ellie. 20% tới cùng với LH, có hai người yếu máu ở đây. Xuân Bách cũng đang tới backup nhưng có kịp hay không đây? Roy nằm xuống, Xuân Bách tới và ADC chạy được. ADC chạy được và như vậy chỉ có một mạng hạ gục bị bỏ lại, đó là vị trí của Proi. LH vẫn muốn đánh trong tình huống này nhưng có lẽ LH sẽ không thể làm được gì Xuân Bách với sự bảo kê đến từ Ellie. Hai bên đang đánh khá ăn miếng trả miếng. Về mặt thế trận thì rõ ràng là bên phía của Flash đang gặp bất lợi, nhưng về mặt kiểm soát về mặt lượng tiền thì bên phía của Severus Esports cũng không làm được gì nhiều hơn so với bên phía Team Flash cả. Lượng tiền là ngang bằng nhau đến từ cả hai bên, ngang bằng nhau về lượng tiền và về lượng công trình thì bên phía Severus Esports đang nhỉnh hơn. Và điều đó cho thấy là khả năng farm của bên phía Team Flash, khả năng tích lũy tài nguyên của họ vẫn đang là rất tốt. Và quan trọng là một con quái vật vào giao tranh rất hủy diệt, đó là Zeal vẫn đang lớn rất nhanh trong quãng thời gian vừa qua. Có thể nói rằng anh ta vừa mới có một cái pha bứt tốc ở trong tình huống mà trước đó anh ta đang bị dẫn tiền bởi 20% vẫn lớn lên về số mạng hạ gục, nhưng về mặt lượng tiền thì ADC lập tức nhỉnh hơn đối phương sau một vài đốt nhạc. Và lại một lần nữa 120kg bị tìm thấy một cách quá dễ dàng bởi ADC. Như đã nói thì Theonas sẽ là một quân bài gặp nhiều sự nguy hiểm và mạo hiểm ở trong ván thi đấu này. Skiza cũng là tương tự, pháo từ quang được bắn ra, ADC gặp khá nhiều nguy hiểm nhưng Ellie lại một lần nữa
lấy đi điểm hạ gục của Skiza. Trong khi đó thì 20% và LH đang muốn chơi lớn ở chương trình hôm nay và họ thành công. Có được một con Tarzan Skiza trong bối cảnh mà gấu bắt buộc phải đánh thấp, một tình huống khá thông minh đến từ bên phía của Sebrad Esports. Đây là tình huống lao vào đến từ gấu. Gấu lấy được đi cho mình chiêu cuối đến từ 20% và anh ta hài lòng lùi về với chiêu cuối được cướp đi đến từ chủ lực của đội bạn. Xuân Bách cùng với Bury cũng vẫn đang tiến lên, không quyết định bắt vào vị trí biến về của 20% nữa mà thay vào đó họ sẽ cố gắng lấy đi cái trụ đầu tiên ở khu vực đứng trên này. LH đang cố gắng phòng ngự chấp tướng Yena cho phép anh ấy làm được điều đó và gấu cũng đang mạo hiểm. LH thậm chí quay trở lại chơi, đã có đấu khí được kích hoạt nhưng cũng không đủ sát thương để có thể hạ gục đi gấu trong tình huống này. Tình huống vừa rồi tình huống hơi phí tốc đến một chút của LH, nhưng dù sao chăng nữa nó khiến cho bên phía đối phương cũng cảm thấy rằng rén một chút với pha thi đấu chủ với pha thi đấu có thể nói là tự tin đến từ vị trí của LH. Bên phía của bên kia thì sau khoảng thời gian đầu tiên bắn tốt đến từ 120kg thì anh ta cũng đã bị hỏi thăm rất nhiều lần. Bộ ba chủ lực của bên phía Flash là bộ ba chủ lực gây đam sát thương phép rất khủng khiếp và Alice là con bài hợp nhất ở trong bối cảnh đó. Roy có thể đặt ra một dòng chảy thời không để khiến cho những chủ lực của mình hưởng lợi rất nhiều nhờ khả năng trừ giáp phép đến từ đối phương. Và khả năng câm lặng là cực kỳ khó chịu của dòng chảy thời không. Con rồng tiên phong nó đã giúp cho ba thành viên này của Cerberus lấy đi được cái trụ đầu tiên khu vực đứng dưới, nhưng có lẽ là nó cũng đã được giải quyết một cách rất nhanh bởi các thành viên bên phía Team Flash. Nó chỉ là một con Caesar ăn lén và chính vì vậy nên khả năng lấy công trình của nó cũng chỉ là một trụ mà thôi. Đây là pha băng vào rất sâu đến từ Chiro và anh ta vẫn phải bỏ lại cột mép của mình. Trong khi đó thì ABC cũng hơi húng trong tình huống đó. Sau khi đã sử dụng chiêu cuối để hạ gục với Chiro thì anh ta vẫn tiếp tục lao vào tình huống sau đó và đã bị hạ gục. Và điểm chấm dứt của ADC mang lại nhiều lợi thế về kinh tế hơn dành cho bên phía của Cerberus Esports so với đối thủ của mình. Lượng tiền một lần nữa vẫn chỉ là cân bằng đến từ cả hai bên. Và rõ ràng cả hai bên đều có cơ sở rất to lớn để đánh được ở trong giai đoạn cuối trận. Với Cerberus Esports thì họ có được cho mình đó là Theo Nash và Dirac, một cặp đôi đánh rất mạnh mẽ ở giai đoạn cuối trận. Còn bên phía của Flash thì họ dựa vào cái vận hành xung quanh con bài Alice, một con bài chỉ là trợ thủ thôi, nhưng có thể đánh giá là con bài lết nhất ở trong bộ trợ thủ. Chính xác là như vậy, ở trong giai đoạn cuối thì tầm ảnh hưởng của Alice là rất lớn. Trong khi đó thì trong giai đoạn cuối của trận đấu, Cerberus Esports cũng có 120kg với Theoanas với sức bắn là vô cùng tuyệt vời. Nhưng quan trọng là anh ấy phải được bắn, nếu như không được bắn thì cũng vô nghĩa mà thôi. Một pha giữ lại được cho mình con bùa đỏ đến từ vị trí của Ellie. 20% ở thời điểm hiện tại vẫn đang thi đấu tốt ở trong trận thi đấu này. Di chuyển là khá linh hoạt và quan trọng là anh ta hiệu quả trong lối chơi, có được cho mình rất nhiều mục tiêu, bao gồm có cả con tà thần Caesar đầu tiên của trận thi đấu này. 20% vẫn đang có một KDA là 303, một KDA rất ổn. Trong khi đó thì đây là thời điểm mà 10 giây nữa thì con tà thần Caesar thứ hai của trận đấu sẽ xuất hiện và con tà thần Caesar thứ hai này sẽ là mục tiêu tranh chấp mạnh mẽ hơn đến từ cả hai đội, chắc chắn là như vậy. Chắc chắn là như vậy rồi, khi mà thế trận vẫn đang ở mức tương đối cân bằng thì cần có một pha giao tranh điểm nhấn để có thể một bên giành chiến thắng. Và đây là một pha giao tranh mà Cerberus Esports ép Team Flash phải đánh. Team Flash chỉ có 3 người, Cerberus Esports là 4, nhưng ADC vẫn biết cách để khiến cho Chihiro phải nằm lại khi đã tiến vào quá sâu. Roy và Xuân Bách vẫn cố gắng phòng ngự ở cái chỗ thứ hai của khu vực đứng giữa này. Chính xác hơn thì đó một pha thi đấu mà Cerberus Esports có lẽ đã côn lùi nhưng mà Chiro tin rằng có thể đánh được và có lẽ quyết định của Chiro là chính xác. Nhưng Cerberus Esports chỉ có thể back up được cho Chiro bằng một mạng hạ gục ADC chứ không thể cứu được cái mạng của Chiro. Như vậy là 2-1 dành cho bên phía của Cerberus, họ có hơn đối phương một thành viên. Và bây giờ nếu như có một pha giao tranh giành thắng lợi nữa, lấy được một mạng nữa thì họ sẽ có tầm thế xảy ra. Flash biết điều đó và Flash vẫn đang cố gắng co cường phút này. LH đang tấn công thẳng vào vị trí của gấu, dòng chảy thời không cũng đã được đặt ra để cho đà tiến lên của bốn thành viên bên phía Cerberus Esports không được thuận lợi. Ellie cũng đã quay ngược trở lại với chiến trường rồi. Flash câu kéo thời gian rất tốt trong quãng thời gian vừa qua và đối phương Cerberus Esports mặc dù có thêm một điểm hạ gục so với đối phương nhưng lại không thể có được con tà thần xảy ra trong tình huống này. Cerberus cũng không mất đi gì nhiều, họ cũng chỉ mất một chút lợi thế sau khi đã có được cho mình hơn đối phương một mạng hạ gục trong tình huống vừa rồi mà thôi. Những cú đấm chân không rất uy lực đến từ vị trí của Xuân Bách, mặc dù lượng tiền của Xuân Bách cũng không phải là quá nhiều ở thời điểm này. Rat là một trong những con bài cần rất ít đồ để có thể tỏa sáng. Rat thậm chí chưa cần đến vương miện hay kết để có thể xả ra một lượng sát thương khổng lồ bởi triệu bùng nổ, bởi bản thân Rat cũng đã có được cho mình cái khả năng trừ giáp đến từ cú đấm chân không rồi. Chính vì vậy nên Rat không cần thiết phải lên quá nhiều trang bị để xả ra được một sát lượng nhiều khi mà cú đấm trên sông vừa trừ giáp mà lại vừa ra được một lượng sát thương lớn nữa.
nhưng Rát lại rất mỏng manh. Chính vì vậy Bách cũng cần cực kỳ cẩn thận, nhưng có lẽ đó là điều mà Bách vẫn luôn làm trong quãng thời gian vừa qua. Với Joker cùng với Rát thì những tình huống cấu máu khó chịu trước giao tranh của bên phía TeamFast là tương đối lợi hại để cho những pha phản vào của ADC được thuận lợi hơn. LH vẫn đang chơi rất chủ động, Chiro hất tung được gấu với cái luyện ngục của mình. Pháo thực quan cũng đã được bắn ra nhưng 20% thì lại hơi yếu máu ở khu vực này. Bên phía TeamFast quay ngược trở lại phản công, Chiro đang đỡ đòn cho những người đồng đội của mình tới. Chiro còn đỡ được bao nhiêu lâu nữa đây? LH cũng băng vào vừa nơi vị trí của Chiro. Gấu đã bắt đầu xông lên với những lần xích thố của mình, nhưng chưa có ai phải nằm lại trong tình huống giao tranh này cả. Đánh câu nhà rất khó chịu từ bên phía của TeamFast. Zil băng vào rồi lại băng ra, và quan trọng nhất là Alice khiến cho những cú đánh cợt nhà đó nó trở nên cực kỳ khó chịu. Trong khi đó thì CBR Esports sau pha giao tranh vừa rồi họ đã mất đi lợi thế ở hang tàn thần Caesar. Họ đã phải về nhà hồi máu rất nhiều thành viên, và bây giờ sẽ là pha ép lên đến từ phá chăng? Không, họ thiếu ADC và có lẽ đây vẫn chỉ là một pha kiểm soát thôi. ADC cần bùa xanh ở nhà mình và LH ép đánh. LH có một tình huống chơi rất quyết đoán và lấy đi điểm hạ gục của Xuân Bách. Như đã nói thì Rat là một vị tướng máu giấy, và đó là điều mà bên phía Cerberus Esports đã tận dụng thành công. Rất nhanh và mạo hiểm cho tình huống vừa rồi đến từ LH, nhưng anh ta thành công mặc dù không có cho mình phát bổ trợ tốc biến. Nhưng một cú đánh rất khoát đã khiến cho Poi cũng gặp bất ngờ. Poi thậm chí không đặt kịp ra một cái câm lặng để có thể cứu được Xuân Bách. Trong bối cảnh mà Bách còn chiêu quấy, còn có thể lùi về được bằng tả xuống dữ đột, thì Poi đã không kịp trở tay trong tình huống vừa rồi. Và con tàn thần Caesar nó dành cho bên phía của Cerberus. Bên phía của Phát họ gỡ lại một chút bằng một con rồng, nhưng đó là rồng thường mà thôi. Tàn thần Caesar được thả đường trên một cách rất nhanh chóng. Có vẻ như Cerberus muốn lấy được đi rất nhiều công trình trong pha thi đấu này. LH vẫn đang chơi một cách rất chủ động với Yena để tạo tiền đề cho của theo giáp băng vào, và 120 ký được bắn ở phía sau. Chiro cũng luôn sẵn sàng với những tình huống luyện ngục hất tung được một người, đó là Poi, nhưng đây không phải là một góc đẹp cho giao tranh. Nó chỉ ép các thành viên bên phía TeamFast để cái trụ hai khu vực đứng trên này được lấy đi một cách dễ dàng hơn mà thôi. Bây giờ là khoảng thời gian mà theo giáp bắt đầu được bán, nhưng đây là thời điểm mà Alice cũng bắt đầu có chịu. Gấu băng ra rất dũng mãnh. ADC cũng xuất hiện như từ dưới đất mọc lên, nhưng chưa thể dứt điểm được bất cứ một thành viên nào bên phía Cerberus Esports cả. Và khi hết chiều thì các thành viên của TeamFast lùi về, nhưng họ cũng đã lấy được cho mình con rồng tiên phong ở trong khoảng thời điểm đó. Nhưng họ cũng sẽ mất đi hai cái trụ giàn ngoài, đó có lẽ là mục tiêu mà Cerberus muốn ở trong tình huống vừa rồi. 20% có lẽ cũng chỉ câu kéo mà thôi nếu như TeamFast ra, nhưng TeamFast không ra, và 20% vẫn cho rằng có thể ăn được rồng trong tình huống này. Liệu có dám mạo hiểm trong tình huống này hay không? Gấu ép đánh rồi, sẵn sàng. Eli cũng đang rất sẵn sàng ép đánh rồi, và 20% lấy được con rồng bạo chúa. Khá hay, một pha ép góc hay đến từ LH, và bên phía của Cerberus ép đánh thành công. Bên phía đối phương không dám ra bởi lo sợ một cú luyện ngục chặn đầu và kết thúc đi cả trận đấu đến từ vị trí của Chiro. Và Flat chấp nhận bỏ thêm một mục tiêu lớn nữa với con rồng bạo chúa này. Thì ở thời điểm hiện tại, Cerberus sẽ có lượng sát thương rất mạnh mẽ khi bổ sung cho mình một lượng sát thương lớn từ cái nội tại của rồng bạo chúa. Đây là thời điểm họ có thể giao tranh rất tốt với cú luyện ngục đến từ Chiro, và khả năng bắn đến thời điểm hiện tại có lẽ cũng đã bắt đầu mắc tầm của vị trí 120 ký. 120 ký cũng đang rất chủ động để lên cho mình huân chương tròi, để khiến cho pha băng vào của AC trở thành cho hề. Nhưng đây là 20% đang có nguy cơ bị bắt lại trong tình huống này, đã mất đi cho mình giáp hộ mệnh rồi, nhưng thật may là anh ấy có đủ bảo hiểm để có thể lùi về được. Chiro cũng đang băng lên, pháo tử quan được bắn khá đau lên vị trí của ADC, vẫn đang ke góc. 120 được bắn thoải mái. LH băng vào với cái tốc biến của mình. TeamFast đang phải bỏ chạy từng người một. Gấu là người đang bị tìm thấy, nhưng có đủ 3 lần xích thố để có thể bỏ chạy. Đây là một tình huống ép sân rất quan trọng của Cerberus khi mà đối phương đang phải về nhà rất nhiều. Lính đang tràn lên ở cả 3 đường, và họ cần lấy được ít nhất là một đường trong tình huống này. Liệu họ có làm được điều đó hay không? Flash đã phòng thủ xong tên lính ở khu đường giữa, và chắc chắn là họ phòng thủ thành công trong tình huống này. Như vậy là bên phía của Cerberus không dám mạo hiểm để đổi người lấy trụ ở trong tình huống vừa rồi, khi họ vẫn còn đủ cả 5 thành viên và chia đều ra 3 đường. Nếu như họ quyết tâm đánh, có thể họ sẽ có được một hoặc hai đường lính siêu cấp. Tuy nhiên họ sẽ bị mất đi một hoặc vài thành viên nếu như đối phương ùa ra với đủ cả 5 thành viên. Một cú bắt rất thương hiệu của TeamFlash, và 20% thiếu chút nữa đã rơi vào tình cảnh của Daim trong trận đấu siêu kinh điển của năm 2020. Nhưng thật may là trong tình huống vừa qua thì người đi rừng của bên phía Cerberus Esports đã mua đủ bảo hiểm để có thể lết về được ở trong tình huống mà gần như là thập tử nhất sinh. Nói đi thì cũng phải nói lại, tình huống vừa rồi cũng là tình huống thập tử nhất sinh của TeamFast. Bởi nếu như những người đến sau của bên phía Cerberus Esports họ hội quân nhanh hơn, thì có thể những gì mà Flash mất đi không chỉ là một lần về nhà hồi phục, hai hoặc ba mạng hạ gục có thể là những gì mà Flash sẽ mất đi nếu như chỉ là LH đến sớm hơn, hoặc 120 ký có góc bắn sớm hơn, thì câu chuyện sẽ hoàn toàn khác. Tình huống vừa rồi có thể nói là tình huống bị bắt, và Cerberus Esports chỉ có
hai ba thành viên ở trong khoảng thời gian khoảng 15 giây. Chỉ có khoảng 3 thành viên đấu 5 thành viên, nhưng họ vẫn đẩy lùi được đối phương với pha la vào rất dũng mãnh đến từ Chiro. Và nếu như có thêm một người tanh nữa để khiến cho dàn chơi phía sau được xả sát thương thì câu chuyện có thể rất tồi tệ dành cho Team Fnatic ở trong tình huống vừa rồi. Con rồng tiên phong thứ 3 mà bên phía Severus Esports có được trong ván thi đấu này, nó được thả từ rất xa, trái với hai con rồng tiên phong trước đó. Hai con rồng tiên phong trước đó chỉ giúp cho bên phía Severus có được những cái trụ dàn ngoài mà thôi. Nhưng con rồng tiên phong này có lẽ là họ tham vọng hơn thế rất nhiều. Bây giờ thì lượng tiền không còn là vấn đề quan trọng nữa, bởi tiền vẫn chỉ chênh nhau ở con số 1.500 tiền, không phải là con số đáng để chúng ta quan tâm. Bây giờ thì đội tuyển nào bắt được đối phương sẽ là đội tuyển có được cơ hội giành chiến thắng nhiều hơn. Và với cái huân chương tròi, LH đã cho thấy anh ta rất chắc chắn ở trong ván thi đấu này. Nhưng Skiza thì đang hơi mạo hiểm. Dòng chảy thấy không cũng đã được đặt ra, luyện ngục nhảy thẳng vào nhưng không hất tung được ai cả. Thằng Timberland đang cố gắng tiến lên nhưng bị làm choáng lại bởi Roy. Và Loco Tử Quang cũng đã được bật ra, LH cố gắng bắt vào, ADC đã bị hạ gục bởi Timberland. Và bên phía Severus Esports vẫn đang tiến lên cùng với một tân lính rất lớn và con rồng tiên phong của mình. Luyện ngục vừa rồi không hất tung được hai nhưng nó cách ly được vị trí của ADC. Pháo thủ quan được đặt ra nhưng một chiêu cuối dòng chảy thấy không quá khó chịu đến từ Proi. Và có lẽ họ sẽ mất đi cho mình khoảng 2/3 cái máu trụ này. Lữ bố đã giải quyết xong con rồng, bây giờ sẽ là pha ép trụ ở khu vực giữa. Không, 20% và những người đồng đội của mình muốn lấy được đi cho mình bằng được cái trụ đó mà họ đã thành công. Bây giờ là trụ đường giữa, lính không có. Và có lẽ là bên phía của Severus sẽ phải đục trụ dần dần bằng sức bắn và sải bắn xa đến từ vị trí của Theodas mà thôi. Một đường lính siêu cấp, một đường lính siêu cấp. Có lẽ Severus Esports hài lòng với những gì mà họ tận dụng được ở trong tình huống vừa rồi. Điểm hạ gục của ADC nó cũng sẽ giúp cho con rồng bạo chúa này hoàn toàn miễn phí thuộc về Severus. Alice là rất khó chịu nhưng Flash lại không có một xạ thủ đủ khả năng bắn đọ sức với Theonat ở trong giao tranh ở trong giai đoạn cuối trận. Joker là một vị tướng sốc sát thương và Flash tiếp tục bắt, và đây là loạt pha bắt có lẽ là sẽ thành công. Tại sao Skiza lại đi như thế này? Họ không nghĩ rằng Flash dám ra và không nghĩ rằng Flash dám lên cao như vậy. Và chính xác, đây là những pha bắt mang thương hiệu của Flash ở trong những tình cảnh mà họ đang là đội tuyển bị ép sân, ở trong những tình cảnh mà họ đang là đội tuyển bị ép đánh, nhưng họ vẫn có mặt ở một góc đánh mà Skiza không ngờ tới. Và Skiza với một sự chủ quan nhỏ của mình, đây là một sự chủ quan có lẽ nhỏ hơn so với Daim, nhưng anh ta cũng đã phải trả giá không thua kém gì so với Daim. Tuy nhiên anh ta không phải là một chủ lực, và bên phía của đội tuyển Severus Esports có lẽ điều mà họ mất đi chỉ là con tà thần Caesar hoặc là lợi thế để ăn tà thần Caesar ép đánh. Bốn người nhưng vẫn ép đánh, đó là Severus Esports. Một trong những ký đang được bắn, 20% cũng đang được bắn, Chiro rất trâu. ADC chưa tìm được mục tiêu và ADC đã mất đi giáp hộ mạnh rồi, tỉnh lại mất luôn cả quả cầu băng xương thì ADC cũng không thể quay được. 20% trở thành huyền thoại trong ván thi đấu này. LH băng vào rất bất ngờ, mạch đang bị bắn, LH siêu việt và chiến thắng đang ở rất gần với Severus Esports. Chiến thắng chắc chắn sẽ ở rất gần với Severus Esports bởi họ sẽ hội quân với 5 thành viên LH vẫn còn cho mình, đó là giáp thiên thần. Một pha băng vào quá dũng mãnh của người chơi đường đơn đến từ Severus Esports với phép bổ trợ tốc biến. Như đã nói thì Skiza chỉ là một trợ thủ, và đó là lý do tại sao mà Severus Esports muốn đánh trong tình huống vừa rồi. Họ vẫn ép đánh thành công trong bối cảnh mà có lẽ là Flash đã thở vào nhẹ nhõm sau khi bắt được trợ thủ của đối phương. Hai đường lính siêu cấp và 5 thành viên của bên phía Severus Esports vẫn còn nguyên. Luyện ngục đã xảy ra, luyện ngục nhảy thẳng vào, gấu cũng đang cố gắng làm hết tất cả những gì có thể nhưng gấu nằm lại rồi. Eli chưa bắn ngục được ai cả, và chiến thắng dành cho Severus Esports 1-0. Sức bắn của Eli là quá ít so với bên phía bên kia. 120 ký với đầy đủ lượng trang bị và bảo hiểm đến từ huân chương tròi. 120 ký giữ vị trí trong trận thiếu này tương đối tốt và đã có chiến thắng đầu tiên dành cho Severus Esports, bất ngờ đầu tiên trong ngày thi đấu hôm nay trong trận thiếu này. Nếu như những tình huống dinh bắt của bên phía Severus của bên phía Team Flash là những điều mà chúng ta đã thấy rất thường xuyên, thì tình huống mà với 4 người gọi bên phía Severus Esports vẫn dám đánh với Team Flash là một tình huống khiến cho tất cả chúng ta phải bất ngờ. Một tình huống rất bất ngờ, nhưng có lẽ là nó có một cơ sở rất rõ ràng, đó là đối phương đã bớt chiêu thức ở trong khi đó. Thì bên phía của Severus Esports họ chọn được góc đánh tốt và họ rất tự tin trong tình huống vừa rồi. Đúng là một tình huống quá tự tin. Chúng ta và có lẽ là cả Team Fnatic đều nghĩ rằng đó là một tình huống mà đối phương sẽ bắt đầu rén ở trong giao tranh. Thì không, một pha lao lên rất quyết liệt, và sau đó phải kể đến đó là một cú tốc biến kết hợp chiêu thức cực kỳ chuẩn xác đến từ LH đã khiến cho trận thi đấu này trở nên có thể giải quyết được ở trong tình huống đó. Ngay trong tình huống đó, Rat là một con bài rất khó chịu ở trong khả năng phòng ngự của mình với những cú đá trên không từ xa, và Rat đã bị giải quyết, Xuân Bách đã bị giải quyết, và chiến thắng đã có dành cho Severus Esports.
Lại một lần nữa thì Roker của 20% đem lại chiến thắng dành cho Cerberus Esports. Đây có lẽ là bài tủ, là bài đánh mạnh nhất của Cerberus Esports ở thời điểm này. Và một lần nữa chúng ta nhìn thấy hình ảnh này, mái đầu rất ấn tượng của 20% cùng với hình ảnh của anh ấy với danh hiệu MVP của ván thi đấu đầu tiên của Cerberus Esports. Vẫn luôn là bài Roker đi rừng, ở đường giữa sẽ là Veres hoặc là Malok nằm trong tay của Chihiro. Dirac nó sẽ nằm trong tay của Skiza ở khu vực đường trợ thủ. Còn lại thì sẽ là Jena hoặc một vị tướng mạnh nào đó ở khu vực đường trên dành cho LH, và một vị xạ thủ dành cho Dian hoặc 120kg ở trong ván thi đấu ngày hôm nay. Và bài đánh đó lại thêm một lần nữa mang về điểm số dành cho Cerberus Esports. Và một lần nữa thì với bài đánh này, 20% vẫn là MVP. 20% có một trận thi đấu tốt ở trong giai đoạn đầu trận và thậm chí đến giai đoạn cuối trận. Mặc dù anh ta là người bị bắt lại một lần, nhưng với bảo hiểm của mình đó là cái giáp hộ mệnh, anh ta có thể coi là nguồn sống của bên phía Cerberus Esports khi mang lại rất nhiều mục tiêu lớn, mang lại rất nhiều công trình và cùng với đó là mang lại rất nhiều điểm hạ gục và điểm tham gia nữa. 13 điểm hạ gục của bên phía Cerberus Esports có đóng góp đến 11 lần đến từ vị trí của 20%. Anh ta đã thi đấu rất tốt ở trong trận thi đấu này. Một người nữa thi đấu cũng rất tốt ở trong trận thi đấu này là LH. Ở khu đường trên anh ta khuấy đảo rất mạnh mẽ và có thể coi rằng với sự bảo kê đến từ 20%, anh ta thắng đường trận với gấu ở trong trận thi đấu này. Chiro cũng có một trận thi đấu tốt và thậm chí là 120kg cũng có một trận thi đấu tốt. Skiza thì mặc dù anh ta bị bắt lại nhưng cũng không thể phủ nhận được vai trò của anh ta ở trong giai đoạn đầu trận. Và rõ ràng là Cerberus Esports ngày hôm nay có một trận thi đấu rất thành công, ít nhất là đến trận thi đấu đầu tiên này. Rõ ràng là những đội tuyển được đánh giá thấp hơn như Cerberus Esports thì họ cần chuẩn bị cho mình những bài đánh sở trường. Và chúng ta đã thấy được bài đánh sở trường của Cerberus Esports hiệu quả đến như thế nào, mang về cho họ nhiều điểm số đến như thế nào. Và họ đã có được ván thắng đầu tiên, vươn lên dẫn trước Team Flash, nhà đương kim vô địch. Và sau đây sẽ là những tình huống hay nhất của ván thi đấu vừa rồi trước khi chúng ta tới với ván thi đấu thứ hai. Leo ranh thì mất mạng. Soạn ESP30 gửi 191 nhận ngay 7GB tốc độ cao chỉ với 30.000 đồng 7 ngày. ESP120 gửi 191 nhận ngay 28GB tốc độ cao chỉ với 120.000 đồng 28 ngày. Thỏa thích truy cập internet miễn phí chơi và xem Liên Quân Mobile. ESP siêu tốc, data siêu nhanh, leo ranh siêu tốc. Đăng ký gói cước ngay hôm nay để có cơ hội trúng gift code Vũ tướng Phu Ngọc trang phục bậc SS và hàng triệu phần quà giá trị khác nhé. Cơ hội sở hữu gói phun tướng Phu Ngọc cùng vô số nhân vật phẩm giá trị khác. Đồng hành và cổ vũ cho đội tuyển yêu thích bằng cách soạn tin theo cú pháp với giá cước chỉ 1.000 đồng một tin nhắn. DTGV cách ngày thi đấu, cách đội thắng
và số người trả lời đúng. Dầu tắm gội Clearman 3-in-1 mới, giải pháp tắm gội toàn diện cho phái mạnh, tóc sạch gầu, dưỡng ẩm da đầu, sảng khoái toàn thân. Với ba sức mạnh bất bại, Clearman 3-in-1 mới là đàn ông phải thử. Cơ hội sở hữu gói phun tướng, phun ngọc cùng vô số nhân vật phẩm giá trị khác. Đồng hành và cổ vũ cho đội tuyển yêu thích bằng cách soạn tin theo cú pháp với giá cước chỉ 1.000 đồng một tin nhắn. DTGV cách ngày thi đấu, cách đội thắng và số người trả lời đúng. Chúng ta quay trở lại với ván thi đấu thứ hai trong cuộc đối đầu giữa Team Flash và Severus Esports ở vòng thi đấu thứ 7 của Viettel 5G đấu trường danh vọng mùa xuân năm 2020. Và bất ngờ đã xảy ra khi ngay ở ván thi đấu đầu tiên thì Severus Esports, đội tuyển được đánh giá thấp hơn, là đội tuyển đã vươn lên dẫn trước. Ván thi đấu vừa rồi là một ván thi đấu rất tốt của rất nhiều thành viên của Severus Esports, chứ không chỉ là một vài những nhân tố tỏa sáng. Những nhân tố đang thi đấu ở trong đội hình của họ đều đã có một ván thi đấu rất thành công. Đặc biệt có thể kể đến đó là những pha lao vào của LH, những pha ép bóc luyện ngục của Chiro. Ngoài ra còn phải nói nữa là ở thời điểm hiện tại thì có lẽ con bài Dimit đang gây lại sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất, không còn là Vered nữa mà đó đang là Malok. Malok với những cú luyện ngục ép góc của mình đang được các tuyển thủ của đấu trường danh vọng năm nay đưa lên một tầm cao mới, khi liên tiếp là những cú luyện ngục rất thế giới và khiến cho trận thi đấu được bẻ cong theo chiều hướng có lợi dành cho đội tuyển có Malok. Và Chihiro ở trong ván thi đấu trước cũng đã làm tương đối tốt với những tình huống luyện ngục của mình. Những tình huống luyện ngục không hất tung được quá nhiều người nhưng lại làm tròn nhiệm vụ mà nó cần làm, đó là ép góc những thành viên quan trọng của bên phía Team Flash. Và đã có nhiều hơn một lần ADC không có góc thuận lợi để có thể chơi trong một pha giao tranh, và điều đó đã tạo nên chiến thắng dành cho Severus Esports ở ván thi đấu đầu tiên. 1-0 chưa phải là tất cả, và có thể nói về kèo thi đấu này rằng Severus Esports sẽ có được một kết quả thuận lợi với bên phía của Team Flash. Nhưng một điểm có được ở trong trận thi đấu vừa qua chắc chắn sẽ khiến cho bên phía của Severus Esports tự tin hơn rất nhiều. Dù sao chăng nữa thì đó cũng là đương kim vô địch thế giới, và dù sao đi chăng nữa thì ở thời điểm hiện tại họ vẫn đang được đánh giá cao hơn so với Severus rất nhiều. Và với chiến thắng vừa rồi nó cũng sẽ khiến cho pha quay trở lại của 120 ký có lẽ có ý nghĩa hơn. Ván thi đấu này là ván thi đấu mà Xuân Bách và những người đồng đội của mình sẽ được cấm trước và chọn trước. Họ ở bên phía đội xanh, còn Severus Esports sẽ ở bên phía đội đỏ. Chihiro tạm thời là người vươn lên dẫn trước so với Xuân Bách ở trong cuộc chiến giữa hai key player. Tính đến thời điểm hiện tại thì có lẽ Ellie đang thể hiện tốt hơn với những con bài mang thiên hướng là đấu sĩ thi đấu ở vị trí đường rồng, chứ không phải là những con bài mang thiên hướng xạ thủ ở vị trí đường rồng. Ellie thi đấu nhiều trận hay nhưng cũng nhiều trận bị bắt lại rất nhiều, để khiến cho Flash gặp nhiều bất lợi trong giai đoạn đầu của trận đấu. Và có lẽ là cái phong cách này của Ellie đã được sửa khi thi đấu đấu sĩ, bởi anh ta lên phun thủ, nhưng với xạ thủ thì anh ta không làm được điều đó, và nó vẫn khiến cho chúng ta có một chút lo ngại về lối chơi của anh chàng này ở vị trí đường rồng. Cấm rất dị đến từ vị trí của Team Flash khi mà Hayate và Alice là những vị tướng mà họ lựa chọn cấm đi. Severus Esports cũng không ngần ngại thả ra cả hai vị trợ thủ mạnh nhất ở thời điểm hiện tại là Zip cùng với Quizic. Đối phương đã lấy Zip và không biết là họ có muốn lựa chọn Quizic ở trong ba sự lựa chọn đầu tiên của mình ở phase lựa chọn đầu tiên hay không. Không cần lấy ở sự lựa chọn thứ nhất hoặc thứ hai, sự lựa chọn thứ ba lấy cũng được, nhưng quan trọng là có lấy hay không. Severus muốn chơi lớn ở trận đấu này khi thi đấu với cái cách đánh khá tương đồng với đội tuyển Team Flash, đó là cấm vào những con bài mà đối phương đang chơi rất hay, đó là Dirac trong tay của Chloe và đó là Elsu trong tay của Xuân Bách. Và họ tự tin làm điều đó và họ thả ra hai con bài trợ thủ. Ở trong đấu trường danh vọng mùa này thì tôi thấy rằng hầu hết chỉ là Flash làm điều này, đó là liên tiếp thả ra hai con bài trợ thủ mạnh nhất bản đồ. Nhưng ngày hôm nay thì bên phía của Severus Esports làm điều tương tự, và họ cũng mang một con bài rất mới đến với đấu trường danh vọng năm nay, Ata. Lần đầu tiên xuất hiện tại Viettel 5G đấu trường danh vọng mùa xuân năm 2020, Ata sẽ nằm trong tay của LH.
ATA trong tay của LH. Ở trong những số thăm dò đầu tiên, chúng ta muốn hỏi rằng các bạn muốn nhìn thấy ATA trong tay của Gấu hay Đồng Năm hay Zero hay những thành viên khác, nhưng ATA sẽ xuất hiện trong tay của LH, chàng trai tập gym của chúng ta. Rõ ràng là ở thời điểm hiện tại thì ATA chúng ta không có quá nhiều thông tin về con bài này, và cũng chỉ biết rằng con bài này có một lượng rác ảo khổng lồ và có khả năng chuyển hóa cái lượng rác ảo đó trở thành máu. Tuy nhiên, để xử lý con bài này tốt như thế nào, chúng ta sẽ còn phải chờ đợi những tuyển thủ xử lý nó. Đây là những con bài tiếp theo đến từ bên phía của Flash, và chúng ta đã nhìn thấy Kushi với Xuân Bách. ATA tại khu vực GCS cũng đang nổi lên là một trong số những vị tướng rất mạnh tại thời điểm này. Và Team Flash sẽ lựa chọn Florentino để đối đầu trực diện cùng với ATA ở trong ván thi đấu này. Các trận thi đấu có mặt Florentino của Flash hầu hết là kỷ niệm buồn. Có thể nói rằng họ thi đấu con bài này không quá tốt. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Florentino thì liệu Flash sẽ đánh hai đấu sĩ hay một đấu sĩ, chúng ta vẫn chưa thể biết được, bởi Florentino đang xuất hiện ở ngay trong sự lựa chọn thứ hai, và Flash có quyền lựa chọn thêm một đấu sĩ nữa ở trong trận đấu này. Bên phía của Seros có quyền lựa chọn Richter, nhưng với ATA xuất hiện trong đội hình thì có lẽ họ sẽ chỉ chơi một đấu sĩ mà thôi, và đó là ATA. Với một đấu sĩ đường giữa nữa, bây giờ bổ sung thêm một đấu sĩ đường đơn nữa, thì có lẽ là cả ba đấu sĩ không phải là lựa chọn mà Seros Ethos mong muốn. Đúng là như vậy, đúng là như vậy. Có lẽ là hai đấu sĩ sẽ là vừa phải. Ba đấu sĩ tại ba đường đơn thì có lẽ nó cũng không cân bằng và đối xứng cho lắm với đội hình của Severus Esports. Còn với Team Flash thì nếu như muốn chơi hai đấu sĩ, họ sẽ cần phải có một xạ thủ đi rừng dành cho ADC. Và nó sẽ rất phù hợp cho vị trí của Zip, đúng không? Khi mà Zip có khả năng bảo kê xạ thủ đi rừng rất tốt. Zip là một con bài rất nguy hiểm với những người chơi hàng đầu của đấu trường danh vọng Chobit và Proe. Chúng ta đã nhìn thấy Proe đánh tốt Zip như thế nào, thậm chí tốt hơn rất nhiều những người đồng đội của anh ta có thể kỳ vọng ở trong giải thi đấu AIC 2019. Chính vì vậy nên Zip vẫn là một trong những con bài rất nguy hiểm đang có mặt trong đội hình của Team Flash. Với lượt cấm tiếp theo này thì bên phía của Severus đang muốn nhắm vào Nakroth của AEC. Severus Esports cũng đang rất bướng, họ cũng đang rất bướng với Team Flash ở trong ván thi đấu này, vẫn không quyết định lựa chọn vào Krizik, mặc dù là vị tướng mà bất cứ đội tuyển nào cũng sẽ giành lấy cho mình ở trong sự lựa chọn đầu tiên. Đã được hở ra hai ván đấu rồi, nhưng Severus Esports chưa lựa chọn lần nào cả. Có phải nói là Team Flash có lẽ cũng nghiên cứu lối đánh của Severus, và có vẻ như Skiza đánh không tốt Krizik chăng? Bởi rõ ràng là trong hai trận thi đấu vừa qua thì Krizik luôn là con bài mà Team Flash thả, còn Zip là con bài mà Flash không muốn thả. Đồng nghĩa với việc là trận thi đấu đầu tiên họ cấm, trận thi đấu thứ hai họ chọn ngay trong lựa chọn đầu tiên của mình. Flash có thể đã nghiên cứu với lối chơi của Severus, họ không phù hợp hoặc họ không quá muốn đánh con bài Krizik ở trong những trận đấu vừa qua. Những sự lựa chọn cấm tiếp theo, bên phía Flash muốn cấm đi Richter, bởi họ cho rằng nếu như có Richter ở trong đội hình của mình thì Severus sẽ dễ đánh với Flash hơn rất nhiều. Cấm đi Richter, và sự lựa chọn cuối cùng Team Flash sẽ muốn cấm gì đây? Trái với suy đoán là bên phía Team Flash sẽ đánh hai đấu sĩ đường đơn và một xạ thủ đi rừng, thì bên phía Severus Esports họ lại cấm đi sát thủ đi rừng chứ không phải là xạ thủ đi rừng. Tôi cho rằng Flash có thể đánh với cả hai xạ thủ đi rừng cũng được, hai xạ thủ đường đơn và đi rừng cũng được. Phoenix là một trong những con bài có thể sử dụng ở trong trận đấu này, với lối đánh giám bắn của AEC kết hợp thêm một con quái vật như Zip nữa thì hoàn toàn là hợp lý. Tuy nhiên, một con bài như Quillen cũng không làm chúng ta phải ngạc nhiên, bởi Quillen cũng có khả năng biến ảo tốt và cũng cần Zip ở trong giao tranh hơn rất nhiều. Và bây giờ thì bên phía của Cerberus cũng đã lựa chọn một vị tướng đi rừng của mình, đó là Murat. Đối phương đã lộ rừng và Flash sẽ dễ dàng để chọn rừng hơn rất nhiều trong sự lựa chọn lần này. Tôi nghĩ sẽ không phải là Illumia khi đã có QC rồi, bởi vì nếu như Illumia có được khóa lại thì nhiều khả năng là sẽ không biết nhét vào đâu cả. Illu hồi sinh nhỉ? Chúng ta cũng đã vừa mới trải qua một lượt nhá hàng đến từ Ellie, và Caffeine mới đang là vị tướng mà Ellie đang muốn đánh. Còn Zephyr đã được nhắm đến từ bên phía của ADC trong sự lựa chọn của Proe. Zephyr và Slim, liệu có phải là Slim hay không? Tôi vẫn đánh giá Slim không phải là một vị xạ thủ đi đường mạnh, dù Slim cũng đã được các tuyển thủ sử dụng khá nhiều tại mùa giải này và cũng đã mang về khá nhiều chiến thắng dành cho các đội tuyển. Nhưng giai đoạn để Slim có thể bắn được cả thế giới, nó cần mất quá nhiều thời gian nếu như chơi ở vị trí đường rồng.
dù sao chăng nữa, chúng ta đã nhìn thấy khá nhiều giai đoạn tích cực đến từ vị trí của Lim trong tay của anh chàng đội tuyển Box Gaming mà tên là Rau. Akashi cũng đã sử dụng tốt vào rừng qua kia đúng không? Tuy nhiên thì Slim giai đoạn đầu tôi cảm thấy đúng là hơi đuổi, đặc biệt là khả năng gây sát thương lên công trình cũng không có, khả năng gây sát thương lên đối phương cũng không có, chỉ có khả năng duy nhất đó là tạo bất ngờ với chú giáo Superman LH. Như vậy là Ata trợ thủ Ata chứ không phải là LH sử khá dụng Ata. Ata trợ thủ. Ata trong lần đầu tiên xuất hiện tại Viettel 5G đấu trường danh vọng mùa xuân năm 2020 của chúng ta sẽ thi đấu ở vị trí hỗ trợ chứ không phải là vị trí đường đơn. Có vẻ như Frank cũng đã bắt bài được một phần điều này khi họ cho rằng đối phương sẽ có thêm một con bài đấu sĩ nữa. Chính vì vậy nên họ cấm đi hai con bài. Một con bài có khả năng đi đường giữa đó là Maja, và một con bài có khả năng đi đấu sĩ nữa đó là Richter. Frank vẫn biết được rằng Ata sẽ đánh trợ thủ trên trận đấu này chăng? Có lẽ chúng ta mới là những người đang chưa theo kịp được lối đánh Ata khi mà chưa nhìn thấy con bài này thi đấu ở trong giải đấu chuyên nghiệp lần nào. Còn Flash thì biết điều đó, và Cerberus Esports thì cũng đang hướng đến điều đó là không phải Ata ở một khu đường đơn. Đội hình của Cerberus Esports lựa chọn trong ván thi đấu này là một đội hình bị lệch sát thương khi họ không có nguồn sát thương phép thuật dồi dào, và vì thế trong giai đoạn sau họ cũng sẽ gặp tương đối khó khăn, mặc dù sở hữu một khẩu trọng pháo trong đội hình của mình, đó là 120kg với Violet. Với lối đánh này thì họ sẽ phải lên rất nhiều trang bị xuyên giáp đúng không? Và khiến cho đối phương dù có lên nhiều trang bị kháng vật lý thì cũng không thành công. Tuy nhiên đó là một điều tương đối mạo hiểm, bởi với Zip và Zephyr đây là hai vị tướng rất lì và khó chịu ở trong giao tranh. Chính vì vậy nên việc thả ra một lượng sát thương phép không cần thiết, Zephyr không phải lên hơn Tinh Choi hoặc Giáp Gaia cũng là một điều rất lợi dành cho những vị tướng này. Họ hoàn toàn có thể đóng thêm một khiên huyền thoại cho người mình, và hoặc khiên thất truyền. Tôi nghĩ rằng khiên thất truyền là hợp lý hơn. Khiên thất truyền là đủ để khiến cho Zephyr và Zip rất trâu ở trong giao tranh. Chính xác là như vậy, và cả Florentino cả nữa. Cả Floor nữa. Floor cũng sẽ thoải mái để có thể lên thật nhiều giáp ở trong ván thi đấu này và không ngại băng vào giữa đội hình của Cerberus Esports với khả năng phóng hoa và can quấy ở trong pha giao tranh. Thậm chí anh ta có thể lên theo kiểu trang bị thứ hai đã là cái giáp thống khổ đúng không? Và sau đó trang bị thứ ba lên thêm cái khiến thất truyền nữa, anh ta sẽ lao vào giao tranh rất lâu. Proy bị giữ lại trong giai đoạn đầu tiên của trận đấu và có lẽ sẽ có bạn à không? Không, Proy còn một chấn máu và lùi về với cái hồi máu của mình. Như vậy là phép bổ trợ của Proy là khá bất ngờ dành cho đối phương. Rất ít người chơi Zip sẽ sử dụng cho mình phép bổ trợ hồi máu, mà thay vào đó đều là tốc hành. Nhưng không có tốc hành đến từ Proy, và tình huống vừa rồi là cấp cứu đã cứu sống được anh ta. Cấp cứu đã cứu được Proy nhưng nó cũng sẽ không đảm bảo vòng dừng đầu tiên dành cho ADC khi không còn người chơi trợ thủ hỗ trợ cho mình nữa. Một động thái đầy bất ngờ và quyết liệt. Cerberus Esports rõ ràng là đã chuẩn bị rất kỹ, rất nhiều những sự bất ngờ dành cho đối thủ được đánh giá cao nọ là rất nhiều. Một đội tuyển khi gặp Team Fast cũng đã nói câu này, đó là bên phía của đội tuyển Fast TV. Họ cũng đã nói rất rõ ràng rằng chúng em cho rằng họ xưng như vậy là bọn em đã chuẩn bị cho trận đấu này tốt hơn và kỹ hơn so với Team Fast. Đây là gấu. Gấu đang cầu đi mình một lượng máu lớn đến từ LH, nhưng với sự xuất hiện của Chiro thì có lẽ gấu cũng sẽ hài lòng với điều đó mà thôi. Kèo Superman đi cùng Florentino rõ ràng là một kèo khó dành cho LH, và để xem là anh ấy sẽ xử lý kèo này như thế nào. Trong khi đó ở khu vực đường dưới này, Skiza và 120kg vẫn đang chơi hết sức chủ động. Kèo Superman là một kèo khó nhưng là một kèo đánh được, bởi anh ta hoàn toàn có thể cấu máu đối phương và chờ đợi cho Murat xuất hiện, bởi 20% hoàn toàn có thể làm gọi được đối phương trong bối cảnh mà đã có những cú cầu máu đến từ vị trí của LH. Bây giờ thì bên phía của đội tuyển Cerberus Esports đang di chuyển. Họ muốn tập trung cả năm thành viên và Flash cũng muốn làm điều đó. Lao vào đến từ Chiro. Giới thủ vệ đã được giải quyết đi, nhưng Cerberus Esports tới nhanh hơn rất nhiều. Không kích chính xác đến từ ADC, lấy được rất nhiều máu của cả Chiro và LH, nhưng quan trọng là chưa dứt điểm được họ. Proy nuốt ADC vào một cách gọn gàng và giải thoát dành cho người đi rừng của mình. Và bây giờ thì hai đội tuyển có thể hài lòng lùi về, nhưng bên phía của Phát có lẽ hài lòng hơn bởi họ mang theo trong mình cả một con dây quỷ nữa. Bên phía của Cerberus rất cay cú trong tình huống vừa rồi, và họ quyết định sẽ xử lý con rồng này để khiến cho những gì mà bên phía Phát làm được trở thành công khốc, hay chính xác hơn là cân bằng lợi thế được so với bên của Phát. Họ đã làm được điều đó. Cerberus Esports vẫn đang chơi một cách rất mạch lạc và chủ động.
ảo ảnh chạm thuộc về 20%. Sau đó là tình huống vô ảnh vực nhưng vẫn bị gây sát thương. Huyết mạch tuộc được sử dụng đến từ vị trí của Skiza, nhưng Poi đã cho thấy sự lợi hại của quân bài zip này. Chihiro cũng đang có mặt ở rất gần đây. 20% lướt vào và sau đó là một tình huống ảo ảnh chạm. Chihiro che chắn cho người đồng đội của mình có thể thoát về sau khi uy hiếp đối thủ. Rõ ràng diễn biến của trận chiếu này đang diễn ra hấp dẫn hơn rất nhiều so với chúng ta tưởng tượng, bởi những gì mà các tuyển thủ đang làm là rất cống hiến. LH lựa chọn cho mình một phù hiệu lạ. Có thể nói anh ta đã chấp nhận là sẽ đánh theo kiểu ôm đường với Florentino. Với phép bổ trợ du hiệp này, anh ta quyết định sẽ gây khó chịu bằng hết tất cả những khả năng của mình để khiến cho Florentino không thể di chuyển nhiều được, với việc Superman cũng không phải về nhà nhiều. LH đang cố gắng để có thể bảo toàn phần rừng bùa đỏ dành cho 20% sau khi anh ấy biết rằng mình sẽ là người di chuyển sau và sẽ gặp bất lợi nếu như cố gắng đi đường sông và bị bắt lại bởi các thành viên bên phía Team Flash. Với du hiệp thì nhiều khả năng LH sẽ rất bám đường ở trong tình huống sắp tới. Thậm chí anh ta sẵn sàng đổi máu với Florentino và sau đó vào bụi để có thể hồi được cho mình một lượng máu lớn nhờ vào du hiệp. Bây giờ thì Chiro cũng đang chủ động hơn so với Xuân Bách. Khoảng thời gian này là khoảng thời gian mà các đấu sĩ của bên phía Severus sẽ phát huy tác dụng. Đó là Ata, đó là con bài Veres và đó thậm chí là cả Superman nữa. Proi thì luôn luôn cố gắng để ăn được cho mình con chim đường dưới một cách thuận lợi, nhưng pha giữ chim vừa rồi thì nó hơi sớm một chút. Dù sao anh ta cũng đã có được tài nguyên đó dành cho những người đồng đội của mình. Chính xác là như vậy. Sau một quãng thời gian khá sôi nổi thì ván thi đấu này đang bị đóng băng lại khi mà các đội tuyển vẫn đang cố gắng tích lũy nhiều tài nguyên hơn trước khi tìm thấy mục tiêu để có thể giao tranh cùng với nhau. Đây là một tình huống mà các thành viên bên phía Severus Esports lại một lần nữa di chuyển tập trung về vị trí đường sông. Bạch tuộc là quá đẹp đến từ vị trí của Skiza. Severus Esports vẫn đang tiến lên nhưng lần lồng lốc của Poi chạy nhanh quá. LH băng vào nhưng chỉ đẩy được một nhịp mà thôi. Một lần nữa Severus Esports chủ động và họ đã làm rất tốt rồi, nhưng Zip là quá khó chịu. Có thể nói rằng hai trợ thủ đang đóng vai trò quá quan trọng ở trong trận thi đấu này và ở trong những tình huống vừa qua. Một trợ thủ đóng vai trò rất cống hiến, còn một trợ thủ đóng vai trò thủ cực kỳ khó chịu. Và hai bên hài lòng với kết quả là ở thời điểm hiện tại thì những trợ thủ vẫn đang phát huy vai trò cực kỳ quan trọng trong trận thi đấu này. Severus có thể tấn công và vì vậy họ sẽ có thêm một con rồng nữa của trận thi đấu này. Họ có thêm một con rồng nữa, hai con rồng rồi. Lượng tiền vẫn không chênh lệch quá đáng kể khi mà chiến công đầu siêu tốc kill vẫn chưa đến sau 5 phút thi đấu. Nhưng cả hai vẫn đang cho thấy những bước di chuyển rất khoa học và bài bản của mình. Nhưng dù sao chẳng nữa thì những cú vòi bạch tuyệt của Ata vẫn đang cho thấy được rất nhiều sự khó chịu. Còn đây là Poi luôn luôn muốn ăn chim một cách thuận lợi, nhưng lần này thì 120 kỳ nói không. Cuộc tranh chim rất máu lửa khu vực đường rồng khi mà cả hai bộ đôi đều rất thích chơi chim. Trong khi đó thì họ cũng rất biết chơi chim thì đúng hơn. Khi ở khu vực đường rồng luôn luôn có chim hiện ra cái nào là y như rằng có thành viên sẽ xử lý cái đó. Bây giờ thì là một pha ép trụ đến từ bên phía của đội tuyển Flash chẳng. Họ đang tập trung khá nhiều thành viên ở khu vực rừng dưới này, nhưng chưa có ép trụ, ADC lại quay trở về. Trong khi đó Gấu thì đang ở giữa vòng vây của ba thành viên bên phía Severus nếu như chúng ta nhìn trên bản đồ. Nhưng quyết định của hai người 20% và Chihiro sẽ là dọn lính thật nhanh ở khu vực đường giữa để cho LH gặp phải nguy hiểm khi đọ sức trực tiếp cùng với Gấu. Có lẽ họ hình dung rằng nếu như họ đánh ở khu vực đường trên thì đường dưới sẽ gặp nguy hiểm. Với một pha băng trụ có cả zip nữa thì mọi thứ có thể rất tồi tệ dành cho chủ lực của họ. Mang tên 120 ký, đây là pha băng và Chihiro gặp nguy hiểm. Với đoạt mệnh xích và cái tốc hành của mình thì Chihiro có thể thoát về được một cách an toàn. 20% vẫn chưa bị phát hiện vị trí. Đánh. Và 20% chủ động lao vào giữa Xuân Bách cùng với Eli. Ảo ảnh chạm rất nhiều sát thương và Xuân Bách cần phải có quả cầu băng xương để có thể sống sót. ADC không kích qua tường và đã bị đẩy ngược lại bởi LH. Chiro cố gắng quẩy nhưng chiến công đầu siêu tốc kill thuộc về Gấu. Thuyền bạch tuộc lại một lần nữa được sử dụng nhưng Zip lại một lần nữa nuốt ADC vào trong người. Và chỉ có một điểm hạ gục duy nhất, một điểm hạ gục duy nhất dành cho bên phía của Team Fast. Sau rất nhiều pha giao tranh hay thì chỉ có một điểm duy nhất dành cho Team Fast mà thôi. Tuy nhiên lượng tiền là vượt lên dành cho bên phía của Severus Esports, đồng nghĩa với việc vào khu đường dưới thì 120 ký đã lấy được đi mình cái trụ đầu tiên. Một điểm hạ gục đuổi một trụ bên phía của Severus hoàn toàn không lỗi cho tình huống vừa rồi. Đó là một tình huống mà có lẽ là cả hai đội đều hài lòng với những gì mình có được. Gấu đang có một tình huống lên cao và anh ấy bị kéo ngược lại bởi quang bỏ neo đến từ Skiza. Bắn rất nhiều chiêu thức về vị trí của người anh cả Team Flash, đó là 120 ký, nhưng chưa thể hạ gục được khi mà Gấu cũng đang đủ độ chống chịu ở trong tình huống này. Nhưng cái trụ đang là mục tiêu mà Severus Esports hướng tới. 20% vẫn đang chơi rất chủ động với Murat.
trong những phút đã qua của ván thi đấu này. Trước đó thì phải nói đến là một cú cấu ảo hành trạm rất hay đến từ 20%, và Bách đã phải sử dụng đến quả cầu băng xương ở trong tình huống vừa rồi để có thể thoát chết. Nhưng dù sao chẳng nữa thì đó cũng là một cú ảo hành trạm cực kỳ chất lượng. 20% lấy nội tại từ Tà Thần Sơ ra, và anh ta thành công với một cú cơ máu với Prui. Sách truy hồn là món đồ đã được Xuân Bách ưu tiên lên đầu tiên, món trang bị lớn đầu tiên của người chơi đi đường giữa bên phía Team Fast, bởi vì sự khó chịu đến từ Chihiro và cả Skiza nữa. Đây có thể coi là một lối lên trang bị tiết kiệm tài nguyên tột độ đến từ Xuân Bách. Khi anh ta lựa chọn đó mới là món trang bị đầu tiên, anh ta quyết định đánh thủ ở trong trận đấu này và rút ngắn khả năng lên tài nguyên nhanh nhất có thể. Bên phía của Severus tiếp tục ăn cho mình con rồng thứ ba của trận đấu này. Họ vẫn đang rất tự tin trong một kèo đối đầu với một đội tuyển được đánh giá là rất khó nhai, Team Flash. Họ vẫn đang chơi một cách rất chủ động và không bị cuốn vào lối chơi của những nhà vô địch. Họ vẫn đang có cách đánh của riêng mình, và đến thời điểm này thì cách đánh đó cũng đang đem lại khá nhiều hiệu quả. Xuân Bách bị đẩy một nhịp bởi LH nhưng không có nhịp thứ hai, bởi vì Xuân Bách cũng có tốc hành ở trên người. Nhịp thứ hai là hơi non đến từ LH, nhưng dù sao trận nữa thì anh ta cũng đã khiến cho đối phương gặp nhiều nguy hiểm. Đây là pha băng vào đến từ vị trí của Poi và IVC. Lăn lông lốc là rất đẹp và 120kg không thể nào có đường về được nữa. Đó là cái đầu của Poi và đó là sự lợi hại đến từ vị tướng Zip này. Nhưng nên nhớ rằng bên phía của Severus không mất đi quá nhiều, đó là một chủ lực, nhưng họ đẩy đường rất cao ở những khu vực còn lại và khiến cho đối phương sẽ không thể tràn lên ở trong tình huống này. Một cú ảo hành trạm đến từ 24%. ADC rất đánh đá quay trở lại. ADC là rất trâu ở trong lượng máu này nên anh ta muốn ép trụ. Và thêm một lần nữa thì 24% cho thấy sự khó chịu của mình với những tình huống lướt vào và sử dụng vô ảnh vực. Với đạp sóng cùng lượng máu ảo tới từ biển khơi chúc phúc thì Skiza cũng rất khỏe, ảo hành trạm rất nhiều sát thương của 24%. Chiro cố gắng càn lướt nhưng những thành viên của bên phía Team Fast cũng không phải là những người máu giấy. Ăn miếng trả miếng là rất hay, nhưng đây sẽ là lợi thế dành cho Severus khi mà Flash phải lùi về với rất nhiều thành viên. LH biết điều đó, một cú chỉ chắc chắn là như vậy, và IDC sẽ phải mất thêm một khoảng thời gian và sẽ có tà thần xảy ra dành cho bên phía của Severus Esports. Rất hay, một tình huống lấy được cho mình góc nhìn rất tốt của LH, và anh ta đã khiến cho những người đồng đội của mình rất tự tin và an tâm để ăn được đi cho mình con tà thần xảy ra này. Hay, không cần có bất cứ một điểm hạ gục nào, nhưng Severus Esports cũng đang khiến cho các fan của Team Flash cảm thấy lo lắng vì ván thi đấu thứ hai này. Những pha cấu báu ảo ảnh trảm của 20% vẫn đang cực kỳ tự tin, và phải có một con bài trợ thủ khó chịu như Zip thì bên phía của Flash mới có thể né được giao tranh ở trong những tình huống vừa rồi. Nhưng né giao tranh là không đủ bởi không có mạng hạ gục, nhưng đã có đến hai cái trụ dành cho bên phía của Severus ở trong những tình huống vừa qua. ADC đang đi sau rất nhiều so với 20%, nhưng Chihiro đang bị bắt lại, một tình huống bắt mang bản sắc của Team Flash. Và lần này thì họ lại bắt thành công, vẫn là cái bụi ấy mà thôi. Vẫn là cái bụi ấy và vẫn là khu vực đường giữa, khu vực đường mà Flash tự tin nhất để có được một pha bắt lẻ giành chiến thắng. Đây là 4-4 và LH đã đẩy. LH vẫn tiếp tục tự tin trong một thế 4-5. Và bên phía của Severus có thể làm được điều gì hay không? Một pha băng vào rất hay đến từ ADC. 120kg chết bất đắc kỳ tử, và Skiza đang phải bỏ chạy. LH cũng bị kẹt lại rồi. 20% cố gắng lao vào nhưng chưa có đủ nộ để tung ra ảnh chạm gấu tới từ bên hông. LH đang phải bỏ chạy thục mạng và chỉ còn một mình Skiza phòng ngự ở khu vực đường giữa này mà thôi. Trong khi đó dòng tiền phòng đang được xử lý bởi Xuân Bách, và 20% đang chờ đợi một cơ hội để có thể dứt điểm người chơi đường giữa của bên phía đối thủ của mình. Bách không bị hạ gục không? Bách đã bị hạ gục, hình như Bách có quả cầu băng sườn. Đó là lý do tại sao Bách bị hạ gục hơi chậm. 20% vẫn rất tự tin anh ta sẽ có thêm một nhịp ảo hành trảm nữa, nhưng ta có lẽ sẽ sử dụng nó để lùi về. Gấu đang áp sát. 20% vẫn đang chơi rất hợp lý với vị tướng Murat. Gấu chỉ có nửa cây mà thôi. Lại một lần nữa thì Pui cứu nguy dành cho những người đồng đội của mình. ADC đang bị kẹt lại, Chiro đang gây khó chịu. Thuyền Bạch Thuộc cũng đã được tung ra. Ba người của Team Flash đang ở vào trong vòng vây của các thành viên bên phía Severus, nhưng ADC có điểm hạ gục siêu việt trước khi mà anh ấy bị tìm thấy bởi các thành viên còn lại. ADC vẫn còn, còn Pui thì không, nhưng 20% vẫn còn đủ khỏe và LH vẫn còn đẩy được rất nhiều. ADC hồi thêm một lượng máu nữa nhưng cuối cùng thì ADC cũng bị chấm dứt rồi. Bây giờ thì Severus Esports còn 4 và họ lấy được cái trụ này, vẫn đánh rất chủ động và tự tin, đó là Severus Esports. Một lần nữa thì họ vẫn tiếp tục chấp nhận đánh ở trong thế thiếu người, và lần này thì họ không thành công. Sau đó thì họ vẫn sẽ thành công bởi lối đánh tự tin của mình, và kỹ năng của họ ở trong trận thiếu ngày hôm nay cũng là rất ổn. Đây là khoảng thời điểm mà Team Fast vẫn đang hơn đối phương 2 điểm hạ gục, nhưng họ vẫn đang chưa thể có được một giao tranh giành chiến thắng, bởi Ellie, thành viên chủ lực của họ, vẫn chưa được bắn quá nhiều trong giao tranh và cũng chưa đủ đồ để bắn trong giao tranh. Một món đồ nữa, một cung tà ma nữa có lẽ là những gì mà Ellie cần ở trong trận đấu này.
Eli đang tích lũy tài nguyên rất tốt, cũng đã có 8.800 tiền rồi, là một trong số những người nhiều tiền nhất ở trên bản đồ. Và một món đồ nữa thôi, một món đồ nữa thôi, thì có lẽ là khi đó là thời điểm phù hợp để Eli có thể lên tiếng ở trong những pha giao tranh với sự bảo kê rất mẫu mực đến từ Proe. Đúng, nhưng là Bách, đúng là Bách đang lên cho mình đó là quả cầu băng xương. Đúng là Bách đang muốn đánh như một trợ thủ thứ hai trong trận diều này, khi anh ta không có quá nhiều sát thương nhưng lại có rất nhiều hiệu ứng. Đây là ADC băng vào không thành công, và Proe sẽ phải hút anh ta về không. Hút không thành công, và có thuyền bạch tuộc ngăn đường về của ba thành viên bên phía TeamFast ở khu vực đường giữa này. 120kg đang được bắn một cách thoải mái, nhưng Gấu tung được rất nhiều deep war. Gấu vẫn đang tiến lên, khi ra có nhiều màu ảo đến mấy thì cũng không thể làm gì được. Double kill dành cho Gấu, và 120kg là người thứ tư của TeamFast. Bốn mạng hạ gục liên tiếp. Mặc dù Proe hút không thành công, nhưng nên nhớ rằng cú hút của Proe, chính xác hơn là cú lăn lốc của Proe, nó có được tác dụng nhờ vào cái vòi bạch tuộc đến từ vị trí của Skiza. Nó đã khiến cho Proe phải lăn lại một nhịp nữa, và cú lăn đó hất tung đến 4 người. Đây là 5 thành viên đến từ Team Fast, và chỉ còn một mình LH. Họ muốn lấy đi luôn cả trận đấu này. Eli đang rất dứt khoát. Đang ngồi lính vào LH, cố gắng làm gì được không đây? Vẫn không làm gì được. Một giây nữa thì LH cũng không thể làm gì được, và tỷ số là 1-1. Quá bất ngờ. Một cú đánh quyết định của Team Flash, và người đội trưởng của họ, Gấu, đã tỏa sáng với một tình huống tung hoa quá mẫu mực. Có thể nói rằng một phần nữa đến từ việc là cái lượng sát thương bị lệch dồn và lệch vào mặt vật lý của bên phía đội tuyển Cyber Esports đã khiến cho Gấu và ADC được hưởng lợi quá nhiều. Họ liên tiếp lên cho mình những trang bị mang tính chất phòng thủ vật lý. Với Gấu thì đó là cái giáp thống khổ, cái giày, và một vài món trang bị nữa, hình như là Headcrest thịnh nộ thì phải. Còn với ADC, anh ta sẵn sàng lên cho mình giáp hiệp sĩ, lên cho mình đồ rừng đó là Zeal Leviathan, và lên cả giày kháng vật lý nữa. Và đó là lý do tại sao họ trâu đến như vậy. Cùng với sự xuất hiện của Proe nữa thì họ quá trâu. Và mặc dù cú hút vừa rồi tưởng chừng như nó là không thành công, nhưng có lẽ chính Proe là người chủ động buông bỏ ADC trong tình huống vừa rồi, để ADC tiếp tục quẩy được ở trong giao tranh khi mà Gấu đã đến. Một pha thi đấu mà rõ ràng là bên phía của đội tuyển Cyber Esports họ đã nghĩ rằng mình sẽ có thể chiến thắng được trong pha giao tranh đó, nhưng khi Gấu đến mọi thứ thay đổi. Cần phải dành lời khen cho những chàng trai này, những chàng trai của Cyber Esports. MVP thuộc về ADC trong một ván đấu mà ADC đã gặp rất rất nhiều khó khăn, nhưng anh ấy vẫn biết cách để tỏa sáng. Đó là đẳng cấp của người chơi đi rừng số 1 thế giới ở thời điểm hiện tại. Nhưng cũng không thể không kể công những người đồng đội của ADC, những người mà đã giúp cho ADC có được KDA như thế này, đã giữ lại ván đấu trong những thời điểm mà ADC gặp khó khăn nhất. Đó là Zip quá tuyệt vời của Proe, và đó là Gấu với một tình huống mà anh ấy đã làm xuất sắc vai trò của mình với Florentino. Dù sao thì cũng phải dành một lời đó là rất đáng tiếc dành cho bên phía của Severus, khi mà trận thi đấu vừa qua họ cũng đã đến gần hơn với chiến thắng, khi mà họ đã có rất nhiều lợi thế ở trong ván thi đấu này, như một pha giao tranh sai, hay chính xác hơn là một pha giao tranh mà họ không có được quá nhiều cái lượng sát thương rồi để có thể hạ gục được một thành viên của đối phương, thì họ lại bị đối phương hạ gục quá nhanh chóng. Chiêu trận thi đấu này bị bắt vào rất nhiều lần, và đa số trong số đó thì anh ta nằm lại. 120kg cũng tương tự. 20% có một trận thi đấu tốt, nhưng đó là chưa đủ. Một lần duy nhất anh ta phải nằm lại, và những người đồng đội của anh ta không thể bảo vệ được cái nhà chính. Trong khi đó LH vẫn giữ được cho sự trong trắng của mình, nhưng không quan trọng nữa rồi, bởi chiến thắng đã dành cho bên phía của Team Fast. Chúng ta có thấy rất rõ ràng Gấu có đến 3, không, 4 trang bị có thể phòng thủ được sát thương vật lý, và quá trâu dành cho Florentino. Chỉ một mình cái đồ phức hợp kiếm là đủ để Gấu có được cho mình một lượng sát thương tốt ở trong pha giao tranh cuối cùng. Và việc lệch sát thương là một con dao hai lưỡi. Trong khoảng thời gian đầu tiên, Cyber Esports đã làm rất tốt, rất chủ động, nhưng Proe có lẽ đã khiến cho ý đồ của họ bị chậm lại. Và khi họ bị chậm lại và Team Flash kịp lớn lên, thì họ đã thể hiện đẳng cấp của những nhà vô địch, và qua đó cân bằng tỷ số của ván của trận thi đấu này 1-1 dành cho Team Flash và Cyber Esports. Chúng ta có thể thấy rất rõ ràng là khi mà Flash có được lợi thế thì họ đánh một cách quyết liệt đến như thế nào trong tình huống thi đấu cuối cùng. Eli là người đi đầu, và những cái pha thi đấu như vậy tôi thấy rằng Eli gần như biết trước được diễn biến của những pha thi đấu đó sẽ diễn ra như thế nào, sẽ diễn ra ra sao, và đó là chiến thắng dành cho Team Flash. Chúng ta sẽ cùng đến với highlight của trận thi đấu này để chuẩn bị đến với trận thi đấu thứ 3, một trận thi đấu rất hay.
chướng ngại. Ngọn núi cao muốn dọn mình quay đầu, đôi chân vẫn từng bước chạy như bậc thầm đang chờ ngay sau. Tay run mồ hôi vẫn chảy, chống ngược vẫn từng nhịp thay nhau. Cơ hội này ta nắm lấy, dẫu trong gai làm tay đau chảy máu. Ta không cần nói dông dài, cứ gồng mình mà vươn vai. Đã từng sông pha những trận sóng mãi, để thành công kia đã ươm trái. Thất bại dần lên sự thông thái, và quá khứ đúc thành tương lai. Vấp ngã chỉ là một dấu phẩy trong một trang sách dài. Vì đã bao lần thật sâu anh mang những gian nan cho ta phó mặc. Đã bao lần lặng nghe những số phận không lô ta. Đã bao lần đổ gục bên vai, phía trước con ta vẫn miệt mài. Khi trở lên trong tim là những khát vọng sụp sôi. I risk it all for glory, no feeling sorry, challengers bored me. I absorb all the agony for glory, no feeling sorry, challengers bored me. I absorb all the agony for glory. Gieo ngày một dài, đấu trường danh vọng ngày một lớn thì những chiến công nghe càng đầy tai. Từng hy sinh sẽ được đáp lại, chiến thắng chẳng thiên vị một ai. Bao nhiêu lần vươn qua sỏi đá để giờ sừng sững như một tượng đài. Những con đường song song nhưng cùng chí hướng, một cộng đồng có chung lý tưởng. Thật kỹ lưỡng từng đường đi, nước bước và cán địch bằng nỗ lực phi thường. Đứng giữa liên quân vẫn lừng lững, mắt hướng trên đất mà sừng vương. Và cờ đã phất là dọn bằng hết tất cả những thứ cản đường. Bao lần từ sâu anh mang những gian nan cho ta phó mặc. Đã bao lần lắng nghe những số phận không lô ta. Đã bao lần đổ gục bên vai, phía trước con ta vẫn miệt mài. Khi trở lên trong tim là những khát vọng sụp sôi. I risk it all for glory, no feeling sorry, challengers bored me. I absorb all the agony for glory, no feeling sorry, challengers bored me. I absorb all the agony for glory. Đang leo ranh thì mất mạng, soạn
ESP30 gửi 191 nhận ngay 7GB tốc độ cao chỉ với 30.000 đồng 7 ngày. ESP120 gửi 191 nhận ngay 28GB tốc độ cao chỉ với 120.000 đồng 28 ngày. Thỏa thuận truy cập Internet, miễn phí chơi và xem Liên Quân Mobile. ESP siêu tốc, data siêu nhanh, leo rank siêu tốc. Đăng ký gói trước ngay hôm nay để có cơ hội trúng gift code Phun Tướng Phun Ngọc trang phục bậc SS và hàng triệu phần quà giá trị khác nhé. Nhà Viettel mang 4G tốt nhất Việt Nam. Xem Liên Quân, Quân Quả Khủng cùng Army bình chọn cho đội thắng cuộc và dự đoán số người bình chọn giống bạn ngay trên ứng dụng Army. Tổng giá trị giải thưởng hàng trăm triệu đồng. Dầu tắm gội Clearman 3-in-1 mới, giải pháp tắm gội toàn diện cho phái mạnh, tóc sạch gầu, dưỡng ẩm da đầu, sảng khoái toàn thân với ba sức mạnh bất bại. Clearman 3-in-1 mới là đàn ông phải thử. Hãy dấn bước về một cảm giác rất Yomos. Đang leo rank thì mất mạng. Soạn ESP30 gửi 191 nhận ngay 7GB tốc độ cao chỉ với 30.000 đồng 7 ngày. ESP120 gửi 191 nhận ngay 28GB tốc độ cao chỉ với 120.000 đồng 28 ngày. Thỏa thích truy cập Internet, miễn phí chơi và xem Liên Quân Mobile. ESP siêu tốc, data siêu nhanh, leo rank siêu tốc. Đăng ký gói cước ngay hôm nay để có cơ hội trúng gift code Phun Tướng Phun Ngọc trang phục bậc SS và hàng triệu phần quà giá trị khác nhé. Chúng ta cùng quay trở lại với trận đối đầu giữa Team Flash và Severus Esports trong khuôn khổ vòng thi đấu cuối cùng của lượt đi Viettel 5G đấu trường danh vọng mùa xuân năm 2020, và tỷ số đang là 1-1 chia đều dành cho cả hai đội tuyển sau hai ván thi đấu đầu tiên. Và cả hai trận thi đấu đầu tiên đều là những trận thi đấu rất đáng xem, đều là những cuộc lượng ở dòng tương đối ấn tượng ở trong thế giao tranh thiếu người hoặc là ở trong thế đang bị ép, thì các đội tuyển đều đang làm được những điều rất tốt ở trong một hoàn cảnh khó. Và đây sẽ là trận thi đấu thứ 3, trận thi đấu được coi là bản lề của trận thi đấu này. Thời điểm hiện tại thì Team Flash đã bắt đầu gỡ lại được thế trận của mình và cũng như là gỡ lại được một điểm. Nó đến công rất lớn từ con bài Zip, cũng như là đối phương đã chọn những con bài tương đối lệch đàm và khiến cho bên phía của Flash dễ thở hơn ở trong giai đoạn cuối trận. Thậm chí như một xạ thủ như là Eli cũng lên cho mình một cái giày giày kháng vật lý, giày hộ vệ để khiến cho anh ta chắc chắn hơn ở trong giao tranh. Nhìn biểu hiện của LH và 20% ở trong giai đoạn cuối ván thi đấu thứ hai, khi mà ván đấu đã kết thúc và ở trong những giây phút mà chúng ta vừa được nhìn vừa rồi, thì có thể thấy là họ đang rất tiếc nuối và thất vọng với ván thua của mình ở trong ván thi đấu thứ hai, và đã có sự thay đổi được đưa ra khi mà Dian đã quay trở lại vị trí xạ thủ của mình và 120kg sẽ là người được thay ra sau hai ván thi đấu đầu tiên. 120kg có trận thi đấu thứ hai không được tốt cho lắm khi anh ta phải nắm xuống đến 4 mạng
và không có được bất kỳ một mạng hạ gục nào cả trong bối cảnh anh ta là chủ lực của toàn đội. Rõ ràng nếu như muốn hy vọng vào một trận thi đấu với sát thương lệch thì Violet phải lớn thật nhanh và Violet phải có được cho mình nhiều đồ đạc thì mới có thể bắn được ở trong giai đoạn cuối trận, nhưng LH đã không làm điều đó, liên tiếp bị bắt lại và bị hạ gục. Và người hạ gục anh ta nhiều nhất ở trong những tình huống đó có lẽ là ADC và những pha không kích của mình. ADC có một ván thi đấu không phải là quá xuất sắc, nhưng quan trọng là anh ta có những cú không kích rất tốt và được cứu sống bởi Pro E. Nếu như bình chọn key player trong ván thi đấu thứ hai thì có lẽ là người các bạn đang được nhìn thấy trên màn hình, Pro E sẽ xứng đáng hơn so với ADC. Nhưng MVP của chúng ta tính theo mặt thông số thì ADC cũng đã thể hiện được đẳng cấp của mình. Phải nói rằng là khi bị ép như ADC và khi đi sau người đi rừng bên phía đối thủ một khoảng cách rất lớn thì cũng không nhiều người có thể làm được như những gì mà ADC đã làm trong ván thi đấu vừa rồi. Và cũng vẫn phải nhắc lại một lần nữa, đó là cái khả năng làm được của ADC nó đến một phần từ sự tự tin mà Pro E cung cấp cho anh ta. Khi mà ADC lao vào thì luôn luôn sẽ có một vị trợ thủ sẵn sàng hút anh ta ra khỏi pha giao tranh, và đó là lý do tại sao anh ta có thể lao vào giao tranh một cách mãnh liệt. Bách trong trận đấu vừa rồi thi đấu như một trợ thủ thứ hai khi anh ta lên những trang bị như là quả cầu băng xương, như là sách truy hồn ở ngay trong hai trang bị đầu tiên. Thậm chí anh ta còn bỏ qua cả một trang bị mà bất kỳ một người chơi đường giữa nào cũng lên, đó là Ngọc Phụng Hoàng Lệ. Với trận thi đấu vừa rồi của Bách thì tôi nghĩ rằng là tôi sẽ phải khuyên Hải Phong là không nên xem trận thi đấu vừa rồi, bởi sau khi Hải Phong xem những lối lên đồ của tuyển thủ thì bắt chiếc theo và đánh rất tệ. Không lên Ngọc Đại Pháp Sư, và anh ta nói rằng đấy là lựa chọn lối lên trang bị của tuyển thủ, là hình như là cũng chính của Xuân Bách thì phải. Bách dạy em thế. Rõ ràng là ở trong một trận thi đấu giải, và đặc biệt là với 5 thành viên của Team Flash, thì Xuân Bách có thể làm điều này được. Nhưng rõ ràng là không nên áp dụng một cách thiếu căn cứ vào trong những trận thi đấu xếp hạng. Thật ra tôi nghĩ rằng Bách nó cũng đã có một cái cơ sở để đánh, đó là Bách chắc chắn sẽ đánh thủ ở trong tình huống vừa rồi, đánh không lên và cũng không cấu máu để làm cho đối phương phải kiểu khiến cho đối phương rút máu của Xuân Bách được. Bởi vì ở trong cái kèo đối đầu mà Bách phải đối đầu với một VRS mạnh đến như vậy thì cái khả năng để Bách đánh được tay đôi với lại cả VRS là quá khó khăn. Chính vì vậy nên Bách quyết định đánh khiêm nhường ngay từ đầu của trận đấu và khiến cho anh ta cũng không mất đi cho mình quá nhiều những cái khả năng phải hồi phục. Đây là con bài đầu tiên mà Serious Esports lựa chọn ở trong trận thiếu này, và đó là Elsu, nhiều khả năng nằm trong tay của Chiro chẳng. Lại thả Krizik này, lại thả Krizik. Dirac và Veres là những sự lựa chọn khóa lại của bên phía Serious Esports. Còn Team Fast, Zip thì dĩ nhiên rồi, Florentino là sự lựa chọn thứ hai. Malok, Hayat. Chọn Malok hơi sớm nhỉ, có vẻ như muốn giấu con bài thứ ba nhiều hơn. Và họ muốn chọn Malok ở ngay trong sự lựa chọn lần này, bởi đây là con bài họ chắc chắn sẽ chọn. Krizik cũng đang được hướng vào và lại tiếp tục đổi. Như vậy là Malok không được xuất hiện trong đội hình của Flash ở ngay trong những sự lựa chọn đầu tiên. Có thể nó vẫn sẽ xuất hiện trong tay của Xuân Bách, nhưng đó sẽ là sự lựa chọn thứ ba. Hayate là con bài mà anh chàng Eli sẽ đánh ở trong trận thiếu này, còn Krizik đã nằm trong tay của Pro E. Tội gì phải lấy Malok sớm khi mà bên phía Severus Esports cũng đã sử dụng vị tướng này trong ván thi đấu đầu tiên rồi. Và Xuân Bách hoàn toàn có thể lấy Malok ở sự lựa chọn thứ ba. Krizik và Hayate là hợp lý. Oma có đi kèm với Ignis hay không? Không, đó là Omen và Oma. Hai cái ô vẫn chưa khóa lại vào vị trí của Oma, vẫn đang cân nhắc về lựa chọn trợ thủ. Có lẽ vẫn sẽ là lựa chọn trợ thủ ở trong lượt này thôi. Không biết là có phải Oma hay không. Cuối cùng đã là hai cái ô xuất hiện trong đội hình của Severus Esports rồi. Và đều là hai con bài đấu sĩ rất dồi dào khả năng sát thương cũng như là khả năng chống chịu. Bây giờ thì sẽ là Team Flash, họ sẽ có sự lựa chọn thứ ba của mình. Đây có thể là thời điểm thích hợp để lựa chọn Malok nếu muốn, nhưng không phải Malok Bách muốn đánh điêu thuyền trong trận chiếu này. Như vậy là nếu như là Malok thì sẽ phải có một kiểu vận hành khác. Nếu như Malok thì có lẽ là không Krizik, nhưng nếu như đã là Krizik thì sẽ không Malok chăng? Tôi cũng chưa nghĩ ra tại sao hai con bài này lại có thể không đi cùng được với nhau, bởi vì Malok và Krizik hoàn toàn có thể bổ trợ cho nhau với khả năng tăng tốc chạy. Không có vấn đề gì cả. Nhưng có lẽ là nếu mà xét về cái độ hợp ấy thì bạn đã nhìn thấy cái cặp này, cặp điêu thuyền Krizik đánh tốt như thế nào trong tay của Box Gaming ở trong những vòng thi đấu đầu tiên. Thế đó thì tôi không biết. Tôi làm với Hipoper, Zip hút vào và Krizik Krizik hút vào và điêu thuyền đặt ngay dưới chân Krizik. Đơn giản là như vậy thôi. Họ có được cho mình rất nhiều những pha đóng băng thế giới, và có lẽ đó là lý do tại sao mà Phát muốn đánh cặp bài chung này. Nghe
nghĩa là Malok và Krizic không phải là không hợp, mà hợp là không Krizic bằng và Điêu Thuyền hợp hơn. Hợp hơn. Đang có những lượt cấm tiếp theo được đưa ra. Rocker là sự lựa chọn mà bên phía Cyberlux Esports đưa ra. Rocker cũng là một vị tướng mà IDC cũng chơi rất thường xuyên ở trong mùa giải năm nay. Nói đến cái việc mà Krizic hợp với Điêu Thuyền thì tôi lại thấy nó liên tưởng đến cái câu mà cóc ghẻ và lại đòi ăn thịt thiên nga. Đấy cũng chỉ là cái kiểu là kiểu đòi cao đấy, đòi hợp với lại cả một con bài xinh như là Điêu Thuyền kể lại, nhưng mà thôi cũng kệ. Ở thời điểm hiện tại thì rõ ràng là Krizic và Điêu Thuyền hoàn toàn có thể bổ trợ rất tốt cho nhau, bao gồm có cả khả năng tổng thoát nữa. Ellie sẽ có cho mình lượt cấm cuối cùng và đó sẽ là Maza chăng? À, bây giờ đã là lượt chọn đầu tiên ở trong phê chọn thứ hai rồi. Đã là những lượt cấm đã xong, đó là Phoenix và Maza đến từ bên phía của Team Fast, còn bên phía bên kia là Roker và Murat. Ata lần này không trợ thủ nữa rồi. Có Krizic thì lần này Ata sẽ xuất hiện ở khu vực đường Tà Thần Xê Gia và Gấu sẽ thể hiện quân bài này ở trong ván thi đấu này. Nhiều khả năng chỉ còn Gấu có thể sử dụng quân bài Ata trong trận đấu này thôi, bởi mà Ellie đã có sự lựa chọn của mình, đó là con bài 2AT. Trong khi đó bên phía bên kia, Cyber Esports đang hướng đến một con bài có khả năng bay nhảy, đó là Nakroth và Rash trong tay của Chiro. Như vậy là Elsu sẽ nằm trong tay của Dian. Nhìn bốn vị tướng này thì có thể thấy là Wombo combo mà Team Flash có khả năng tạo ra trong ván thi đấu này là rất hủy diệt. Một cái thuyền bạch tuộc để chặn đường về của đối thủ, sau đó là một tình huống vạn vật hấp dẫn của Krizic. Đóng băng của Điêu Thuyền được đặt dưới chân, Quick Knuck vồ vào và bão phi tiêu của 2AT chắc chắn là một pha combo hủy diệt nếu như nó được làm một cách hoàn hảo. Như vậy đây là một đội tuyển có thể đánh giao tranh ở trong phạm vi khoảng nửa màn hình rất ổn, đúng không? Một phạm vi khoảng nửa màn hình và họ sẽ đánh toàn bộ, tức là tràn được khoảng nửa màn hình luôn. Chính vì vậy nên nếu như bên phía của Phát bắt lẻ được vào một vài mục tiêu, từ 1 đến 3 mục tiêu của đối phương thì sẽ là rất kinh khủng. Trong khi đó thì với Cyber Esports họ hướng đến khả năng bắt lẻ, thủ đường dẻo dai cũng như là khả năng ám sát rất tốt khi mà Omen có thể xích lại bất kỳ một thành viên nào. Oma sẽ đóng vai trò tạo thế chủ động cho toàn bộ đội hình này để khiến cho thế trận được xuất sắc về phía có lợi dành cho bên phía của Cyber Esports. Và để xem là ván thi đấu này nó sẽ diễn ra với tình hình như thế nào khi mà đội hình của Team Flash lựa chọn trong ván thi đấu này là một đội hình theo khả năng tưởng tượng của tôi là có một bộ kỹ năng có thể kết hợp với nhau một cách rất hủy diệt. Còn với bên phía Cyberlux Esports như anh Tùng đã phân tích thì cách vận hành của họ khác và cơ hội của họ sẽ đến với những viên viễn trình kích chuẩn xác của Dian, những tình huống bắt lẻ tốt với sát vực của LH và sự xuất hiện thoát ẩn thoát hiện của 20%. Và sẽ là một trận thi đấu hay nữa chẳng. Chúng ta đã có hai trận thi đấu rất hấp dẫn của hai đội tuyển này. Mặc dù trận thi đấu diễn ra khá nhanh nhưng không vì vậy mà trận thi đấu diễn ra kém sự hấp dẫn khi mà hai đội tuyển liên tiếp ăn miếng trả miếng, cùng với đó là những cái đẳng cấp kỹ năng cá nhân tương đối cao ở trong những trận thiếu vừa qua. Đây sẽ là trận thiếu thứ 3 trong kèo đối đầu này và chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu sau ít phút thôi. Một lần thứ hai nữa chúng ta nhìn thấy Ata, và lần thứ hai này chúng ta sẽ nhìn thấy Ata lần đầu tiên ở vai trò vị trí đường đơn xuất hiện tại đấu trường danh vọng mùa xuân năm 2020. Như vậy là các bạn thả tim trên fanpage Cao Thủ Liên Quân về bài post ai sẽ là tuyển thủ mong chờ được chơi Ata cũng đứng trên nhất đã được thỏa lòng mong ước của mình khi Gấu đã là người đầu tiên mang Ata chơi ở khu vực đường Tà Thần Xê Gia. Và một lần nữa thì cũng có thể nói rằng ở Viettel 5G đấu trường danh vọng mùa xuân năm 2020 năm nay thì đường top đường Tà Thần Xê Gia đang là một đường có sức ảnh hưởng rất lớn đến vai trò của toàn bộ trận đấu. Một pha hút đến từ Proi và Xuân Bách muốn giải quyết lính nhưng Skiza đã đợi sẵn ở đây. Cả Chihiro nữa, nhưng những cú đấm chân không đến từ Chihiro lại chưa thật sự hiệu quả. Nhưng đã khi đã được làm choáng bởi Skiza thì không thể nào mà đấm trượt được. Thậm chí Chihiro còn rất chắc chắn khi mà đấm chậm ở trong tình huống vừa rồi, khiến cho cú đấm nó không bị lệch được. Thậm chí anh ta còn rút ngắn cả khoảng cách để có thể đấm tốt. Gấu đang rất tự tin bởi anh ta là Ata có khả năng hồi phục. Ellie lại một lần nữa sẽ phải chơi một mình một cách thường xuyên. Nhưng ở khu vực đường mà bên phía Severus Esports đã chủ động đổi thì có lẽ là Ellie cũng sẽ không gặp phải nhiều vất vả khi đối đầu với Omen. Tình huống vừa rồi là tình huống mà 20% đã di chuyển theo kiểu gọi là ăn tất ở bên phía một phần đường. Cùng với đó thì muốn gây bất ngờ dành cho vị trí của Ellie, một người chơi luôn luôn lên cao. Có vẻ như 20% nhắm được vào việc là Ellie có thể sẽ đánh đè đường khi anh ta được cầm một vị trí xạ thủ.
và anh ta muốn hạ gục được Ellie, nhưng Ellie cũng đã lùi về trong tình huống vừa rồi, và mục tiêu mà Thân Vincent phải đổi hướng là con chim. Sau khi nhìn thấy rằng Thân Vincent ăn chậm thì Flash đã dâng lên. Flash dâng lên, gấu đi đầu và phía sau anh ấy là rất nhiều thành viên. Nhưng rõ ràng là Cyberdyne Esports biết rằng là mình không thể giao tranh được trong tình huống đó, nên họ đã chủ động né giao tranh. Thân Vincent cũng biết rằng mình không thể cố gắng để giữ được cho mình con quái ở trong tình huống đó. Một pha đổi đường hơi chậm đến từ bên phía của team Flash. Và với pha đổi đường vừa rồi, họ mất đến hai con lính, thậm chí là khiến cho đối phương đang có được rất nhiều lợi thế. Skiza bị đóng băng ở đây, Chiro băng vào nhưng chưa có tả xung hữu đột và siêu tốc kill thuộc về Ellie. Một pha đóng băng hai nhịp đến từ vị trí của Sơn Bách, và có lẽ nó còn có cả một cú hút đến từ Proe nữa. Và Skiza là nạn nhân. Trong khi đó thì LH vẫn đang rất thoải mái ở khu đường trên, chính xác là khu đường dưới, khi mà một cú đổi đường đến từ bên phía của Flash diễn ra ở khoảng thời điểm tương đối nhạy cảm khi mà con lính chưa được giải quyết. Kèo Ata và Omen này tôi đã đánh rồi. Tôi đánh Ata trong một trận đấu test của mình. Ở trong những cấp độ đầu tiên thì Ata chiến thắng Omen ở trong một vài cấp độ đầu tiên, nhưng khi Omen lên đao truy hồn và có lượng cấp độ tốt hơn thì Omen sẽ có thể chặn được Ata một cách không khó khăn lắm. Không khó khăn lắm. Hoặc đó là một con Ata đến từ vị trí của Lý Anh Dũng thôi. Bởi chúng ta chưa nhìn thấy tuyển thủ thi đấu con bài này. Đó là một trận đấu test và nó sẽ không mang quá nhiều ý nghĩa về mặt tham khảo. Tuy nhiên thì có lẽ là đúng, bởi vì đây là một Omen rất dài trong giai đoạn cuối. Đây là một cú đấm rất hay đến từ vị trí của Chiro, và có một điểm hạ gục trong trụ đến từ bên phía của đội tuyển Seven, thậm chí là 2-0 là 3. Một tình huống băng trụ thảm họa khi mà LH đã có thể sử dụng cho mình một cú sát vực quá hợp lý, và sau đó là sự băng vào của Chiro. Tuyền Bạch Tuộc được gấu đặt ra, nhưng nó không ngăn cản được những bước tiến tới từ 20%, và cái trụ đầu tiên thuộc về Cyberdyne Esports. Một cú đấm rất hay đến từ Chiro và thắng cả hai mặt trận, đó là Cyberdyne Esports, thậm chí là họ đang muốn lấy đi cho mình cả hai cái trụ ở bên hai của một đường. LH đã hơi cố chấp chẳng, LH lùi về với một ít máu và ADC không thể làm gì được. Chiro một lần nữa có mặt kịp thời. LH đang là chìa khóa, con bài Omen đang là chìa khóa để có thể mở ra thế trận sáng sủa dành cho Cyberdyne Esports. Trong một đội hình mà Team Flash có khả năng giao tranh tổng là hủy diệt thì họ đã lựa chọn việc để cho LH chơi một cách độc lập, có thể có những tình huống đẩy lẻ khó chịu và thủ trụ với cái sát vực của mình. Nó đã khiến cho Team Flash gặp phải những sự thất thế trong giai đoạn đầu tiên này. Một pha thi đấu mà ban đầu nó tưởng chừng sẽ diễn ra đúng như những gì mà anh Dũng hình dung, đó là một cú băng vào với 4 thành viên của Team Flash và họ sẽ hủy diệt đối phương trong một lần băng trụ. Nhưng không, đó một cú ấm có thể nói là chia cách đội hình đến từ bên phía của Team Flash bởi Chiro, một cú combo đầy đủ sát thương. Cùng với đó thì cú sát vực là quá khó chịu. Và sau khi mà hai thành viên liên tiếp nằm lại đến từ Team Flash thì họ đã tan vỡ trong một pha bắt ép trụ với 4 người, nhưng không thể bắt được hai thành viên của đối phương. Sen đang hướng về rơi thủ vệ và Skiza chết ngay ở chỗ hai người đồng đội của mình còn đầy máu, thì không có ai có thể hỗ trợ được cho anh ấy cả. Bây giờ thì bên phía của Team Flash vẫn đang chủ động để có thể giao tranh, bởi họ vẫn có được một bộ combo rất mạnh. Nhưng bên phía của Severus đang là người có thể dẫn dắt được thế trận với những pha đẩy lẻ của mình. Bởi trong thế đẩy lẻ này thì Omen đang cực kỳ khỏe, dựa như vậy. Gấu chặn đường về của LH nhưng không có sát thương bồi vào. Có lẽ là ADC cũng ngại rồi, ngại băng vào một Omen còn nguyên sát vực ở trong trụ như vậy. Thôi anh ơi, nó khỏe lắm đúng không? Ok, và từ điểm hiện tại thì 20% vẫn đang rất thoải mái ở khu vực đi rừng, bởi đơn giản là anh ta đang không phải can thiệp quá sớm vào những khu vực đường. Thế đánh của Nagros sẽ là thoải mái hơn rất nhiều, như anh ta được chủ động để có thể băng vào tùy tình huống mà anh ta thích. Và muốn làm được điều đó thì những người đồng đội của anh ta phải khỏe, và Severus đang khỏe ở trong tình huống này sau một pha băng trụ thất bại đến từ bên phía của Team Flash. ADC cũng đang cố gắng để tích lũy nhiều tài nguyên hơn nữa để có thể khỏe hơn nữa. Anh ấy vẫn đang đi sau một chút so với 20%, đúng như những gì mà anh Tùng vừa nói là 20% sẽ được thoải mái hơn. Và 20% đang hỗ trợ dành cho Dian và Skiza để uy hiếp vào cái trụ đầu tiên ở khu vực đường trên này. ADC cũng đã ở rất gần rồi nhưng không có bùa xanh ở dưới chân. Sau tơn lính được giải quyết này thì có lẽ là Team Flash cũng sẽ không đánh. ADC sẽ lùi về và ăn cho mình con bùa xanh ở phần nhà. Lượng tiền giãn cách bây giờ lớn rơi vào khoảng 800 tiền. Và nó là lượng tiền đủ ổn để Severus có thể hy vọng vào một thế đánh cuối trận. Tuy nhiên thì bên phía bên kia, đội tuyển Team Flash cũng đang có thể kỳ vọng vào vị trí của Kricknack và 2AT trong tay của Ellie. Đây là hai con bài đến cuối trận vẫn xả ra là một sát thương rất khổng lồ. Còn bên phía của Severus thì có lẽ Omen
là con bài đang là chìa khóa của đội tuyển này. Chiro bật quả cầu băng xương một cách rất tinh táo và những người đồng đội đang đến hỗ trợ Chiro thoát về được. ADC nằm lại rồi, gấu cũng không thể hạ gục đi được Chiro mà điều đó thuộc về Xuân Bách. Nhưng ở đây team Phát quá khỏe, trung đông người hơn. Gấu quá khỏe với Ata LH đang phải bỏ chạy, Vori chưa đủ sát thương, còn 20% và gấu ai sẽ phải nằm lại trước trong tình huống này. Câu trả lời là gấu. Eli tới 20% nhảy qua hang rồng nhưng cũng không thể nào thoát được. Một pha giao tranh 2-2, nhưng ở trong diễn biến đó chúng ta thấy rất rõ ràng là Chiro đánh nhảy và gấu cũng rất khỏe trong pha giao tranh. Chiro thiếu chút nữa đã có thể lùi về nhưng Bách đã có mặt để backup kịp thời cho những người đồng đội của mình. Và bên phía của Seros bất hại, Phát bất hại. Một pha giao tranh có thể nói là dài hơi và mỗi bên phải bỏ lại hai mạng của mình. Tính đến thời điểm hiện tại thì sau 7 phút thi đấu, thế trận vẫn là rất cân bằng. Một lần nữa thì đây sẽ là một trận thi đấu hay. Rõ ràng là việc triển khai thế chơi, triển khai lối chơi theo một thế trận đầy lẻ cũng là một điều tương đối khó làm. Bởi vì nếu như LH dâng cao, 20% dâng cao và lộ sai, thì ở những nơi khác trên bản đồ rõ ràng là Team Fast có quá nhiều công cụ để mở giao tranh. Họ có quá nhiều công cụ để ép đánh. Và trong một thế hơn người thì khi họ ép đánh có lẽ là cũng sẽ rất dễ để có thể giành được chiến thắng. Flash đang di chuyển với 3 thành viên. Họ sẽ ép vào đường trên, chàng Skita biết điều đó. Cảnh giới rất tốt đến từ Skita trong tình huống vừa rồi. Bây giờ thì trận thi đấu sẽ phải diễn ra chậm lại một chút. Và đến thời điểm cuối trận thì nó sẽ lại phụ thuộc vào cả hai người chơi xạ thủ nữa. Ellie và Dian sẽ đóng vai trò rất quan trọng ở trong những thời điểm sau của trận đấu với khả năng bắn tay của mình. Lối lên đồ của Dian cũng đang là lối lên đồ bắn tay, còn với vị trí của Ellie thì con bài này dù có bắn tay hay là dùng chiêu thức thì cũng gây ra một lượng sát thương rất khổng lồ. Skiza không thể thoát nổi. Lần thứ ba hay lần thứ tư rồi nhỉ? Rất nhiều những chiêu thức bùa vây và trợ thủ của bên phía Severus Esports chỉ có thể thế mạng dành cho người xạ thủ của mình mà thôi. Gấu đang bị quay bởi LH và 20%, nhưng khi chưa có đồ giảm hồi phục thì gấu còn rất lâu mới có thể bị hạ gục được. Những cái trụ thì nó không thể chạy đi đâu. Và 20% cùng LH vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Nhưng ở những phần còn lại như đã nói thì rất khó để cho Skiza có thể thoát về trong một tình huống mà Team Fast quyết định đầu tư. Dù sao đó vẫn chỉ là một trợ thủ, bởi Dian vẫn đang được nuôi lớn ở trong những tình huống vừa qua. Và Dian vẫn là một nguồn sát thương có thể hy vọng đến từ bên phía của Severus Esports. Và đây là thông số cụ thể. Skiza phải nằm lại 3 lần trong số những lần anh ta đứng check map để có thể hỗ trợ cho vị trí của Dian. LH bị bắt vào không. Đó là một cú bắt vào không hợp lý đến từ bên phía của Flash khi mà cú combo nó không cùng nhịp với nhau. Và vạn vật hấp dẫn thì cũng đã không thể hút lại được LH trong tình huống vừa rồi. Sau đó là một tình huống cố gắng dọn dẹp lính thật nhanh đến từ cả hai đội. Và thế trận lại quay trở về việc chia người đẩy đường và chia người bắt lẻ. Điền lại là cân. Xét về cái khả năng đánh ở thời điểm cuối trận, tôi đang cho rằng nó cũng không quá chênh lệch nhau. Ở khu vực rừng thì có lẽ Nakroth sẽ lại phải dặn né giao tranh với Kricknack, bởi ai cũng biết rằng Kricknack có một khả năng khắc chế vào vị trí của Nakroth. Tuy nhiên thì lại có Omen trong đội hình của bên phía của Seros chứ không phải là Flash. Chính vì vậy nên xét về giai đoạn cuối trận, tôi vẫn đang cảm nhận rằng nó có một độ cân bằng nhất định giữa hai đội tuyển này. Và đội tuyển nào có được cho mình những pha bắt lẻ thế giới hơn, có được những pha giao tranh hợp lý hơn, đội tuyển đó sẽ giành chiến thắng. Và những viên viễn trình kích cũng là rất quan trọng. 20% solo cùng Eli và 20% là người phải bỏ chạy. Một pha đánh khá là lướt đến từ vị trí của 20% trong bối cảnh thấp máu. Anh ta vẫn thi đấu cực kỳ tự tin, rút ra rất kịp thời sau khi cấu đủ lượng máu của đối phương. Và Eli cũng sẽ phải về nhà, còn 20% thì vẫn đang cố gắng dọn dẹp rừng với khả năng hút máu đến từ vị tướng Nakroth của mình. Anh ấy có lẽ cũng sẽ không phải về nhà để một lần nữa thì Eli. Gấu bị nhắm đến. Một lần nữa thì gấu bị nhắm đến và đã có sát vực. Nhưng vẫn chưa có đồ hồi phục, gấu đạp sóng và gấu vẫn đang có thể hồi phục lại lượng máu của mình thông qua những đợt máu ảo. Nhưng gấu bắt đầu phải bỏ chạy rồi khi mà sát thương chuẩn đến từ LH và sự khó chịu đến từ 20% cũng là rất lớn. Có thể thấy rằng gấu gần như không có sát thương lắm vào vị trí của Omen. Gấu chỉ có thể gây sát thương được lên vị trí của những vị tướng như kiểu Nakroth mà thôi. Chính vì vậy nên gấu cũng không thể đánh solo tay đôi quá lâu được. Nhưng vị tướng này gần giống như Tara vậy, có thể chống chịu rất lâu để chờ đợi những người đồng đội của mình đến. Và nếu như tiếp tục bắt vào vị tướng này một lần mà ADC đập đánh cánh ở khu vực gần đó, có thể sẽ có một cú phản gánh thành công cho Team Flash. Rõ ràng là nếu như không có đồ giảm hồi phục thì 20% cùng với LH rất khó để có thể hạ gục được người chơi đường trên của bên phía Team Fast. Tàn thần Seja đang được ăn ở một tốc độ rất nhanh nhưng vẫn sẽ phải bỏ khi mà Team Fast cũng đang tập trung rất nhiều người ở gần đây và có thể can thiệp bất cứ lúc nào. LH bị cấu máu với những lần tiếp liên đến từ vị trí của Xuân Bách. Khu dưới lính đang đẩy lên khá cao nhưng Ellie
đang hơi thận trọng. Eli giải quyết xong con chim và bây giờ thì mới đến cái trụ. LH đến và có vẻ là hơi muộn mất rồi. Bowie cũng cảnh giới để cho Eli không gặp phải bất cứ sự nguy hiểm nào khi lấy đi cái trụ thứ hai mà TeamFast có được ở trong ván thi đấu này. Được khá tốt đến từ Chiro và ADC biết mình đã lộ vị trí. Thế thì Vincent thì vẫn đang né ra tranh khá tốt. Điểm cái đây là 2-1-0. Khi đó thì ADC cũng đang farm rất nhiệt và anh ấy là người có nhiều tiền nhất ở trên bản đồ ở thời điểm này. 8.800 tiền đến từ vị trí của ADC. Thậm chí ADC muốn lên full sát thương trong tình huống này để có thể dồn một combo chết một người của đối phương. LH bị bắt vào nhưng không thành công. Cái sát vực đã giúp cho LH có thể thoát về được trước bộ ba Eli, Roy và ADC. ADC thậm chí còn đang muốn lên cho mình thêm cả một nhanh Furnier. Bách thì vẫn tiếp tục lựa chọn cho mình một lối lên trang bị cẩn thận khi lựa chọn cho mình cả sắt chi hồn và cái quả cầu băng xương. À không, quả cầu băng xương này là quả cầu băng xương sẵn có của anh ta thì phải. Bách đang có một KDA rất đẹp, đẹp nhất ở trong tất cả các tuyển thủ. Trong khi đó thì Oma sẽ là KDA xấu nhất với 030. Thực tế là trong đội hình của Cyber Ready Sport cũng thật ra là quả sách truy hồn cũng không phải là quá cần thiết, nhưng đây là một tình huống có vẻ như 20% muốn chơi trước. Đó là một động thái cấu máu và rút ra rất khó chịu đến từ 20%. Bắn rất đau đến từ Dian. Mất đi giáp hộ mệnh thì sẽ là rất phí. Gấu đang có mặt ở đây, đặt ra thuyền bạch tuộc. Đã có chiêu cuối được sử dụng đến từ vị trí của Xuân Bách, nhưng 20% tìm thấy Xuân Bách rồi. Sử dụng quả cầu băng xương chỉ có hai người và Xuân Bách phải nằm lại. Gấu cũng sắp phải nằm lại rồi. Mất hai người trong một tình huống mà Team Flash đã có một pha băng vào rừng đối phương hơi rời rạc. Nếu để đánh vào một vị tướng như Ata thì có lẽ một vị tướng như Elsu của Dian là rất cần thiết. Tình huống vừa rồi Bách đã bị lừa. Đó là tình huống mà Skida đã hoàn thành xong cho mình món đồ trợ thủ. Và đó là lý do tại sao Bách không đóng băng được vị trí của Skida. Sau khi bị Oma trả đòn thì Bách có vẻ như cũng hơi bị khớp trong tình huống vừa rồi. Và đó là một con Caesar. Một con Caesar để có thể khiến cho Cerberus vẫn bắt đầu giãn cách lợi thế chẳng. Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Bây giờ thì tiền vẫn đang là rất cân bằng, nhưng con Caesar này sẽ là mấu chốt của những pha ép trụ sắp tới. Dian vẫn đang bắn tay tốt với vị tướng Elsu cũng như là giữ vị trí khá tốt. Viên viễn trình kích thì anh ấy có bắn trúng, nhưng lối chơi của Dian thì không phụ thuộc vào những viên viễn trình kích này. Đường trên đã lấy được trụ. Nakroth và Omen đang thi đấu rất có lẽ là hợp gu với nhau. Từ ngày mà 20% xuất hiện thì có vẻ như LH cũng đã thể hiện được mình nhiều hơn. Thậm chí là ở trong lẫn ngoài khu vực thi đấu thì LH cũng có vẻ như tỏ ra rất thân với 20%. Và lối đánh của hai anh chàng này cũng đang là cực kỳ đồng điệu với nhau. Và nó đang đem lại sự khó chịu dành cho những đối thủ mà Cerberus Esports phải đối đầu. Thậm chí hai người chơi này cũng đang là hai người chơi duy nhất có khoảng hơn 10.000 tiền trong đội hình của bên phía Cerberus Esports. Và băng vào đến từ Skiza. Skiza xoay bão búa, ADC quyết định băng vào thẳng vị trí của LH. Tốc biến lên. Và đây là sự lợi hại đến từ Wombo Combo của Team Flash. Mặc dù nó còn chưa phải là hoàn hảo nhất, double kill đã thuộc về Xuân Bách. ADC băng vào hơi sâu, nhưng anh ấy còn cho mình giáp hộ mệnh. Trong khi đó thì bên phía Cerberus Esports họ sẽ mất 3 người. Vậy thì Vincent lướt đi với 3 chiêu thức nhưng là không đủ bởi Eli. Eli đã đuổi kịp với anh ta. 5-2 trong tình huống này. Cerberus sẽ lấy được đi những gì? Rất đáng tiếc dành cho bên chính xác hơn là TeamFast sẽ lấy đi những gì. Rất đáng tiếc dành cho TeamFast đó là trong hai con bài thủ nhà thì có một con bài thủ nhà tương đối khó chịu, đó là Chiro với con bài Rash. Nhưng bên phía của Vat có lẽ sẽ lấy đi cho mình khoảng một đường. Không, họ không muốn lấy một đường lịch sử cấp mà hay vào đó. Họ muốn lấy cho mình con dòng bạo chúa trong tình huống này. Họ quay về dòng bạo chúa hợp lý bởi vì các thành viên còn lại của Cerberus Esports thì họ cũng chuẩn bị ra. Rất ăn miếng trả miếng, rất ăn miếng trả miếng ở trong trận thiếu này. Hai bên đều có thế đánh của mình và cả hai bên đều đã thành công trong một lần ở trong thế đánh đó. Đó là những cú bắt lẻ đến từ bên phía của Cerberus Esports và đó là một tình huống ép sân với 5 thành viên của bên phía TeamFast. Đây lại là một tình huống bắt lẻ đến từ bên phía của Cerberus. Bowie là mục tiêu nhưng chưa đóng băng được quá nhiều đến từ Xuân Bách. Bowie chỉ có thể chống chịu được đến mức đó mà thôi. Và sự lợi hại đến từ những tình huống bắt lẻ với sát vực đã được Cerberus Esports thể hiện ngay lập tức. Đúng là ăn miếng trả miếng. Thực sự là một trận thi đấu hay khi mà lợi thế của các bên đều được thể hiện một cách cực kỳ rõ rệt. Một bên có lợi trong giao tranh tổng ở một phạm vi nửa bản đồ, còn một bên thì họ có được cho mình lợi thế ở trong những pha bắt lẻ, những pha phản ganh. Rất hay, rất hay đến từ trận thi đấu này. Và bây giờ thì là lúc mà Cerberus Esports có lợi thế ở hang tà thần Caesar, ở thời điểm mà con tà thần Caesar còn khoảng 10 giây nữa sẽ ra bắt.
LH đã đứng dình ở đây từ khá lâu rồi. Eli chơi một cách chủ động và cố gắng lừa LH để cho ADC băng vào. LH thấp bao rồi, Ski ra xoay bao búa. Chiro lại tỏa sáng với việc chấm dứt xuân bách ở tình huống này. Một pha lừa kèo khá tốt đến từ Eli, nhưng nó lại không phải là tiền đề để những người đồng đội của anh ta có được điểm hạ gục. Đây là pha băng vào, 20% quá hay những tình huống này. Tiếp tục là một lần nữa mà 20% đã có được một pha tỏa sáng ở trong trận thiếu này. Rõ ràng là cả hai đội đều đang đánh khá đúng với điều kiện thắng của mình. Và Severus Esports đang làm tốt trước Team Fast. Họ sẽ có con tà thần Caesar thứ hai. Nếu xét về chất tướng cuối trận, tôi lại đang thiên về Elsu hơn. Nếu như xét về khả năng bắn tay đôi ở trong giai đoạn cuối trận, bởi Elsu vẫn dựa vào những cú bắn thường rất tốt ở trong giai đoạn cuối trận với những món đồ mà anh chàng Dian đang lên. Và đây là khoảng thời điểm rất lợi thế để khiến cho Severus Esports lấy được ít nhất là một đường, thậm chí là hai đường. Dòng tiên phong đã áp sát vào cái trụ cuối cùng ở khu vực đường trên rồi. LH cùng 20% có tốc độ xử lý cái trụ này là quá khủng khiếp. Rồi tiến lên bắt thẳng vào vị trí của LH, ADC băng vào, đóng băng rất nhiều người. Chiều cuối bật lên, nhưng Ski ra quá trâu với cái bão búa của mình. 20% thì có khả năng tự bỏ chạy, hút được 3 người, rất nhiều người. ADC có điểm hạ gục của 20% băng vào với bão phí tiêu. Và tan vỡ dành cho Severus Esports trước sức mạnh của Team Flash trong một pha giao tranh tổng. ADC đã chứng minh tại sao anh ta cần có cái nanh Fenrir, bởi với cái nanh Fenrir đó anh ta đã hạ được đối phương. Bách phải bể, con sông tiên phong nó đang nhổ thẳng vào cái trụ nhà chính của bên phía Team Flash. Và đó là lý do tại sao các thành viên của Team Flash lần lượt bỏ về. Họ không có thế lính, và quan trọng là con sông tiên phong nó đang nhổ quá đâu. Một pha giao tranh mà Flash chiến thắng hoàn toàn, nhưng thế lính không ủng hộ họ, và họ không thể giải quyết đi cả trận thiếu này. Bây giờ thì còn 19 giây nữa bên phía của đội tuyển Severus Esports mới ra, nhưng có vẻ như đang có hướng muốn backdoor đến từ vị trí của LH chẳng? Không, LH chưa thể backdoor. Còn Flash thì cũng không thể đẩy đường lên quá nhanh được. Và trận thi đấu kết thúc ở một thế hòa trong pha giao tranh mà tưởng chừng như Severus Esports sẽ mất đi rất nhiều. LH nên về và đợi những người đồng đội của mình. Bây giờ giao tranh thì chắc chắn là Team Flash sẽ thắng. Và Severus Esports nếu như muốn thắng ván đấu này thì họ phải tìm cách backdoor và đẩy thêm những đường khác mà thôi. Hoặc bắt lẻ, vẫn bắt lẻ được. Tôi tin rằng với đội hình này vẫn có thể bắt lẻ được. Và thậm chí đó là Bách. Bách là một người chơi hoàn toàn có thể bị động đến ở trong bối cảnh mà điêu thuyền không có quá nhiều lượng chống chịu, cũng như là có cái khả năng lùi khỏi giao tranh là quá ít với sự thiếu cơ động của mình. Những cú đấm đến từ Chihiro bây giờ cũng đã là rất lực rồi. Bách biết điều đó, và chính vì vậy Bách cũng đang chọn cho mình quả cầu băng xương ở trong cái trang bị của mình lên trong trận thiếu này. Luôn luôn là một sự lựa chọn để đảm bảo an toàn và có thể tạo ra đủ tiền đề dành cho những người đồng đội. Tình huống tăng tốc của 20% cố gắng bắt lẻ, nhưng Team Fast cũng rất tỉnh táo. Thế trận là rất giằng co ở trong trận thiếu này. Và nếu để mà nói rằng Severus chắc chắn thua trong giao tranh, tôi nghĩ rằng cũng không phải. Họ sẽ thua nếu như đối phương có một combo pro chuẩn. Và với Ata chặn đầu đúng như vậy thì họ sẽ dễ combo chuẩn. Và chính vì vậy nên Severus sẽ cần phải đánh theo kiểu bắt lẻ nhiều hơn rồi. Còn nếu như giao tranh thẳng mặt ra mà LH bắt được chủ lực của đối phương thì câu chuyện sẽ hoàn toàn khác. Gấu là người đi đầu để check cái bụi này, và Severus Esports phải lùi đi khi mà Team Fast có mặt đầy đủ ở đây. Đúng là Severus Esports cần bắt lẻ thật nhanh một mục tiêu yếu máu của bên phía Team Fast, như là Xuân Bách, như là Eli hoặc là ADC. Thật sự là ADC. Để có thể giành chiến thắng được ở trong một pha giao tranh. Bởi vì nếu như để cho Team Fast khống chế lại họ thì sẽ có nhiều hơn một thành viên của bên phía Cyber Esports phải lên bảng điểm số. Một trận thi đấu hay, và ở bên hai bên chiến tuyến thì hai đội đều đang chứng tỏ được rất nhiều điều. 11 điểm hạ gục dành cho Cyber và 12 điểm hạ gục dành cho bên phía của Team Fast. Fast đang muốn ăn cho mình con sông bạo chúa này rất nhanh. Và chỉ có một mình thành viên Ellie là người ăn cho mình con rồng này, và khi mà đã dồn được một lượng sát thương đủ để dồn chết con rồng bạo chúa thì ADC đến và khiến cho họ có lợi thế hơn về mặt bùa lợi đến thời điểm hiện tại. Với bùa lợi lợi hơn thì bên phía của Phát hoàn toàn có thể mở giao tranh. Ôi, LH làm gì đấy? Sát LH được cái gì đấy? Đang cố gắng đánh ngay trang đầy. Gấu đã bắt đầu tiến lên, chặn được một người, chặn được hai người. LH cùng Skiza đang bị kẹt lại, nhưng Gấu cũng đã ở quá xa so với những người đồng đội của mình rồi. LH rất trâu và LH vẫn đang thoát đi. Eli cố gắng tiến lên nhưng Skiza kè góc. Một cú đấm của Siro làm bất cứ một thành viên nào của Team Flash muốn tiến lên sẽ phải cảm thấy chùn bước. Và đó là tình huống mà bên phía của Severus Esports bắt đầu có được cho mình lợi thế nhờ vào đòn bắn tay đến từ Dian. Những đòn bắn tay của Dian là rất thấm và Gấu cần phải cảnh giác. Trong khi đó bên phía bên kia không có nguồn sát thương dồn nào đủ sốc đến như vậy. Với vị trí của LH trừ bão phi tiêu của Ellie, nhưng sử dụng bão phi liêu là tương đối mạo hiểm trong bối cảnh đối phương mới chỉ là một Omen chặn đường.
Và rõ ràng là Ellie sẽ không quá mạo hiểm đến như vậy. Đúng là như vậy, LH cố gắng sử dụng sát kiếm để kéo ngược Pro E về nhưng không thành công. LH còn ít giây nữa mới có tốc biến, và có lẽ con tà thần Caesar sẽ là hợp lý hơn khi mà 20% đã đẩy lẻ. Nhiều khả năng sẽ có cho mình một pha đẩy lẻ tốt đến từ vị trí của 20%. 20% đang đẩy lẻ, Skiza đã nằm lại rồi, ADC trở thành truyền thuyết. Trong khi đó Team Fast vẫn đang tiếp tục tiến lên. Ellie đã mất cho mình giáp hộ mệnh với một tình huống đi đầu hơi thái quá, gấu đã xuất hiện và 20% sẽ phải quay ngược trở lại khi chưa lấy được cái đường ở khu vực phía dưới bản đồ. Như vậy là bên phía của đội tuyển Team Fast họ cũng đã can tham rất tốt. Khi gấu đã chuẩn bị có mặt thì họ mới ép giao tranh trong tình huống vừa rồi. Họ rất tự tin và sự tự tin đó là có cơ sở. Bây giờ thì lại là thế 5-4 dành cho Team Fast, và thậm chí họ còn đang lợi hơn cả con rồng tiên phong đến từ vị trí đường trên mà ADC vừa thả. ADC đã thả rồng, tên lính cũng là đủ lớn ở khu vực đường giữa. 20% vẫn đang khá nhịp nhàng, khá nhịp nhàng với quân bài Nakroth này. Lính đang tràn vào nhưng không đều. LH bị bắt lại, LH có thể bị bắt lại trong tình huống này. Đã sử dụng sát vực nhưng vẫn bị hút lại bởi vạn vật hấp dẫn. Đạp sóng tiến lên đến từ gấu, đã áp sát được vào vị trí của LH. Rồi, lần này không hút được rồi. Thậm chí LH không mất đi giáp thiên thần trong tình huống này. Rất trâu đến từ Omen. Mặc dù nguồn sát thương là sát thương chuẩn, mặc dù nguồn sát thương là rất nhiều, nhưng LH chưa phải nằm lại. Rõ ràng sát thương dồn đến từ Phát chưa đủ nhiều để có thể hạ gục được một con quái vật như Omen. Chính xác là như vậy, Ellie vẫn đang rất tự tin đứng cao. Team Fast sẽ có được cái trụ này, nhưng con rồng tiên phong thì nó đã bị mất đi từ lúc nào mà chúng ta không hay. Bây giờ thì Flash chưa thể đẩy vào được. Tôi tin rằng chưa phải là một pha thi đấu mà Flash có thể đẩy được vào được dễ dàng. Bởi thế đánh là chưa có. Trong thế đánh này thì họ chưa thể áp sát được vào chủ lực của đối phương, và cũng như không thể tạo ra một pha Wombo Combo quá hủy diệt khi đối phương đã có thế dựa nhà. Cần có một cú tốc biến vạn vật hấp dẫn thật sự thế giới của Broly để cho Team Flash có thể mở ra một chiến thắng ở trong ván thi đấu này. Với phép bổ trợ Du Hiệp thì Hiệp cũng đang thi đấu rất tốt với con bài Grisic. Rõ ràng là những pha hút của Koei cũng đang là chìa khóa rất lớn đến từ bên phía của Team Fast, sau đó mới có thể có được cho mình một chiêu cuối tốt đến từ gấu được. Chính xác là như vậy, và sau đó là bão phi tiêu và những tình huống đóng băng của Xuân Bách, tất cả sẽ đều cần tiền đề từ những tình huống vạn vật hấp dẫn của Broly, thậm chí có thể phải là kết hợp với tốc biến. Khi đó thì những thành viên của Team Fast mới có thể vồ vào. Nhưng bên phía của Cerberus thì họ vẫn đang còn đủ cả 3 đường. Bây giờ thì lợi thế trong giao tranh một lần nữa lại thuộc về bên phía của Team Fast. Họ đang muốn cố gắng để tận dụng điều đó một cách tốt hơn khi đẩy đều lính ở cả 3 đường để đối phương không dám lao ra. Gấu đã có được cho mình thuận nham thạch và cũng đã phải sử dụng thuận nham thạch trong tình huống này. Gấu giải quyết lính cũng là khá vất vả. Một con chùy đã lấy đi rất nhiều thời gian của gấu ở khu vực đường trên. Không sao, ADC và Ellie những người nhiều sát thương nhất bắt. Vẫn bây giờ là lúc mà phải bắt chúa. Những cái lúc mà đối phương đang ăn dòng vạ chúa thì bắt lại được một thành viên là tốt nhất. Tuy nhiên thì việc bắt lại gấu là quá khó. Bách đo rồi. Đang bách đo chăng? Bách đo rồi. Bách đo rồi. Elsu là nguồn sát thương không dám bách đo. Omen không dám bách đo. Là nguy hiểm cho một tình huống bách đo. Đã đi được đến nửa bản đồ nhưng sau đó thì sợ bị đối phương phát hiện và họ không dám bách đo trong tình huống này. Tình huống đó có thể bách đo chứ nhỉ? Có lẽ lo sợ không đủ sát thương. Một mình Elsu có lẽ là không đủ. Và đó là lý do tại sao mà bên phía của Cerberus đã lùi về. Bây giờ họ lại tiếp tục định bách đo một lần nữa chăng? Và đã đánh đến phút thứ 25. Bách đo lần nữa rồi. Bách đo lần nữa rồi. Đi đường khác vào. Đúng rồi. Không ăn thua. Đang vào nhưng ADC đã biến về. Như vậy là họ sẽ chờ đợi ở đây. Như vậy là họ mất 2 lần di chuyển và không thành công. Mỗi lần di chuyển đó họ mất một mục tiêu. Và đây là khoảng thời gian rất tốt để cho Flash có thể chiến thắng ở trong tình huống này. LH giữ lại thôi. LH không còn đường về rồi. Có trâu đến mấy, có bao nhiêu bảo hiểm thì trước 5 thành viên này thì LH cũng sẽ phải nằm lại mà thôi. Đây là chiến thắng. Thời điểm chiến thắng có lẽ đó là hoàn hảo nhất dành cho Team Fast. Họ quá mưu mẹo để biết được rằng đối phương sẽ bách đo ở trong tình huống này. Và trong bối cảnh mà LH đang đứng biến về, nếu như đó một pha đi bộ về có thể LH đã thoát. Nhưng không. Và bây giờ ra pha 5-4 kết hợp với 2 bùa lợi, kết hợp với rồng tiên phong. Quá nhiều thứ để cho Flash có thể kết thúc đi trận thiếu này. Dian đang cố gắng dọn dẹp lính thật nhanh. Skiza cũng đang cố gắng làm điều tương tự nhưng đã bị đóng băng lại rồi. 20% vẫn rất là lướt và nhịp nhàng với những tình huống lướt cùng Nakroth. 17 giây nữa thì LH ra. 17 giây nữa thì LH ra. Và như vậy là một lần nữa rất khó đánh, rất khó công đến từ Flash chăng? Flash lấy được một đường, lấy được nhiều nữa không? Hai đường.
nhưng có dám băng vào trong quả này hay không? Rất muốn băng vào, họ đang rất muốn băng vào. Họ là đội tuyển có quyền chủ động, nhưng LH ra rồi, LH đã ra. Đánh luôn này, LH lao vào bắt được chủ lực của đối phương là đánh luôn. Ôi, như thế nào? Với lượng máu còn nửa cây như thế này cũng không thật sự tự tin. Nhưng sát thương, họ đang muốn lấy ba đường và họ sẽ làm được điều này. Đó là đẳng cấp đến từ Team First và đã có giao tranh. LH và Skiza đang là những người đi đầu, 20% chỉ còn nửa cây. Chiro cố gắng tạo nên sự khác biệt nhưng Eli và Sonbach vẫn còn. Còn Chiro sau khi hết quả cầu băng xương, anh ấy vẫn còn. Bersantos Esports đang cố gắng quét sạch khi mà ADC bị chấm dứt rồi. Sonbach và Boy cùng gấu đang phải bỏ chạy. Dian đang đến, không, Dian không bắt vào Sonbach. Và Skiza là người phải đảm nhận mục tiêu đó. Nhà chính của bên phía Seven Esports không còn quá nhiều máu. Và bây giờ là cơ hội cuối cùng dành cho họ, khi họ bắt buộc phải giành được chiến thắng trong pha giao tranh này. Bởi nếu không, vãi bách trong tình huống vừa rồi. Nhưng đó là một pha thi đấu mà bách cũng không thể làm được gì nhiều hơn ngoài việc lấy được cho mình hai cái giáp hộ mệnh của đối phương. Bách thiếu chút nữa đã tạo nên một pha highlight khi là một điêu thuyền rất thiếu cơ động nhưng đã lấy đi rất nhiều thời gian và cả hai cái giáp hộ mệnh của các thành viên Cyberus Esports. Bây giờ thì đây là một pha thi đấu mà đối phương không còn nhiều người, nhưng hai người chơi của Flash sắp hồi phục, đó là ADC và Eli, đồng nghĩa với việc là Cyber Esports không thể có được chiến thắng trong tình huống này. Nếu như vậy thì khả năng thua của họ là rất cao. Bách đã co quay được quá lâu trong tình huống vừa rồi, rất tuyệt vời, một tình huống co quay rất tuyệt vời đến từ vị trí của Xuân Bách. Những nỗ lực của Cyber Esports cũng là rất tốt rồi. Đây có lẽ là trận thi đấu dài hơi nhất của đấu trường danh vọng tính đến thời điểm này, khi phút thứ 28 của trận thi đấu. Trận thi đấu vẫn đang diễn ra giằng co. Bên phía của Cyber Esports hiện tại họ buộc phải bắt. Đây là thế mà họ đánh chưa chắc đã có lợi, nhưng không đánh thì không biết làm thế nào cả. Và họ phải đánh thôi. Họ cần phải đánh, rõ ràng là khi để cho bên phía Team Fast điều tiết được thế lính thì với ba đường lính siêu cấp sẽ rất khó dành cho Cyber Esports. Cố gắng với một tình huống tốc biến sát vực, nhưng Eli còn đầy đủ những chiêu thức để có thể bỏ chạy và thậm chí là tốc biến vẫn còn. Và Flash sẽ thản nhiên ăn cho mình hai mục tiêu lớn của bản đồ. Họ sẽ chỉ cần phòng tránh khả năng backdoor đến từ đối phương. Còn những thành viên chủ lực của họ là đủ để ăn được cho mình rất nhiều nguồn tài nguyên. Bên phía của Severus biết rằng họ phải mạo hiểm. Và tình huống này thì mạo hiểm có lẽ sẽ là thua. Chặn được một người, đó là LH. Eli đang xả sát thương ra từ tuyến ngoài. Xuân Bách đang đóng băng. LH chống chịu được khá nhiều, ADC vô được Chiro và ADC thoát đi được. Mất ba người đến từ Cyber Esports và có lẽ là tất cả những nỗ lực của Cyber Esports sắp chấm dứt rồi. 20% cố gắng lả lướt những đường múa cuối cùng, nhưng nó không còn quan trọng nữa khi ở nhà chính chỉ còn một trợ thủ, đó là vị trí của Skiza. Thì anh ta không thể làm được gì trong tình huống này, không có sát thương đến từ Skiza. Anh ta quay được vị trí của Eli, nhưng đó là tất cả những gì mà Skiza có thể làm được. 2-1 dành cho Team Flash. Một ván đấu rất dài hơi và căng thẳng. Một ván đấu hấp dẫn khi mà hai bên có những điều kiện thắng khác nhau. Và cả hai đã làm rất tốt trong một vài tình huống. Đến cuối cùng thì những người làm tốt hơn vẫn là Team Flash. Tình huống cuối cùng là tình huống mà có thể đã có chiến thắng dành cho bên phía của Severus nếu như họ gục được Bách thật nhanh. Và thậm chí là một thành viên còn lại tẩu thoát, đó là Gấu nữa. Nhưng họ không làm được cả hai. Bách trốn thoát được. Và sau đó là một cái giáp hộ mệnh để Bách có thể câu kéo được quá nhiều thời gian. Và khi đó thì bên phía của Cyber Esports không thể lấy được lại được thế trận nữa. Tình huống cuối cùng là tình huống mà có lẽ họ cũng đã hơi run khi mà họ không biết rằng họ nên phải làm gì. Chính xác hơn là họ biết họ phải làm gì khi mà họ muốn bắt vào vị trí của Eli, nhưng cũng không thành công đến từ LH. Và đó có lẽ cũng là cơ hội cuối cùng của họ. Nếu như lấy được cái mạng của Eli thì họ có thể giao tranh và lấy được đi ít nhất là hai mục tiêu lớn ở trên bản đồ. Khi đó cơ hội sẽ quay trở lại. Nhưng không có bất kỳ mục tiêu nào dành cho bên phía của đội tuyển Cyber Esports cả. Bản sắc của Overclocker ngày xưa là một tình huống backdoor huyền thoại tại AIC 2018. Cyber Esports nảy lên ý tưởng kế thừa bản sắc này hai lần ở trong ván thi đấu này, nhưng họ đã tự đưa mình vào thế tiến thoái lưỡng nan. Và cuối cùng thì sau hai lần backdoor không thành, họ lại mất đi nhiều, quá nhiều. Và trong quá khứ thì tôi nhớ rằng Flash cũng chưa từng bị backdoor một tình huống nào như vậy cả. Chính vì vậy nên rõ ràng nếu xét về kinh nghiệm chống backdoor, một đội tuyển già dơ như Team Flash hoàn toàn có thể làm được điều đó. MVP của ván thi đấu này là Kricknack trong tay của ADC. Rõ ràng ADC đã tích lũy một lượng tiền rất lớn trong bối cảnh mà đối phương né giao tranh quá hoàn hảo. Thì một cú vồ đầu tiên tai hại đã khiến cho ADC trở nên nền nã hơn rất nhiều trong trận thi đấu này. Liên tiếp là farm cho mình lượng tài nguyên lớn và sau đó là lên cho mình những trang bị rất giàu sát thương. ADC đã có một thế trận tốt ở trong giai đoạn cuối trận.
Rõ ràng rồi, và thêm một ván đấu nữa thì ADC có được danh hiệu MVP. Xuân Bách cũng rất xứng đáng, anh ấy chỉ kém 0,1 điểm số so với người đồng đội của mình mà thôi. Và nếu để giành danh hiệu Key Player thì có lẽ Xuân Bách cũng xứng đáng ở trong ván thi đấu này. Đặc biệt là tình huống thi đấu thủ trước hai thành viên của đối phương, đúng không? Đó là một tình huống hơi lưỡng lự đến từ vị trí của Dian, và anh ta đuổi theo Xuân Bách quá muộn. Và đến khi mà anh ta đuổi theo Xuân Bách thì có lẽ nó cũng là một cái thời điểm mà Bách cũng đã hồi lại được một vài chiêu thức rồi, và Bách đã cho chúng ta thấy tại sao Điêu Thuyền lại xuất hiện ở trong ván thi đấu này chứ không phải là Ma Lốc. Rõ ràng chúng ta đã nhìn thấy Ma Lốc trong tay của Xuân Bách đáng sợ như thế nào trong quãng thời gian vừa qua, nhưng với Điêu Thuyền, một vị tướng khó có thể giữ vị trí, một vị tướng khó có thể xả ra một lượng sát thương lớn, thông thường chỉ để gây khó chịu, thì trận thi đấu này Bách đã cho thấy một Điêu Thuyền hoàn toàn khác. 195.000 sát thương tương ứng với 34,3% sát thương toàn đội. Bách là người giàu sát thương nhất của bản đồ. Giàu sát thương hơn cả hai vị tướng mà chúng ta nghĩ rằng là chủ lực, đó là ADC và Eli. Thì Bách nhiều sát thương hơn cả hai. Trong khi đó thì bên phía bên kia bản đồ, Chiro cũng có một trận thi đấu tốt. Chiro cũng có những cú đấm rất thế giới ở trong trận thi đấu này với Ras. Nhưng đó là không đủ, bởi xét về bản chất giao tranh thì rõ ràng là Flash vẫn là đội tuyển có lời hơn trong giao tranh, và họ biết cách để khiến cho lợi thế đó trở nên toàn vẹn hơn khi liên tiếp là ép đối phương vào thế bị động để ăn được cho mình hai mục tiêu lớn. Khi có hai mục tiêu thì Flash mới thực sự giao tranh, và họ lấy được cho mình ba đường lính siêu cấp của đối phương trong chỉ một lần pê trụ. Một lần nữa thì Flash lại làm được điều đó, và đó là chiến thắng dành cho Flash. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với highlight của trận thi đấu này để đến với trận thi đấu thứ tư của kèo đấu ngày hôm nay.
leo ranh thì mất mạng. Soạn ESP30 gửi 191 nhận ngay 7GB tốc độ cao chỉ với 30.000 đồng 7 ngày. ESP120 gửi 191 nhận ngay 28GB tốc độ cao chỉ với 120.000 đồng 28 ngày. Thỏa thích truy cập Internet, miễn phí chơi và xem Liên Quân Mobile. ESP siêu tốc, data siêu nhanh, leo ranh siêu tốc. Đăng ký gói cước ngay hôm nay để có cơ hội trúng gift code Vũ Tướng Phương Ngọc trang phục bậc SS và hàng triệu phần quà giá trị khác nhé. Xem Liên Quân, Quân Quả Khủng cùng Army bình chọn cho đội thắng cuộc và dự đoán số người bình chọn giống bạn ngay trên ứng dụng Army. Tổng giá trị giải thưởng hàng trăm triệu đồng. Dầu tắm gội Clearman 3-in-1 mới, giải pháp tắm gội toàn diện cho phái mạnh. Tóc sạch gầu, dưỡng ẩm da đầu, sảng khoái toàn thân. Với ba sức mạnh bất bại, Clearman 3-in-1 mới là đàn ông phải thử. Hai một là tỷ số mà Team Flash đang dẫn trước Severus Esports ở trong trận thi đấu này. Nếu nhìn về những con số thì có lẽ là mọi người sẽ tưởng rằng là một trận đấu bình thường thôi. Team Flash dẫn trước một đội tuyển được đánh giá thấp hơn họ. Thế nhưng ba ván đấu vừa qua đã chứng kiến những màn thi đấu rất hấp dẫn đến từ cả hai đội tuyển, và Severus Esports đang có một trận đấu rất hay trước Team Flash trong ngày hôm nay, và chứng kiến những cảm xúc cũng rất tuyệt vời đến với các bạn khán giả có mặt ở trong trận thi đấu ngày hôm nay, được không? Đây là trận thi đấu diễn ra một kèo đấu mà ban đầu chúng ta nghĩ rằng nó sẽ là một kết quả thuận lợi dành cho Team Flash, nhưng không. Những gì mà Severus thể hiện được ở trong trận chiếu này xứng đáng được chúng ta tôn trọng và xứng đáng được ghi nhận là một trong những trận đấu hay nhất đến thời điểm hiện tại của đấu trường danh vọng. Với trận thi đấu vừa qua cũng là trận thi đấu có khoảng thời lượng có lẽ là dài nhất của đấu trường danh vọng mùa này tính đến thời điểm hiện tại, với khoảng 30 phút thi đấu liên tiếp của cả hai đội tuyển ăn miếng trả miếng, có cả những tình huống rình rập, tình huống backdoor, tình huống thể hiện chiến thuật của cả hai đội tuyển. Hai đội tuyển đã thể hiện rất rõ ràng lối chơi kết hợp với những con tướng mà họ đã lựa chọn ở trong trận thi đấu này, và chỉ có một chút có lẽ là thiếu may mắn cùng với đó là một pha xử lý xuất thần đến từ bên phía của Team Flash mới khiến cho họ có được một chiến thắng trước đội tuyển Severus Esports. Và với một trận thi đấu mãn nhãn vừa rồi thì có vẻ như tâm lý của Severus cũng đã được cởi bỏ khi họ đã cùng nhau làm nên một trận thi đấu rất hay. Ván thi đấu này nếu như thua, Severus Esports sẽ thua luôn với tỷ số là 3-1. Nhưng ở những ván thi đấu mà bị dồn vào thế chân tường như thế này thì thông thường các tuyển thủ lại có một tâm lý thoải mái. Điều này Eli cũng đã chia sẻ một lần ở trên sóng rồi, đó là khi mà bị dồn vào thế chân tường không còn gì để bất nữa thì chúng ta tưởng rằng là các tuyển thủ sẽ phải có một tâm lý thật nặng nề, nhưng không, thì đó là khi mà các tuyển thủ có thể thi đấu một cách thoải mái. Và những nụ cười của LH của 20% đang cho thấy điều đó ở trong ván thi đấu thứ tư này. Cũng phải nói rằng cũng tương đối đáng tiếc dành cho Severus Esports khi đối thủ của họ là một đội tuyển quá già giờ, đó là Team Flash. Chính vì vậy nên cái khả năng để có thể backdoor thành công được ở trong tình huống vừa qua nó là quá thấp. Flash luôn luôn có người chuẩn bị sẵn sàng tình thế gọi là phù về. Tức là họ biết rằng họ chỉ cần một hoặc hai thành viên có mặt ở nhà thôi thì mọi sự sẽ được giải quyết. Chính vì vậy nên ở trong mỗi tình huống ăn mục tiêu, tôi cảm nhận được rằng có một thành viên của Phát luôn luôn sẵn sàng trong thế là đã phù về rồi, và chỉ cần đối phương lò cái mặt ra thôi là có một thành viên chỉ khoảng 2 giây sau là có mặt ở nhà chính. Họ rất tinh quái, thậm chí họ không cần thiết quá nhiều thành viên phải đam vào mục tiêu, làm đam vào rồng, đam vào Caesar, bởi đơn giản là những cái đối phương ra họ sẵn sàng đánh, và họ đánh là họ sẽ thắng ở trong giao tranh. Với Richter được lựa chọn ở trong first pick thì Team Flash
hoàn toàn có khả năng sẽ chơi hai đấu sĩ trong ván thi đấu này. Hoàn toàn có thể là như vậy. Eli đang có tỷ lệ thắng 100% với Richter tại Viettel 5G đấu trường danh vọng mùa xuân năm 2020. Và Gấu cũng là một người rất thích chơi Richter và chơi Richter cũng rất hay. Vered có thể được lựa chọn ở trong sự lựa chọn lần này luôn. Rồi, tự bố chọn rồi đúng không? Vered, Yena đánh chưa? Chưa. Như vậy là Yena và Bio chắc không. Như vậy còn quá nhiều đấu sĩ để Flash có phải còn cần thiết phải lựa chọn ở trong sự lựa chọn lần này. Chính vì vậy nên Flash đang lựa chọn một trợ thủ và một xạ thủ. Xạ thủ này nằm trong tay của Ellie hay ADC? Nhiều khả năng là Ellie đúng không? Trong giai đoạn gần đây thì Violet xuất hiện ở khu vực đường rồng là chủ yếu. Khi mà năng lượng của những tình huống lộn bắn đã được giảm đi và giúp cho khả năng đi đường của Violet dễ dàng hơn so với ngày trước thì Violet thường xuyên được tận dụng ở khu vực đường rồng. Còn Severus Esports, họ để cho Team Flash có được Zip và Krizik. Ván đấu này mặc dù ở bên đội xanh Team Flash cũng phải cấm đi, nhưng Team Flash cũng đã đưa ra một sự lựa chọn rất thông minh, đó là Richter, để cho Severus Esports e ngại việc lựa chọn Florentino. Và mặc dù có thể lựa chọn Florentino được, nhưng Severus Esports cũng không làm điều này. Hôm trước khi mà gặp ADC thì tôi có hỏi ADC về việc là tại sao không đánh Volcat và tại sao lại không đánh kiểu ít khi đánh Zip và Krizik các thứ. Thì câu hỏi đó của tôi đặt ra bởi vì là đó là những con tướng rất là hợp thời, và câu hỏi đó tôi đặt ra tôi còn thêm một cái gọi là ngoặc nữa là hay là không biết đánh. Thế thì ADC còn nói rất rõ là chưa đến thời điểm cần phải đánh những con bài đó. Chính xác hơn là ở thời điểm hiện tại Flash vẫn còn rất nhiều bài để chơi ở thời điểm hiện tại mang tính chất gọi là thông dụng, và họ cũng thử nghiệm nhiều bài đánh thay vì việc là muốn đánh những cái con bài kiểu mang tính chất ăn thua như là Volcat. Và chính vì vậy nên để nói rằng Flash ở trong trận chiếu này có thể nói rằng có một sự tôn trọng rất lớn dành cho vị trí của Severus Esports. Họ đã sử dụng cả Zip và sử dụng cả Krizik, cùng với đó họ cũng đã cấm đi cả Zip và Krizik trong bối cảnh họ không còn thể có thể sử dụng hai con bài này. Điều đó đồng nghĩa với việc rằng Team Flash cũng đang có được cho mình một cái nhìn nó mang tính rất tôn trọng dành cho những gì mà Severus Esports đã thể hiện ở trong trận thi đấu ngày hôm nay, hay chính xác hơn trận thi đấu thoát mồ hôi hột vừa rồi, khiến cho bên phía của Flash phải dành thêm một sự tôn trọng lớn nữa ở trong trận thi đấu thứ tư này thì cấm đi cho mình cả hai con bài trợ thủ đến từ đối phương. Face cấm thứ hai Severus Esports lựa chọn cấm vào ADC, vẫn tiếp tục là cấm vào ADC. Điều mà họ đã làm ở trong những ván thi đấu trước ở trong face cấm thứ hai, ván thi đấu này thì không cấm Ignis triệt để vào ADC nữa, khi mà họ cũng vẫn rất e ngại bộ đôi Oma và Ignis. Oma Ignis. Trong khi đó thì Flash nhắm thẳng vào vị trí của Chihiro khi Chihiro đã sử dụng cho mình cả Malok, Rash, những con bài rất phổ biến ở khu vực đường giữa. Bây giờ lại tự tay cấm đi cả Ignis nữa. Thì bên phía của Flash không ngần ngại để cấm đi nốt hai con bài đường giữa cuối cùng mà Chihiro có thể đánh tốt được, nhưng họ để thả ra Maja, một con bài rất hợp thời ở thời điểm hiện tại. Maja. Maja là sự lựa chọn sẽ dành cho Chihiro ở trong ván thi đấu này. Thế còn Xuân Bách thì sao khi đã tự tay cấm đi những Malok, những Liliana? Malok sẽ chơi gì? Malok Oma. Malok Oma rất khỏe, mạnh. Nhưng rất khỏe. Như vậy thì ADC sẽ cần chơi một vị tướng đi rừng mang sát thương phép. Darcy ở thời điểm hiện tại hình như vẫn đang đánh ở phiên bản mà Darcy có quyền lùi về với chiêu cuối đúng không? Trong giai đoạn gần đây thì Darcy hơi bị ghẻ lạnh một chút đến từ các tuyển thủ kể từ ngày mà Volcat lên ngôi đúng không? Nhưng sẽ có Darcy và Malok, tôi tin là như vậy ở trong trận thi đấu này. Khi mà một lần nữa thì để phục vụ cho đội hình này tốt nhất, có lẽ Malok là một sự lựa chọn rất ổn không? Như vậy là sẽ có Violet đi đường giữa chăng? Hay Yena đi đường giữa? Yena cũng có thể đi đường giữa được. Chúng ta đã từng nhìn thấy con bài này đi đường giữa trong tay của ai ta? Tôi chưa nhớ rõ lắm. Nhưng đã có thành viên mang Yena đi đường giữa rồi. Bây giờ thì có thể sẽ là Xuân Bách với Yena đường giữa, hay Darcy đường giữa, Violet đường rừng. Darcy đường giữa, Violet đường rừng. Hợp lý hơn đúng không? Hoàn toàn có thể xảy ra. Và cái quan trọng là Team Flash là các tuyển thủ của họ có kỹ năng rất cao, nên là chúng ta cũng không dễ dàng để có thể đoán ra được. Tôi lại thấy cửa thứ hai đấy hợp lý hơn rồi đấy. Cửa mà Darcy đường giữa, Violet đường rừng là cửa hợp lý hơn rồi đấy. Zephyr là sự lựa chọn cuối cùng mà Severus Esports đưa ra khi trước đó nhá vào Florentino, nhưng rất ngại khi Florentino đối đầu với Richter hoặc Yena nên đã không quyết định lựa chọn, mà thay vào đó là Zephyr.
và Lữ Bố như thông thường mà thôi. Phoenix sẽ nằm trong tay của Dian chứ không đi rừng. Như vậy đúng là sẽ có Violet đi rừng dành cho ADC. Nó sẽ hợp lý hơn rất nhiều bởi vì nó sẽ khiến cho Ellie được giải phóng năng lượng của mình hơn. Khi không phải cầm cho mình một vị xạ thủ, anh ta được cầm cho mình một vị đấu sĩ ưa thích. Thay vì việc là đẩy gấu bắt gấu phải cầm Richter không đường trên và khiến cho Ellie lại phải cầm Violet, một con bài mà anh ta cũng đã từng feed 0-4 ở trong trận thi đấu mà những người đồng đội đã gánh anh ta ở trong trận thi đấu trước đó. Bây giờ thì ADC sẽ đóng vai trò là AD chủ lực và chỉ có một mình chủ lực duy nhất ở khu vực đường rừng mà thôi. Bách mặc dù cầm Darcy nhưng phong cách đánh của Bách là tạo ra bất ngờ trong giao tranh với những cú sử dụng chiêu cuối rất thế giới. Thay vì việc quá cố chấp để lên cho mình rất nhiều sát thương ở trong lối chơi trang bị của Xuân Bách. Bách sẽ vận hành lối chơi của Team Flash theo cái cách sử dụng ma trận tứ nguyên để cưỡng chế di rời càng nhiều kẻ địch càng tốt. Sau đó là những tình huống băng vào từ hai bên hông của Richter và của Yena. Và cuối cùng là sát thương lớn nhất sẽ nằm trong tay của ADC. Một lần nữa chúng ta nhấn mạnh lại tỷ lệ chiến thắng của Richter trong tay của Ellie đang là 100%. Ván đấu này thì bên phía của Phát cũng đang muốn cho chúng ta thấy rằng họ chắc chắn muốn thắng ở trong ván thi đấu này để kết thúc luôn kèo đấu chứ không muốn dây dưa ra ván thi đấu thứ 5. Những con bài mà họ lựa chọn đồng nghĩa với việc ở sau trận thi đấu này thì họ sẽ rất yếu. Sau trận thi đấu này nếu vượt qua được cơn hoạn nạn này thì Cerberus sẽ có cơ hội để thắng luôn cả chiến thắng chung cuộc khi mà Flash sẽ bị yếu đi rất nhiều. Nói rằng Flash không còn bài chơi thì không đúng, nhưng những con bài mạnh nhất ở trong meta họ đã sử dụng và trận thi đấu này là trận thi đấu tất tay nhất của họ. Những con bài rất mạnh, những con bài rất lực đang được sử dụng bởi team Flash. Nhìn vào những gì mà Flash có ở trong đội hình là một sự hủy diệt. Nhưng để chiến đến được với chiến thắng ở trong ngày hôm nay sẽ không dễ dàng một chút nào bởi Cerberus hôm nay thi đấu rất tốt. Cerberus Esports cũng đang có những quân bài có thể có khả năng cò quay như là Maja của Chihiro hay là cái sứ mệnh cứu thế của Skiza cũng sẽ tạo nên rất nhiều tiền đề cho những pha không kích của 20%. Nhưng họ cần phải vượt qua được sự khó chịu mà các vị tướng của Team Flash, những vị tướng rất mạnh mà họ đang sở hữu có thể tạo ra. Bách đang tích nộ khá hay ở đường giữa nhưng không có một cú chỉ thành công và anh ta không thể có được cho mình một lần du hành thứ nguyên miễn phí cùng với một lần hồi máu. Không, anh ta quyết định dùng con quái con này để lấy nộ cho bản thân mình. Và anh ta lấy nộ thành công, ADC mất thêm một khoảng thời gian nhỏ. Bluey khiến cho khoảng thời gian đó lớn hơn một chút với cú đập choáng của mình. Nhưng không sao, với sự trợ giúp của Bluey thì hành trình đi rừng của ADC cũng sẽ nhanh hơn. Và anh ấy sẽ còn được nhường thêm cả tài nguyên ở khu vực đường giữa nữa. Tôi không biết rằng Bách chủ động nhường hay ADC cứ thế mà ra mà ăn. Nhưng Bách thường xuyên gặp tình trạng này. Khu vực đường dưới thì Ellie rất thế giới với con bài Richter nhưng anh ta hơi thiếu sát thương. Và Dian quay trở lại trả sát thương khá đánh đá. Nhưng khi hết sát thương thì Dian là điểm siêu tốc kill mà bên phía Team Flash có được. Nó là hai cú choáng liên tiếp đến từ Froey. Một cú choáng thường may mắn và một cú choáng đỏ đẳng cấp. Và anh ta giúp cho pha băng vào của Ellie trở thành một pha câu kéo đáng xem. Trong khi đó thì ADC tiếp tục được nhường tài nguyên đến từ Xuân Bách một lần nữa. ADC luôn luôn được nhường tài nguyên rất lớn từ khu vực đứng giữa cũng như kể cả những khu vực cánh mà anh ta đi đến để có thể xanh sớm nhất có thể. Và đó sẽ là một Violet rất hủy diệt ở trong giai đoạn giữa trận. Đó là điều mà Violet cần phải làm ở trong khu vực đi rừng. Nếu như không thể xanh sớm thì Violet sức bắn sẽ là không phải thế hợp báo đại à? Và thành công. Gấu là người có được trong tình huống vừa rồi. 20% phải sử dụng không kích để bỏ chạy. Bây giờ thì ADC tiếp tục ra khu vực đường giữa. Như vậy đã có đến 3 tên lính đường giữa mà ADC ăn được khoảng 2 con lính trở lên. Pháo đại cũng đã được nã và ADC vẫn đang rất tự tin. Dian phần nào đó sẽ rén hơn khi mà anh ấy đã thua thiệt so với đối thủ của mình và mất đi điểm chiến công đầu. Bây giờ thì rõ ràng là Flash đang muốn chiếm thế chủ động trên bản đồ, nuôi cho Violet lớn càng nhanh càng tốt. Và khi Violet đã lớn thì sức bắn của cô nàng này sẽ có ảnh hưởng lên toàn bộ bản đồ. ADC tiếp tục tận dụng tài nguyên khu đường giữa trước khi về rừng, đồng nghĩa với việc là thậm chí anh ta farm rừng còn ít hơn cả farm lên. Farm lên sẽ mang lại nguồn tài nguyên nhanh hơn dành cho ADC. Nhanh hơn rất nhiều. Bởi farm rừng anh ta phải ăn một mình, còn farm lên anh ta còn có cả Xuân Bách nữa. Và những con lính cũng sẽ hỗ trợ cho anh ta farm nhanh hơn nữa. Và không phải farm lên thì anh ta sẽ không farm rừng. Bách luôn luôn kiến tạo sẵn tên lính rất thấp máu. ADC đến và last hit đi nó. Và lượng tiền của ADC ở thời điểm hiện tại là nhiều nhất trên bản đồ. Cerberus biết nhưng họ vẫn chưa thể tìm ra cách hóa giải được khi mà các đường đơn của họ không phải là các đường thắng. Không thể thắng được.
bởi những đấu sĩ đến từ bên phía của Phát là đánh rất chắc chắn. Gấu đang gặp nguy hiểm nhưng ADC đã đến. Gấu khá trâu và gấu đã tốc tiến và lùi đi được. Ellie tới và uy hiếp vào vị trí của Chihiro. Có lẽ nó cũng chỉ là một động thái cho thấy rằng anh ấy tự tin di chuyển trước so với bộ đôi Dian và Skiza mà thôi. Đường trên đang có pha ép sân đến từ 4 thành viên đến từ bên phía của Team Phát. Hướng ngược lại là đến từ bên phía của Serious Esports và chúng ta sẽ cùng xem ai lấy trụ tốt hơn. LH không thể làm gì được trước 4 thành viên của Team Fast. Đợt lính chưa được dọn dẹp xong và sẽ có trụ dành cho Team Fast ở khu vực đường trên trong tình huống này. Trong khi đó với đấu khí thì Ellie đã thủ trụ thành công, lợi thế rất lớn dành cho Team Fast. Họ hơn đối phương hơn 1.000 tiền ngay sau pha băng trụ vừa rồi. Một ma trận thứ nguyên và đó là đủ để khiến cho bên phía của Fast giữ lại được vị trí của LH. Trong khi đó thì Ellie đấu sĩ là dễ dàng hơn cho anh ta rất nhiều. Nếu như đó là một vị tướng mang thiên hướng là xạ thủ thì có lẽ Ellie đã mất trụ, thậm chí mất cả mạng với lối đánh thường thấy đến từ Ellie. Nhưng với một đấu sĩ thì câu chuyện hoàn toàn khác. 100% tỷ lệ thắng không phải là con số đùa đến từ vị trí của Richter trong tay của Ellie. Vẫn đang rất tự tin đến từ vị trí của Ellie. Trong khi đó bộ đôi Dian cùng với Skiza, mặc dù họ hơn người ở khu vực đường rồng nhưng họ không tạo ra được một lợi thế nào cụ thể. Và không ai ngăn cản đà lớn của ADC cả. Đó mới là điều nguy hiểm khi mà ADC đang có mặt ở trên mọi phần đường, xử lý mọi nguồn tài nguyên. Skiza thất máu. Skiza đã mất luôn cả cái cấp cứu của mình. Koi cùng Ellie đang đánh nhau cùng với Dian và Chihiro ở khu vực này. Quá trâu, quá khỏe. Ba đấu sĩ trong đội hình quá trâu. Và thêm cả một pháp sư mang thiên hướng đánh tầm xa rất khó chịu như là Darcy nữa, khiến cho ADC luồn lách ra những nơi có đồ rất dễ dàng. Bây giờ là bùa đỏ đến từ vị trí của 20%. Anh ta đi đến đâu, tài nguyên nguồn cho anh ta đến đấy. Gấu, Broly, Xuân Bách và thậm chí là cả Ellie nữa, tất cả đều dồn cho một mục tiêu duy nhất, đó là ADC. Xạ thủ chưa bao giờ làm họ thất vọng trong bất kỳ một trận cầu lớn nào cả. Và anh ấy vẫn đang farm một cách cháy máy và tấn công vào những mục tiêu. 20% đến và giải quyết tân lính. Đội hình của Team Flash là một đội hình quá mạnh. Và đúng là Severus Esports nếu như vượt qua cơn bĩ cực này thì có thể ván thi đấu thứ 5 sẽ là hồi thái lai của họ. Nhưng rõ ràng là Team Flash không muốn điều này xảy ra và họ vẫn đang đánh rất đúng với đội hình của mình, với chất tướng của mình. Bây giờ nếu như muốn giành được một chiến thắng thì có lẽ đã đến thời điểm mà 20% phải lên tiếng. Anh ta cũng trong khoảng thời gian đó liên tiếp là lấy cho mình lượng tài nguyên trên bản đồ chứ không tham gia giao tranh. Và anh ta cũng tích lũy được một lượng tiền có thể nói là thấp hơn ADC chỉ khoảng một vài trăm tiền mà thôi. Và đây là khoảng thời điểm mà 20% cần phải làm được điều gì đó rõ rệt hơn, bởi thời điểm cuối trận sẽ rất khó để anh ta động được vào một Violet được bảo kê được quá nhiều thành viên. Ma trận thứ nguyên lại một lần nữa chính xác của Xuân Bách. Nhưng với lối lên đồ và lối chơi của Xuân Bách thì Xuân Bách không có quá nhiều sát thương. 20% tới ở đây, Severus Esports có 4 người và họ đang đầy đủ lượng máu hơn so với các thành viên còn lại của Team Fast, thậm chí còn có cả sứ mệnh cứu thế của Skiza nữa. Nhưng vẫn chưa dám đánh. Bây giờ thì là một cú không kích đầu tiên nhưng nó hụt. Và 20% có mặt ở giữa vòng vây của đối phương. Hơi chênh ịp và sát thương cũng là chưa có đến từ các thành viên bên phía của Severus Esports. Thế thì khó với một ADC đang lớn rất nhanh rồi. Bởi sau pha thi đấu vừa rồi thì ADC sẽ lại về với vòng rừng của mình một cách thuận lợi. Và lượng tiền mà ADC đã tích lũy được là 4.200 tiền, nó không quá nhiều hơn 20%. Nhưng nên nhớ rằng những gì mà những người đồng đội dành cho anh ta không chỉ là lượng tiền mà còn là sự bảo kê trong giai đoạn cuối trận nữa. Rất khó đánh với một Violet như vậy khi mà anh ta xanh sớm và khi anh ta sẽ dồn được rất nhiều tài nguyên. Sắp tới là cái thanh kiếm. Sắp tới là thanh kiếm và đã có trụ ở khu vực đường dưới sau rất nhiều nỗ lực đến từ bên phía Team Flash. Bây giờ sau là đó là con rồng rất bài bản. Bây giờ sẽ tiếp tục là trụ đường giữa. Họ sẽ lấy trụ và trong một thế trận rất an toàn bởi sự bảo kê đến từ xạ thủ. Được bảo kê rất tốt đến từ những người chơi xung quanh. Một tình huống mà hai thành viên bên phía Severus Esports bị hủy diệt bởi sự xuất sắc đến từ Ellie. Và ma trận thứ nguyên của Xuân Bách, ADC lại một lần nữa là người được hưởng lợi. 20% cùng Chiro cố gắng đến để bảo vệ con mùa xanh này nhưng là không được. Và gần như chiến thắng đang nằm chắc trong tầm kiểm soát của Team Fast với một xạ thủ chắc chắn và xả một lượng sát thương khổng lồ như ADC. Violet là con bài đầu tiên đưa ADC về đấu trường đỉnh cao. Violet cũng là con bài mà ADC đánh tốt nhất kể từ điểm mà anh ta chưa thi đấu chuyên nghiệp. Và bây giờ Violet đang là một con bài rất khó chịu ở trên bản đồ, được nhường quá nhiều tài nguyên. Xuân Bách rất thông minh
chúng ta có thể thấy những tình huống ma trận thứ nguyên của Xuân Bách nó là lợi hại đến như thế nào. 20% không kích được rất nhiều người nhưng ADC đã thoát về được tầm an toàn. Sứ mệnh cứu thế được sử dụng nhưng Tifas ngay lập tức phản công và 20% không còn trên bản đồ nữa. Thậm chí Chiến Bánh Bao mới là người có được điểm hạ gục vừa rồi, anh ta thậm chí còn chưa mất cho mình phù hiệu tử thần ở trên người. Quá trâu và thậm chí là được bảo kê quá hoàn hảo đến từ những người đồng đội của mình để có được một thế bắn thực sự tốt. Thánh kiếm đã có 5.800 tiền, cơ hội đang nhỏ dần dành cho bên phía của Cyber Esports. Họ đã có một ngày thi đấu rất hay nhưng không gặp may và thậm chí là đối phương xuất sắc quá. Và ở thời điểm hiện tại họ sẽ cần phải chờ vào một pha giao tranh thắng lợi nhưng pha giao tranh đó đang không đến. Tính đến thời điểm hiện tại là như vậy. Lượng tiền chênh lệch bắt đầu được giãn cách ra nhiều hơn rồi. Bây giờ là khoảng 3.000 tiền nghiêng về bên phía của Team Flash. Và nếu như Snowball tốt thì nó sẽ còn được giãn cách nhiều hơn nữa với Ta Thần Xe Ra đã xuất hiện trên bản đồ được 2 phút rồi. Flash có một dàn chắn mà nhìn thì có vẻ như bình thường nhưng nó lại quá tốt khi mà xạ thủ của họ đã quá hợp với đội hình này. Thì chỉ cần dàn bảo kê như thế này nó đủ dày và đủ nhiều để khiến cho ADC có thể chơi một cách quá mạnh mẽ ở trong giao tranh. Trong khi đó thì 20% chưa thể làm thế nào để tìm được vị trí của ADC. Và không tìm được vị trí của ADC thì dàn vỡ. Rất khó khi mà những hậu vệ của Team Fast vẫn đang phòng ngự rất chặt chẽ. Hộ pháp rất khó để có thể xuyên qua. LH quyết định băng vào với Sen cũng tới Chiro. Chưa làm được gì thì LH đã phải nằm lại rồi. Gấu thoát ra được và ma trận thứ nguyên trúng hai người. Ma trận thứ nguyên quá thế giới đến từ vị trí của Xuân Bách. Eli tiếp tục băng lên quá dũng mạnh với Richter trong tay mình. Và mọi thứ đang tan vỡ đối với Cyber Esports. Bách còn quá trâu, Bách còn du hành thứ nguyên. Bồi thêm đa sát thương nhưng 20% là rất trâu. 20% cũng có một lượng tiền không hề tệ. Và double kill dành cho 20% trong tình huống vừa rồi. Một chút gỡ gạc lại về mặt thế trận. Nhưng nên nhớ hai chủ lực của họ vẫn chạy thoát trong tình huống đó. Đó là một tình huống mà hai thành viên băng vào đã cố gắng để tiêu diệt 20%. Những nội tại bền bỉ của Zephyr đã khiến cho 20% quá khó để bị hạ gục ở trong trụ. Và anh ta cũng có đến 6.000 tiền, lượng tiền lớn thứ hai bản đồ sau vị trí của ADC, vẫn là ADC. Gấu cũng đang có một lượng tiền rất tốt với 7.000 tiền. Và vừa nãy là 3.000 tiền chênh lệch, giờ này nó đã lên đến con số 4.000 rồi. Một lần nữa thì đam sát thương phép thuật của bên phía đội tuyển Cerulean gặp vấn đề. Khi đó chỉ là một Maza lên full chống chịu. Thậm chí cái mặt nạ Berit cũng không khiến cho anh ta xả được quá nhiều sát thương ở trong giao tranh. Thì những gì mà Flash cần làm đang là những trang bị phòng thủ mang tính chất vật lý và họ sẽ chống chịu rất lâu ở trong giao tranh. Trong khi đó Dian chưa thể mang lại bất kỳ một tiếng nói nào trong giao tranh tổng. Thậm chí anh ta còn là người phải nằm lại đến 3 lần liên tiếp ở trong trận thiếu này. 20% vẫn đang là điểm sáng duy nhất để họ có thể níu kéo được trận thiếu này với điểm KDA là có là 2-1-0. Nhưng anh ta là không đủ bởi nếu như chỉ có một mình 20% băng vào với một cái sứ mệnh cứu thế thì quá khó để dứt điểm được ADC. Sát thương ở trong ván thi đấu này của Cyber Esports sẽ phải phụ thuộc vào sức bắn của Dian. Và sát thương xả ra đến từ Chihiro. Nhưng đến thời điểm này một người đang fit 03 còn một người thì lên đồ thủ. Đa thần sẽ ra thuộc về bên phía của Team Flash. Và bên phía Cyber Esports họ muốn làm gì trong tình huống này đây? Flash đánh rất khó chịu, đánh kiểu câu nhử và khiến cho thế lao vào của Cyber là không có. Họ không việc gì phải tạo giao tranh thẳng mặt với đối phương cả. Thay vào đó họ đợi đối phương lao lên, mắc những sai lầm. Và khi mà đối phương đã mắc sai lầm rồi thì cú sứ mệnh nhầm, chính xác hơn là cú chiếc cuối đến từ Xuân Bách, cú ma trận thứ nguyên, nó sẽ khiến cho đối phương phải tan vỡ sau khoảng 2 cú lộn bắn của ADC. Cyber Esports đang tập trung cả 5 người đi cùng nhau để có thể giải quyết được con rồng tiên phong này. Nhưng Dian đã bị loại ra khỏi cuộc chơi ngay lập tức. Sứ mệnh cứu thế đã bắt đầu được sử dụng. ADC đang bị dí vào, ADC đã bị tiêu diệt. Và đó là điểm mà cục siêu việt thuộc lần về 20%. Xuân Bách đang phải bỏ chạy với du hành thứ nguyên của mình. Và đây là một động thái rất tốt thuộc về Cyber Esports để kéo ván đấu này dài hơn. Lần đầu tiên thì Cyber đã thành công trong một nỗ lực để bắt vào vị trí của ADC. Đây là một nỗ lực rất đáng ghi nhận và cũng là rất kịp thời. Bởi nếu như để ADC ép vào với con rồng bạo chúa, à chính xác hơn là con tà thần Zeta, rồng tiên phong, thì mọi thứ sẽ cực kỳ khó khăn. Chiro và những người đồng đội của mình có thể đánh trong tình huống này. Thoải mái đánh bởi sát thương chủ lực đã mất đi. Sát thương chủ lực đã mất đi và trong đội hình thì Xuân Bách cũng là một nguồn sát thương lớn. Và bên phía Team Fast vẫn muốn chơi. Chiro đang thoát về, Boy đang ở tiền tuyến. Ma trận thứ nguyên được đặt ra lần này thì nó không
cưỡng chế di rời lại được một ai cả. Điều kiện cần là một pha thi đấu hay đến từ CBF đã có, nhưng điều kiện đủ là Dian phải lớn thì chưa có. Dian đang rất yếu ở trên bản đồ. Dian với con bài Phoenix bây giờ mới có 7.900 tiền so với 9.910 tiền của ADC, thua một món đồ. Và điểm cây đây chỉ là 0-3-1. Rõ ràng là rất khó nếu như chỉ có một mình 20% băng vào mà tuyến sau không có người sức tiền để đi dàn tanh đến từ bên phía của Flash. Thì vừa rồi là tình huống duy nhất mà Flash thả ra ADC, không có bảo kê, chỉ có một mình hình như là Ellie, Voi đúng không? Ở cạnh vị trí của ADC. Còn lại các thành viên còn lại thì đang mải pha vào các khu vực đường còn lại, và đó là tình huống đầu tiên mà ADC phải đi lẻ. Nhưng việc đi cùng với nhau đang đem lại cơ hội bắt lẻ khá tốt dành cho bên phía của Super Esports. Có lẽ tiếp tục một lần nữa phải chờ đợi LH có được một cú tốc biến. Và cú tốc biến kết hợp với ba thức của Lữ Bố sẽ là tiền đề để cho bên phía của CBS giao tranh. Bởi nên nhớ, Lữ Bố đang cầm cho mình phép bổ trợ ba tính. Anh ta sẽ có hai lần bắt vào liên tiếp vị trí của ADC. Eli đang bị găm sát thương bởi các thành viên bên phía Silver Esports, nhưng đầu với một Richter lên thủ thì khả năng chống chịu là quá khó chịu với những lần công thủ toàn diện. Trong khi đó thì dù bạn có lên thủ, đối đầu với một ADC full sát thương cũng là rất khó khăn, rất đau. Tình huống lộn bắn của ADC tầm này là rất đau rồi. Một lần nữa thì phải chờ đợi Lữ Bố có một pha thi đấu thế giới nữa, bởi nếu như bắt 20% phải chống chịu toàn bộ lượng sát thương thì quá khó cho anh chàng này, và anh chàng này cũng phải xả ra một lượng sát thương rất lớn với ADC, và anh ta cần phải có góc vào sau. Lữ Bố ở quá xa, và bây giờ thì có lẽ 20% là thành viên dễ dàng nhất để có thể lao vào. Không, đối phương đã bỏ tà thần Zeta, và bên phía của Severus vẫn đang câu kéo được một thế trận hòa hoãn để chờ đợi một pha bắt lẻ. Chỉ cần tiêu diệt nguồn sát thương duy nhất mạnh nhất của bên phía đối phương ADC thì mọi thứ sẽ dễ thở hơn dành cho bên phía của đội tuyển CBLE Sport rất nhiều. Nói ADC là nguồn sát thương duy nhất thì không đúng, nhưng tất cả những nguồn tài nguyên đang được dồn cho ADC, và những thành viên còn lại cũng lên rất nhiều trang bị chống chịu. Không, Gấu cũng đã đổi một trang bị mang tính chất sát thương rất mạnh mẽ, đó là Nanh Phoenix. Còn lại Victor của Eli thì vẫn là full chống chịu như thường lệ. Dòng bão chúa đã được ăn, Silver Esports đang muốn đánh trong tình huống này. LH bắt đầu băng vào và đã có sứ mệnh cứu thế được sử dụng rồi. Dian vẫn chưa có góc để bắn. Rồi xoay bão búa, Eli băng vào rồi lại rút ra. ADC đang được bắn, đã bắn gục LH. ADC còn quyền năng hắc ám ở trên người, lộn lên bắn rất đau. Và Silver Esports đang phải bỏ chạy. Sẽ có thêm tà thần Zeta dành cho bên phía của team Phát ở trong thế trận như thế này. Gấu là người duy nhất phải về, nhưng Gấu sau khi đép lên xong thì những người đồng đội của anh ta cũng sẽ cung cấp cho anh ta một con tà thần Zeta nữa để có một pha ép trụ quyết định chẳng. ADC chắc giờ này đã full đồ, đúng là đã full đồ, thậm chí là 7 món đồ sẽ có trên người của ADC, có thể là 8 món đồ với lối lên được trang bị nhanh tay đến từ anh chàng này. Thì 8 món đồ cũng là chuyện bình thường, khi ta bị giữ lại và có lẽ là kết thúc sau pha băng vào của Ellie. Rất quyết đoán, và lại một lần nữa ma trận thứ nguyên là quá tuyệt vời khi mà Skiza bị hạ gục. Không còn giáp tay hải thần nữa thì không ai có thể ngăn cản được việc ma trận thứ nguyên của Smash được sử dụng chính xác. 20% rất bền bỉ, nhưng có bền bỉ đến mấy thì cũng sẽ bị bắn gục mà thôi. LH ra đời nhưng chẳng thể làm gì được một Ellie đứng sừng sững trong nhà của Severus Esports. Quá khó chịu với lối đánh này của bên phía Team Fast, và chiến thắng ngày hôm nay chắc chắn sẽ thuộc về bên phía của Team Fast với một đội hình hủy diệt mà họ đã nuôi lớn được xạ thủ của mình. Với phép của trợ Du Hiệp, ADC bắn rất khó chịu với khả năng làm chậm của Du Hiệp, kết hợp vào đó là khả năng farm cháy máy đến từ anh chàng này, khả năng bảo kê quá tốt đến từ người đồng đội, và cuối cùng là một pha băng vào thế giới kết hợp với ba trận thứ nguyên của Xuân Bách. Ellie và Xuân Bách đã tạo tiền đề quá tốt để ADC bắn cả thế giới này. Một đội hình rất mạnh kết hợp với những kỹ năng thượng thừa của các thành viên bên phía Team Flash đã khiến cho đội hình này mạnh từ đầu đến cuối. Và mặc dù Silver Esports đã rất nỗ lực và cá nhân 20% cũng có thêm một ván đấu thể hiện được rất nhiều ở vị trí đi rừng, nhưng là không đủ, là không đủ để có thể làm nên một điều thần kỳ trước Team Flash trong ngày hôm nay. Dù gì đi chăng nữa thì bạn phải thấy rất rõ ràng là những gì mà Severus cống hiến ở trong ngày thi đấu hôm nay xứng đáng được nhận một tràng pháo tay đến từ người hâm mộ. Những gì mà họ làm ở trong ngày thi đấu hôm nay, những gì mà 20% đã làm ở trong ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một tiền đề rất lớn cho tương lai của anh chàng này cũng như là đội tuyển này trong giai đoạn lượt về. Họ đã chiến đấu và chiến đấu rất hay ở trong trận thi đấu này trước một nhà đương kim vô địch thế giới, không có một chút chùn bước nào cả, và cũng có lối đánh rất riêng của bản thân mình. Họ có quyền tiếc nuối ở trong trận thi đấu ngày hôm nay, nhưng chúng ta vẫn thấy rằng Severus đã mở ra một tương lai mới ở trong giai đoạn lượt về của đấu trường danh vọng năm nay đối với chính bản thân họ.
Một lần nữa thì ADC là người giành được danh hiệu MVP của Team Flash ở trong trận thi đấu với đội tuyển Severus Esports. Cả 3 ván đấu thì ADC đều là MVP. Có nhiều người cho rằng nếu như được nuôi lớn một cách miễn phí như ADC thì việc bắn cả thế giới là quá dễ dàng. Nhưng thực sự phải là một người chơi như thế nào thì một đội tuyển hàng đầu thế giới mới có thể dồn một lượng tài nguyên lớn đến như vậy cho anh ta, mới tự tin vào việc chỉ dồn tài nguyên cho anh ta. Và rõ ràng anh ta cũng đã đáp ứng được những thứ đó một cách rất trọn vẹn. Duy nhất chỉ có một lần ADC làm lại, đó là thời điểm mà anh ta cũng có một chút dấu hiệu của sự chủ quan, di chuyển cao khi không có những người đồng đội ở bên cạnh. Còn lại thì là một thế bắn mà ADC đã có một lượng sát thương tương đối khổng lồ trong trận đấu này. Tôi nghĩ nó cũng phải rơi vào tầm khoảng 40% sát thương đến từ vị trí của ADC. Số đấy đâu cũng là một người đóng góp không, rất lớn. 30 thôi. 30, chỉ là 30% sát thương thôi. 31,2% sát thương. Xuân Bách cũng là một người chơi rất thế giới trong ván thi đấu này với Dasi. Bách cũng đánh tốt. Ellie cũng đánh rất tốt với lối lên phong phun thủ. Thật ra đồng đội của Ellie không quá hy vọng vào lượng đam sát thương mà anh ta gây ra. Chủ yếu là hiệu ứng, cùng với đó là một rào chắn, một kiểu dạng là Kante, kiểu dạng tiền vệ phòng ngự ấy, kiểu dạng như vậy thôi, chứ không chỉ là nguồn sát thương đến từ vị trí của Richter. Và đó là câm lặng, đó là những cú lao vào rất thế giới đến từ vị trí của Ellie. Pha băng vào cuối cùng khiến cho ADC buộc vào thế, còn đây nói là không biết là bắt buộc là phải bắn rồi chứ còn làm cái gì nữa. Đối phương không còn ai có thể cản được vào, động được vào vị trí của anh ta nữa để anh ta có thể phải lo sợ. Và lại một lần nữa thì tỷ lệ thắng của Richter trong tay Ellie được bảo toàn là 100%. Thêm một ván đấu nữa, Team Flash giành thêm được một thắng lợi nữa, thắng lợi 3-1 trước Severus Esports. Xin cảm ơn hai đội tuyển đã cống hiến cho chúng ta một trận đấu thật sự mãn nhãn trong ngày thi đấu hôm nay. Severus Esports và Team Flash họ đều xứng đáng nhận được những lời khen. Và đây sẽ là kết quả của ngày thi đấu hôm nay. Mochazele đã có được chiến thắng đầu tay của mình với đội tuyển Evert Esports với tỷ số là 3-1. Team Fast giành được một chiến thắng, nhìn vào tỷ số thì có thể nói là dễ dàng, nhưng nhìn vào những gì mà ngày hôm nay Severus đã làm được thì đó là một chiến thắng vất vả với tỷ số là 3-1. Như vậy là một nửa chặng đường cuối cùng của vòng 7 giai đoạn lượt đi đã kết thúc. Và đây là một nửa cuối cùng của giai đoạn lượt đi vòng 7. Ngày mai thì HTVC IGP Gaming sẽ có cuộc đọ sức với Box Gaming ở khung giờ 16 giờ. Còn ngay sau đó sẽ là cuộc chạm trán được trông đợi nhất trong vòng thi đấu cuối cùng của lượt đi này. Sài Gòn Phantom đối đầu với Pháp TV để xem ai là đội tuyển mạnh hơn ở trong top 4. Và rõ ràng đây sẽ là một trận thi đấu rất đáng xem, đúng không, khi hai đội tuyển này đang cạnh tranh với nhau vị trí cụ thể ở trong top 4. Tuần thi đấu này thì thực tế tôi sẽ rất mong chờ Big Check đến từ trận thi đấu ngày mai, trận thi đấu giữa Sài Gòn Phantom và Phát TV. Nhưng sau trận thi đấu ngày hôm nay thì tôi mong chờ sẽ có đến 2 số Big Check, hoặc là sẽ có 2 đoạn Big Check cùng xuất hiện ở trong cuối tuần này. Phải chia sẻ thật với anh Tùng là làm mic check là tốn thời gian đấy, nên là chúng ta hy vọng nhưng dù sao mic check như thế nào thì chúng ta cứ thưởng thức số mic check đến từ ban tổ chức thôi. Đồng ý. Còn ngày mai thì sẽ là cuộc đọ sức giữa Pháp TV và Sài Gòn Phantom, một cuộc đối đầu rất đáng chú ý. Có một điều tôi muốn nói thêm, đó là các đội tuyển ở top dưới tại mùa giải năm nay họ đã khởi đầu không được như ý, là MochaZD, là Evolve Esports hay chính Severus Esports. Nhưng ở trong những vòng thi đấu gần đây thì họ đều đã cho thấy sự cải biến rồi, họ đã cho thấy sự tiến bộ rồi. Không còn là những trận thua bạc nhược với tỷ số 0-3 trước các đội tuyển mạnh hơn nữa, mà họ đã bắt đầu có được những ván thắng của mình, họ đã bắt đầu có lối chơi chủ động của mình. Chúng ta cảm thấy sự chuyên nghiệp đến từ cả 8 đội tuyển trong đấu trường danh vọng năm nay, đúng không? Chứ không phải chỉ là những đội tuyển top đầu họ có những mục tiêu cụ thể, những đội tuyển top sau họ cũng có những mục tiêu rất cụ thể. Trụ hạng cũng là một mục tiêu rất cụ thể, top 4 cũng là mục tiêu rất cụ thể, và chức vô địch cũng là một mục tiêu cực kỳ cụ thể. Và sau trận thi đấu vừa rồi chúng ta thấy rất rõ ràng là Severus Esports hoàn toàn có thể đánh bại được bất kỳ một đội tuyển nào ở trên khu vực top trên. Tuy nhiên họ sẽ cần phải làm được nhiều điều hơn, đó là cái việc kết thúc trận đấu ở trong những khoảng thời gian giằng co. Họ vẫn thua điều đó với những đội tuyển giàu bản lĩnh như là Team Flash. Rõ ràng là nếu như trận thi đấu vừa qua, những trận thi đấu vừa qua Severus chỉ phải gặp một đội tuyển mà kinh nghiệm thi đấu không có quá nhiều thì có thể đã có một cú backdoor thành công, có thể đã có một cú phản canh thành công và bắt vào chủ lực của đối phương thành công. Nhưng không, bởi đó là một Team Flash rất già rồi. Và chúng ta sẽ cùng tới với màn phỏng vấn để xem là các thành viên của Team Flash suy nghĩ gì sau chiến thắng này của họ và sau khi lượt đi của Viettel 5G đấu trường danh vọng mùa xuân 2020 khép lại.
Xin chào các bạn khán giả, như vậy là trận đấu cuối cùng trong ngày hôm nay giữa T-Flash và Cerberus Esports đã khép lại. Có thể thấy rằng một trận đấu với rất nhiều diễn biến bất ngờ khi mà Cerberus cũng đã không hề chùn bước trước nhà đương kim vô địch. Thế nhưng mà kết quả chung cuộc vẫn là 3-1 nghiêng về T-Flash. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần phỏng vấn sau trận đấu. Đứng cạnh Phương Thảo lúc này đang là Pro E và Xuân Bách. Do diễn biến của dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra rất phức tạp tại thủ đô Hà Nội, cho phép chúng tôi sẽ được đeo khẩu trang lên hình phỏng vấn. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ Xuân Bách. Như vậy là kết thúc trận đấu ngày hôm nay cũng là kết thúc lượt đi của Team Flash trong vòng bảng lần này. Không biết là Bách đánh giá màn thể hiện của team mình trong suốt lượt đi vừa rồi mấy điểm trên 10? Team mình đánh giá chung là lượt đi thì team mình hay mắc lỗi với cả đánh không gắn kết như ngày trước. Cho nên là mình nghĩ chắc chỉ được tầm 7 điểm. 7 điểm trên 10, một con số rất là khiêm tốn. Hình như là lần đầu tiên Team Flash tự đánh giá cho mình được 7 điểm trên 10 ạ. Và có thể thấy là trong ván 3 vừa rồi thì đã có rất nhiều những pha di chuyển hách não đến từ cả hai nội. Không biết rằng là các bạn có biết là Cerberus định backdoor không ạ? Thực ra cái này bọn mình biết, cho nên là bọn mình đã setup để bắt họ trong rừng. Tức là các bạn đã nắm bắt được điều đó. Có lẽ là khi mà nghe thấy câu này thì các bạn khán giả cũng sẽ rất là tò mò và sẽ mong chờ ở số mic check tiếp theo để hiểu rõ được sự tình câu chuyện đằng sau diễn biến bất ngờ đó. Câu hỏi tiếp theo dành cho Pro E có vẻ là hơi chuyên môn một chút. Ngày hôm nay thì Ata đã chính thức ra mắt Viettel 5G đấu trường danh vọng mùa xuân trong tay của Gấu và Skiza. Không biết là bạn đánh giá con bài này phù hợp chơi ở vị trí nào hơn và điểm mạnh yếu của nó trong từng vị trí là gì ạ? Thực chất thì cái con Ata của anh Gấu và của Skiza thì mình thấy ở hai vị trí khác nhau. Nhưng mà để mà nói về độ hiệu quả thì mình nghĩ con Ata này nó không hợp về vị trí hỗ trợ lắm. Tại vì mình nghĩ rằng là con Ata này máu nó khá là giấy. Và thường thường do trận vừa rồi là mình biết zip thì không có khả năng gây khó chịu cho Ata, thì Ata có phần chơi cơ với mình. Nhưng mà nếu mà mình mà có được lượt được big sau thì mình nghĩ là Ata sẽ không làm được gì cả. Và mình nghĩ là vị trí của Ata thì mình nghĩ là vẫn là vị trí đi đường hơn. Và bên cạnh Ata thì máy chủ cũng mới cho ra mắt vị tướng Pen và 2 tuần nữa thì sẽ được sử dụng tại giải. Không biết là Xuân Bách bạn đánh giá như thế nào về con bài này? Mình nghĩ Pen thì chắc phù hợp vị trí đi rừng. Bởi vì khả năng xúc sát thương chớp nhoáng của Pen rất là mạnh. Nó cũng giống như kiểu Krynak thôi. Nhưng mà Pen thì được lợi cái là mở giao tranh từ xa rất là tốt. Cho nên là mình nghĩ là khi mà Pen được đánh trong đối danh vọng thì sẽ là một hot pick. Vâng, có thể thấy là phần phỏng vấn sau trận đấu không chỉ được lắng nghe cảm xúc mà có rất là nhiều những chia sẻ hữu ích dành cho các bạn khán giả đã đang quan tâm về những vị tướng đã sử dụng tại giải, đúng không ạ? Và câu hỏi tiếp theo dành cho Pro E, bạn có dự đoán như thế nào về tỷ số của trận đấu tâm điểm ngày mai giữa các chiến binh phương Nam, đó là Phát TV và Sài Gòn Phantom? Thực ra thì em cũng không quan tâm trận này lắm. Không quan tâm lắm? Không quan tâm nhưng mà mình cũng thử dự đoán được không? Em không nghĩ đây là trận siêu quỳnh, nhưng mà chắc là em dự đoán là với phong độ của Sài Gòn hiện tại thì em nghĩ là 3-1 hoặc 3-2 cho Sài Gòn. Sài Gòn Phantom. Sài Gòn Phantom đúng không nào? 3-1 hoặc là 3-2 cho Sài Gòn Phantom. Vậy thì trận đấu giữa Phát TV và Sài Gòn Phantom bạn không quan tâm lắm, vậy thì bạn muốn gặp lại đối thủ nào nhất trong lượt về sắp tới? Thì thật ra thì về đối thủ mình muốn gặp nhất thì chắc là Phát TV thôi, tại vì mình cảm thấy là khi mà họ thắng mình thì họ có vẻ hơi... Nói chung là mình muốn gặp họ. Nói chung là muốn gặp Phát TV. Bro E thì muốn gặp Phát TV, còn Gấu thì hôm trước vừa mới chia sẻ là muốn gặp IGP, còn Xuân Bách thì sao? Mình thì muốn gặp một đội nào đó trong trận chung kết. Không biết đội nào. Một chia sẻ rất là mơ hồ. Có lẽ là chúng ta đây vẫn sẽ là một ẩn số và chúng ta sẽ cùng chờ đón ở những diễn biến tiếp theo trong mùa giải năm nay. Và xin được cảm ơn và chúc mừng cho chiến thắng của Team Flash. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới đơn vị đồng hành chính thức Viettel Telecom cùng với hai nhà tài trợ Clement 3+1 và nhãn hàng Yomos. Và quý vị khán giả cũng đừng quên tham dự chương trình dự đoán và bình chọn trên OnMe để có cơ hội nhận được rất nhiều những phần quà giá trị như iPhone 11 Pro Max, gói phun tướng, phun ngọc và rất nhiều những vật phẩm giá trị khác. Do tình hình
dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra vô cùng phức tạp, nên là hy vọng rằng các bạn khán giả cũng sẽ bảo vệ sức khỏe của bản thân mình để cùng đồng hành với chúng tôi từ đầu đến suốt mùa giải. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những trận đấu ngày mai.